Thịnh Đại với việc rời khỏi Huyện An cũng là nửa buồn nửa vui. Vui chính là có thể rời xa bóng ma Hạ Tưởng, đến huyện Nghĩa làm chủ tịch huyện cũng sẽ rất thoải mái. Buồn chính là đột nhiên lại đến một nơi xa lạ, cũng không biết bí thư là người như thế nào, có phải là người có thể kết bạn được không? Nghe Hạ Tưởng nói câu này hắn cảm thấy rất cảm kích. Vì Mai Hiểu Lâm làm chủ tịch huyện nên lại khuyết vị trí phó bí thư, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại trực tiếp đưa một người từ nơi khác đến. Hắn đến từ huyện Bá, đã ở huyện Bá đảm nhiệm chức phó bí thư, hơn nữa Hạ Tưởng còn biết hắn là Trương Kiện. Trương Kiện từng là thư ký của Thẩm Phục Minh khi y là bí thư thành ủy thành phố Trương Trình, sau đó được điều tới huyện Bá làm phó bí thư. Lý Đình Sơn đi rồi, Thạch Bảo Lũy tiếp nhận bí thư, Trương Kiện vẫn là phó bí thư. Mãi đến nay, hắn vẫn cứ làm phó bí thư đến vài năm rồi. Cũng không tốt chẳng xấu, tiền đồ không hề có gì sáng sủa. Tuy nhiên liên tưởng đến việc Thẩm Phục Minh bị phạt, thân là thư ký trước của hắn, Trương Kiện cho dù không bị liên lụy, trên chính trường khẳng định ít nhiều nhất định bị ảnh hưởng. Hắn vẫn cứ đảm nhiệm chức phó bí thư, điều tới huyện An, việc vẫn là phó bí thư là việc có thể nhìn thấy được. Con đường quan lộ của hắn cũng không hề bằng phẳng, thậm chí có thể nói triển vọng rất ảm đạm. Sau khi Trương Kiện tới huyện An nhậm chức, lại gặp Hạ Tưởng, trong lòng cũng vô cùng xúc động. Lúc ấy ở huyện Bá, Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một người cán bộ cấp phó phòng. Hiện tại thì thật đáng khen, đã trở thành phó chủ tịch thường trực huyện cùng cấp với hắn. Hơn nữa, hắn lại không có cách nào so sánh được với Hạ Tưởng là vì người đứng sau hắn đã ngã rồi, muốn tiến thêm bước nữa trừ phi có cơ duyên xảo hợp. Hạ Tưởng tuổi còn trẻ đã là phó chủ tịch thường trực huyện. Rõ ràng một vài năm sau sẽ có thể tiếp nhận chức chủ tịch huyện, lên làm nhân vật số một chính quyền, từ nay về sau con đường thật là thuận buồm xuôi gió, đường quan lộ thẳng tiến. Thật sự là không thể so sánh người với người, Trương Kiện âm thầm cảm thán khi cùng bắt tay với Hạ Tưởng, cố gắng thể hiện sự bình tĩnh và thoáng vui mừng. Phó chủ tịch huyện Hạ, hôm nay gặp lại, anh đã là phó chủ tịch thường trực huyện rồi, thật sự là đáng mừng. Hạ Tưởng cũng biết Trương Kiện nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn với Trương Kiện cũng không có thiện cảm lắm, nhưng là chưa tới chán ghét, chỉ là thản nhiên nói. Hoan nghênh Phó Bí Thư Trương đến huyện An làm việc, về sau có gì cần tới địa phương, xin cứ việc nói. Có thời gian tôi xin làm chủ nhà tận tình, mời anh đi ăn cơm. Phản ứng của Hạ Tưởng đã được Trương Kiện dự đoán, vẫn giữ khoảng cách thờ ơ không xa không gần. Hắn cười tạm vài cái, liền nhìn Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Còn có Mai Hiểu Lâm đứng cùng nhau, vừa nói vừa cười đi đến, không khỏi nảy sinh một điều hối tiếc. Huyện An nhỏ đã hình thành rồi, hắn là phó bí thư đến sau, không bị chèn ép mất quyền lực mới là lạ. Trương Kiện cũng không biết hắn đưa ra kết luận hơi sớm. Khâu Tự Phong sở dĩ cùng Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm đi cùng nhau là vì đã có hẹn tiếp đón Tề Á Nam rồi. Cùng nhau đi tới nhà khách huyện ủy tham gia lễ khánh thành chính thức sau khi cải tạo nhà khách. Ba người dường như đều vô ý với Trương Kiện, không có người nào chủ động đề nghị mời Phó Bí Thư Trương cùng đi chung. Đương nhiên Mai Hiểu Lâm có thể là thực sự không để ý đến Trương Kiện, về phần Hạ Tưởng cùng Khâu Tự Phong, chỉ sợ là cùng đều cố tình quên đi. Khâu Tự Phong đều thể hiện rõ thái độ từ chối với việc Trương Kiện đến nhậm chức. Hiện giờ hắn lên chức bí thư huyện ủy, hy vọng trong nhiệm kỳ thể hiện được tài năng để lại đem về cho huyện An một nền kinh tế cao hơn. Cũng thuận lợi mà lên cánh cửa phó giám đốc sở. Cán bộ cấp cục là nhóm viên chức cỡ lớn nhất, nhưng 60% trở lên cán bộ viên chức cấp cục cuối cùng sẽ chỉ lên tới ngưỡng cửa phó giám đốc sở là hết. Có thể nói, từ cấp cục lên tới phó giám đốc sở có ý nghĩa mở ra một cánh cửa lớn trong đường quan lộ. Mà phó giám đốc sở mới chỉ là đứng nửa chân trong hàng ngũ cán bộ cao cấp. Từ cấp cục lên tới phó giám đốc sở rất khó khăn, chỉ có vài người, tài năng không thì chưa đủ. Tuy nhiên Khâu Tự Phong cũng thấy có một chút không thoải mái của Hạ Tưởng với Trương Kiện lúc đó, cũng nảy sinh chút ý nghĩ phải lôi kéo Trương Kiện trong đầu. Nhưng vừa nghĩ tới hắn là thư ký trước của Thẩm Phục Minh, hắn liền dập tắt ngay ý nghĩ này. Chỉ bằng một điểm là thư ký của Thẩm Phục Minh, Trương Kiện còn muốn tiền đồ gì nữa chứ, trừ phi có xuất hiện kỳ tích. Hạ Tưởng nghĩ khác với Khâu Tự Phong một điểm, Trương Kiện có thể không bị liên quan gì tới Thẩm Phục Minh, mà còn vững vàng trên ghế phó bí thư. Cũng đủ để chứng minh năng lực cá nhân của hắn. Cẩn thận suy nghĩ, hắn cũng hiểu được chỗ hơn người của Trương Kiện, không thể khinh thường. Ba người sắp hàng chỉnh đốn xong tới nhà khách huyện ủy, thấy trụ sở lớn và lầu chính sáng bừng lên,
cùng với những người lễ tân đi đi lại lại cảm giác như đang vào khách sạn 3 sao. Tập đoàn Tề Thị không hổ là lão đại về nghề khách sạn tại thành phố Yến, quả nhiên về mặt kinh doanh khách sạn có nhiều đặc sắc. Tề Á Nam tự mình ra nghênh đón ba người, sau đó là một tiếng phiên lớn, do Khâu Tự Phong cắt băng khánh thành và phát biểu. Lúc đi ngang qua sân khấu cũng đã xem tình hình, tất cả đều là rất ưa thích. Sau đó Khâu Tự Phong cao hứng, lại đề xuất cùng đi tới Tam Thạch. Mai Hiểu Lâm lấy lý do cơ thể không thoải mái, muốn về nghỉ ngơi. Khâu Tự Phong trong lòng không vui, lại khó mà từ chối, đành phải gật đầu đồng ý tán thành. Hạ Tưởng nhìn ra Mai Hiểu Lâm không muốn tiếp xúc nhiều với Khâu Tự Phong, nhưng là không có cách nào. Một người là bí thư, một người là chủ tịch huyện, không thể tránh né thường xuyên giao tiếp với nhau. Chẳng qua Mai Hiểu Lâm vẫn là Mai Hiểu Lâm, lông muốn làm trò khi trong lòng không muốn trên mặt liền toát ra vẻ không nhẫn nại. Đi rồi cũng tốt, đỡ phải nói ra những lời không thoải mái. Nhưng trên cơ bản trong thiên hạ, có bí thư và chủ tịch huyện nào mà không có mâu thuẫn và xung đột, ngẫm lại cũng nên bình thường. Hạ Tưởng liền theo Khâu Tự Phong đi thị sát khu du lịch Tam Thạch cùng làng du lịch. Thời tiết chuyển ấm áp, du lịch bắt đầu nóng dần lên, cho nên Khâu Tự Phong vô cùng quan tâm việc mở rộng các khu danh thắng cùng làng du lịch. Hạ Tưởng cũng vừa vặn nảy sinh ý nghĩ này, dù sao những hạng mục này hắn đều cũng tổn hao không ít tâm sức. Việc xây dựng khu thắng cảnh đã bắt đầu đi vào giai đoạn cuối. Trên cơ bản chỉ còn một chút công việc cuối cùng, lượng công việc còn lại cũng rất nhỏ. Trải qua quá trình mở rộng khu thắng cảnh, so với trước thì diện tích tăng thêm 1/3, du khách cũng tăng thêm gấp đôi, năng lực tiếp đón cũng có thể đảm bảo. Còn ở làng du lịch, vì có thể tự mình xây dựng biệt thự hoặc nhà ở theo phong cách tự chọn nên việc tiêu thụ rất tốt, còn hơn cả dự kiến của Thẩm Lập Xuân. Xem ra, thành phố Yến cũng không thiếu những kẻ lắm tiền thích theo đuổi lối sống mới thư nhàn hoặc vui thú điển viên. Tuy nhiên đối với việc tiêu thụ của làng du lịch, Hạ Tưởng cũng là hơi có chút đau đầu, cũng đã suy nghĩ nhiều có biện pháp thúc đẩy việc tiêu thụ. Hiện tại tạm thời vẫn chưa nghĩ ra phương pháp xử lý, muốn dành thời gian cùng Thẩm Lập Xuân thảo luận một chút. Nhưng cho dù không có đạt tới mong muốn của Hạ Tưởng, cũng là tốt lắm rồi so với suy nghĩ của Thẩm Lập Xuân. Cho nên Thẩm Lập Xuân ngược lại cũng không sốt ruột. Trong chớp mắt đã tới cuối tháng, sự yên bình của tỉnh Yến lại lần nữa bị phá vỡ, theo tin tức từ thủ đô truyền tới, Vũ Phái Dũng chính thức bị phê án. Lập tức tỉnh ủy tỉnh Yến tổ chức hội nghị, miễn nhiệm chức bí thư đảng ủy và chức vụ giám đốc sở của Vũ Phái Dũng ở sở xây dựng. Một tuần sau, Ủy ban Kỷ luật Trung ương tuyên bố khai trừ tư cách đảng viên của Vũ Phái Dũng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến tuyên bố hủy bỏ chức danh công chức. Lúc này, chỉ khoảng nửa năm từ lúc bắt Vũ Phái Dũng. Bình thường cán bộ cấp sở theo quy chế pháp luật, từ khi bị bắt đến tuyên án, bình thường phải đến 3 năm. Động tác của thủ đô lần này nhanh như vậy, xem ra cũng là rất bất mãn với cục diện bế tắc của tỉnh Yến. Tháng 6, vị trí chủ tịch tỉnh vẫn chậm chạp không có quyết định giờ chính thức được chọn. Phó chủ tịch thường trực Phạm Duệ Hằng lên làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh, đồng thời, Mã Vạn Chính làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nếu hai tin tức nói trên nằm trong dự kiến của mọi người thì tin tức bổ nhiệm sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Ban tổ chức Trung ương tuyên bố, Trung ương phê chuẩn, trưởng ban ban công nông tỉnh ủy đồng chí Tống Chiêu Độ làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, đề cử lên làm phó chủ tịch tỉnh. Cân bằng, lại lần nữa thể hiện việc bổ nhiệm của Trung ương dựa vào sự so sánh cân bằng giữa tài đức lập trường chính trị. Tin tức truyền ra, người không hiểu rõ nội tình thì chấn động. Người biết rõ thì có người vui mừng, có người cực kỳ phẫn nộ. Người cực kỳ phẫn nộ đó đương nhiên là Cao Thành Tùng. Tuy nhiên, hắn sau khi đã biết trước được Võ Phái Tôn có thể bị tuyên án tử hình, cũng vốn không còn ý kiến gì khác nữa. Hắn hiện tại cũng biết ngày tháng không còn nhiều nữa. Từ sau khi Cao Kiến Viễn mất tích, hắn biết cấp trên sớm muộn gì cũng sẽ sờ vào hắn. Cao Thành Tường vẫn còn rất căm giận Hạ Tưởng, tuy rằng lần trước ở công viên rừng rậm gặp mặt, Hạ Tưởng đã cho hắn một bài học, nhưng hắn trước sau vẫn cho rằng nếu không có Hạ Tưởng sau lưng trợ giúp, hắn sẽ không bị rơi đài. Cao Kiến Viễn cũng sẽ không bị tóm. Xét cho cùng, tất cả đều bởi vì Hạ Tưởng đánh lén. Còn có âm mưu của Tống Chiêu Độ. Cao Thành Tùng từ đầu tới cuối đều không muốn thừa nhận chính nguyên nhân rơi đài của hắn vì cách xử thế của bản thân và đạo làm quan thất bại. Hắn đem tất thảy trách nhiệm đổ lên Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ cùng tấn công hắn. Song Cao Thành Tùng khăng khăng vẫn không thay đổi vận mệnh của mình.
Hôm sau, Trung ương tuyên bố vì nguyên nhân sức khỏe, đồng chí Cao Thành Tùng không thể đảm nhận chức chủ nhiệm thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên, đề cử đồng chí Diệp Thạch Sinh làm chủ nhiệm. Rất nhiều nhà chính trị nhạy cảm đều biết rằng, Cao Thành Tùng đã mất đi vầng hào quang sau cùng, hắn sắp phải nghênh đón việc bị xử lý. Một tuần sau, Vũ Phái Dũng bị tuyên án tử hình, thu lại quyền lợi chính trị trọn đời. Cao Thành Tùng sau khi nghe được, ngửa mặt lên trời thở dài. Phạt, phạt, muốn đem tôi đi xử trảm, tôi cũng đã từng là bí thư tỉnh ủy, tôi đã từng là chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Không lâu sau, Cao Kiến Viễn vẫn không có tin tức từ lâu giờ chính thức bị phán án ở Bắc Kinh, tội danh chứa chấp tang vật đút lót và ngầm chiếm đoạt tài sản quốc gia. Cùng lúc đó, Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được thông báo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, bắt đầu tiến hành kiểm tra tài sản của Cao Kiến Viễn tại tỉnh Yên. Tất cả những công chức từng có quan hệ kinh tế với hắn đều phải bị điều tra. Cao Thành Tùng sau khi nghe được Cao Kiến Viễn bị bắt thì ngất xỉu tại chỗ. Nửa ngày sau khi cấp cứu tỉnh dậy, y tức giận dậm chân đấm ngực quát tháo. Hạ Tưởng, mày chính là một con ma hung ác, mày hại cả nhà tao, mày hại con tao, tao. Tao và mày thề không đội trời chung. Chương 362, đòn phản công cuối cùng. Đáng tiếc chính là, Cao Thành Tùng hiện giờ không còn chức vụ gì, trừ việc được hưởng đãi ngộ buồng bệnh như cán bộ cấp cao, gần như không có bất cứ kẻ nào đến thăm phòng bệnh của ông ta. Nhìn chung quanh gian phòng trống rỗng, nhớ tới cảnh tượng náo nhiệt trước kia, ông ta thấy dấy lên trong lòng một cảm giác bi thương khó hiểu. Nếu không có Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, ông ta sẽ rơi vào kết quả như ngày hôm nay sao? Chỉ có điều ông ta hiện tại lực bất tòng tâm không thể nào làm gì Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ nữa. Hơn nữa Tống Chiêu Độ còn lên làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh, có thể nói đang thăng quan tiến chức. Chẳng qua Cao Thành Tùng có chút nham hiểm nghĩ, Tống Chiêu Độ rất thực dụng, một lần nữa lại tái nhiệm, sẽ ưu đãi cho Hạ Tưởng nhậm chức gì. Hơn nữa còn khiến Diệp Thạch Sinh được tiện nghi to lớn. Đảm đương chức vụ bí thư tỉnh ủy, chỉ sợ Diệp Thạch Sinh chẳng những sẽ không niệm tình Hạ Tưởng thật tốt mà còn sinh lòng đề phòng với hắn. Đúng, không thể để Hạ Tưởng thoải mái, nghĩ biện pháp khiến hắn nếm chút đau khổ mới được. Ông ta có người nằm vùng trong đám tay chân của Diệp Thạch Sinh. Sau khi Cao Thành Tùng nghĩ thông suốt, cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Thạch Sinh. Đang ở trong văn phòng nghiên cứu văn kiện Trung ương, Diệp Thạch Sinh đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng thì rất bất ngờ. Nếu không phải tin đồn lan nhanh, hắn thân là bí thư tỉnh ủy, nói gì cũng phải đi viện thăm hỏi Cao Thành Tùng một chút. Nhưng lúc này tình thế rõ ràng, trốn còn không kịp, ai lại rước họa vào thân mà đi gặp Cao Thành Tùng. Không phải chính mình tự gây ấm ức cho mình sao? Nhưng nếu đã nhận được điện thoại thì bên ngoài phải giả vờ ân cần hỏi han khách sáo vài câu, làm bộ ân cần hỏi han chút bệnh tình. Cao Thành Tùng cũng không có lòng vòng, dứt khoát nói. Thạch Sinh, cậu theo tôi nhiều năm qua, có chuyện quan trọng tôi muốn nhờ cậu một chút. Hy vọng cậu có thể làm, chứ đừng để ý hoàn cảnh của tôi. Diệp Thạch Sinh nghe được Cao Thành Tùng giọng nói có vẻ thê lương, tuyệt vọng trong lòng cả kinh, đành áp chế trong lòng hỏi. Lão Bí Thư có gì cứ nói, tôi sẽ để ý nghe. Một câu, Lão Bí Thư, suýt chút nữa khiến Cao Thành Tùng rơi lệ, hắn hít sâu một chút, bình tĩnh lại, lấy giọng vô cùng trịnh trọng mà nói. Tôi bị như kết cục ngày hôm nay tất cả đều do Tống Chiêu Độ ở sau lưng phá rối, còn có Hạ Tưởng trước đài phất cờ hò reo. Tống Chiêu Độ bởi vì chuyện bất hòa với tôi năm đó, hắn bị cấp trên để đó không dùng thì oán hận tôi. Sau đó lại cùng với Hạ Tưởng, hai người âm mưu một phía sau một trước đài, bày ra tội danh cho tôi, đưa tin tức tài liệu tới thủ đô. Hạ Tưởng lại đáng giận, hắn mưu ma trước quỷ, hãm hại Kiến Viễn, khiến Kiến Viễn bị lưu lại trong nước, cuối cùng cũng bị bắt. Cuối cùng Cao Thành Tùng nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Thạch Sinh, chúng ta chìm nổi trong quan trường vài thập niên, ai dám nói rõ mình trong sạch như tờ giấy trắng. Ai cũng đều có chút vướng bẩn, đều là vì có ý thức cách mạng trong công việc, nhiễm chút thói hư tật xấu, có một chút tư lợi, đều là không tránh được. Nhưng Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ nắm được một chút sơ hở của tôi thì không tha, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Chính là để thỏa mãn ham muốn cá nhân của bọn chúng. Để bọn chúng có thể thăng chức, sẽ không tiếc những vật hy sinh, thậm chí hạnh phúc cả nhà tôi. Thạch Sinh, nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ, phải luôn luôn đề phòng hai người Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, không thể trọng dụng, không được đề bạt. Có thể chèn ép được thì cố gắng chèn ép, nếu không một ngày nào đó bọn hắn lớn mạnh,
nhìn cậu không vừa mắt thì hình ảnh của tôi ngày hôm nay chính là hình ảnh tương lai của cậu ngày sau. Cao Thành Tùng nói khó nghe, cũng có chút đe dọa, Diệp Thạch Sinh tự thấy mình đường đường là bí thư tỉnh ủy, lại bị một người phó chủ tịch tỉnh và một phó chủ tịch huyện liên kết với nhau đe dọa. Đúng là chuyện đùa, muốn động đến bí thư tỉnh ủy, phải có qua bán số phiếu ở Trung ương đồng ý mới được. Cao Thành Tùng nếu không phải lộng hành, nếu không phải làm mưa làm gió tại tỉnh Yến thì làm sao lại có kết cục ngày hôm nay chứ? Buông điện thoại, Diệp Thạch Sinh không lòng dạ nào đọc văn kiện nữa. Đứng lên chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi tới đi lui. Mặc dù hắn cũng có nhận định riêng của bản thân, cho là Cao Thành Tùng đang cố tình gây ly gián, nhưng không thể không thừa nhận Cao Thành Tùng nói quả thực cũng để lại một bóng ma trong lòng hắn. Chẳng ai muốn bên mình có một người lầm cấp dưới luôn luôn cầm kính lúp soi mói lỗi của mình. Tuy rằng Hạ Tưởng cách hắn khá xa, nhưng Tống Chiêu Độ cũng là người bên cạnh. Đã là ủy viên thường vụ lại là phó chủ tịch tỉnh, không thể không tiếp xúc cùng với hắn. Nếu như lời Cao Thành Tùng nói là đúng, Tống Chiêu Độ là một người luôn thích lấy sai lầm của người khác làm thú vui, chẳng phải cũng như bên mình có để một quả bom hẹn giờ nguy hiểm không? Diệp Thạch Sinh cau mày nhăn trán, liên tưởng đến Hạ Tưởng cùng Tống Chiêu Độ bắt tay lật đổ Cao Thành Tùng mà người được lợi lớn nhất chính là hắn, trong lòng không tự chủ được lại lóe lên một tia bất an. Tống Chiêu Độ có thể vì vậy mà hướng về mình yêu cầu gì không? Hoặc là trong tay hắn đã nắm được chút tài liệu gì không có lợi của mình rồi? Ngay cả Cao Thành Tùng có hậu đài vững thế lại là bí thư tỉnh ủy hết sức kiêu ngạo mà lại bị Tống Chiêu Độ đấu cho mất chức, mình so với Cao Thành Tùng bất kể là quyền mưu hay là người bảo trợ cũng kém không ít. Tống Chiêu Độ có thể hay thay đổi ý nghĩ hay không? Tống Chiêu Độ năm nay mới 45 tuổi. 45 tuổi đã làm tỉnh ủy ủy viên thường vụ, nếu như nói hắn không có dã tâm thì thật là khiến thiên hạ chê cười. Lại suy nghĩ sâu xa một lần nữa, Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên hạ quyết tâm, nghĩ đến Phạm Dụ Ê Hằng trước kia luôn cùng qua lại với Cao Thành Tùng. Lần này Cao Thành Tùng rớt đài, hắn chẳng những không hề bị ảnh hưởng, mà vẫn suôn sẻ lên làm chủ tịch tỉnh, có thể thấy cấp trên ở thủ đô cũng muốn tạo thế cục cân bằng cho tỉnh Yến. Hắn đã có chủ ý, liền quay ra gọi thư ký Đoạn Trấn Duyên nói. Tiểu Đoạn, gọi điện mời chủ tịch tỉnh Phạm đến văn phòng tôi làm việc. Đoạn Trấn Duyên cung kính dạ một tiếng, đang muốn gọi điện cho thư ký của Phạm Duệ Hằng. Lại nghe Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên thay đổi. Không cần nữa Tiểu Đoạn, cậu trước tiên cứ đi làm việc khác đi. Diệp Thạch Sinh đóng cửa phòng, tự mình cầm điện thoại gọi cho Phạm Duệ Hằng. Vì thanh tra bất động sản lĩnh tiền của Cao Kiến Viễn, Tôn Hiện Vĩ đưa ra mưu sách, Tiêu Ngũ ra mặt, lấy danh nghĩa mua lại bất động sản lĩnh tiền và tổ chức tiếp xúc với tổ thanh tra. Đồng thời khi tiếp xúc với tổ thanh tra, đưa ra một số tư liệu có được nên giành được sự tín nhiệm của tổ thanh tra. Được xếp vào danh sách đối tượng ưu tiên được bán. Hơn nữa, vì là công ty đã từng có liên quan đến lợi ích kinh tế, siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang cũng không thể tránh ánh mắt của đoàn kiểm tra. Cũng may trước kia Hạ Tưởng đã kịp thời nhắc nhở, hiện tại siêu thị Giai Gia và Cao Kiến Viễn đã không còn liên quan gì nữa. Tuy nhiên Cao Kiến Viễn dù sao cũng từng là cổ đông siêu thị Giai Gia, nên tổ kiểm tra đề xuất được kiểm toán. Phùng Húc Quang cũng rất phối hợp với tổ thanh tra làm việc. Sau đó tổ kiểm tra nhận được chỉ thị từ cấp trên. Vì hình ảnh trực tiếp của siêu thị Giai Gia là doanh nghiệp tuyên truyền trọng điểm của thành phố Yến, nên việc kiểm tra cũng nên cố gắng nới ra một chút. Nhận được mớm lời của cấp trên, tổ thanh tra thực hiện công tác kiểm toán siêu thị Giai Gia khá qua loa sơ sài rồi kết thúc. Phùng Húc Quang biết tuy rằng sau lưng nguyên do cũng có chú tận lực giúp đỡ, nhưng đối với Hạ Tưởng vẫn hết lòng cảm kích. Nếu không phải Hạ Tưởng bảo hắn chủ động tìm Cao Kiến Viễn đổi tiền mặt lấy cổ phần, nếu như không phải Hạ Tưởng bảo hắn làm những việc công ích xã hội lớn, lôi kéo các chủ doanh nghiệp trong thành phố Yến tài trợ việc học hành một cách rầm rộ thì hôm nay muốn tránh cửa tử cũng sẽ phải vượt qua nhiều trắc trở. Rất nhanh, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tôn Hiện Vĩ. Dưới sự vận hành của hắn, bất động sản Giang Sơn vì trước kia có qua lại cùng bất động sản Lĩnh Tiên, thêm nữa do Hạ Tưởng cung cấp một số tư liệu chân thực về tài chính, tổ thanh tra trên cơ bản cũng đề xuất cho bất động sản Giang Sơn cũng được ưu tiên mua lại. Hơn nữa vì sách lược thương mại của bất động sản Giang Sơn, vì để vãn hồi lợi ích nhà nước đã bị tổn thất, coi như là đền ơn, bất động sản Lĩnh Tiên sẽ không bị bán ra với giá rất cao. Hạ Tưởng mừng rõ, cuối cùng cũng không uổng phí công sức. Chẳng những giữ Cao Kiến Viễn lại trong nước, lại còn đem tiền của hắn trả cho nhà nước, đồng thời cũng vì bất động sản Giang Sơn tranh thủ chút lợi ích thực tế.
Sau khi Cao Thành Tùng tạm rời cương vị công tác, vẫn đang được hưởng thụ các đãi ngộ cấp tỉnh, vẫn là cán bộ cao cấp tại tỉnh Yến. Hắn vốn định trở về nhà ở phía Nam, lại bị báo cho biết tạm thời không được rời khỏi tỉnh Yến. Đồng thời Cao Thành Tùng cũng phát hiện xung quanh nơi hắn ở có phát sinh một vài gương mặt. Cả đời tranh đấu trong quan trường hắn tự nhiên hiểu rõ, hắn đã bị giám sát tại nơi cư trú rồi. Có thể nói hắn hiện tại đích thực là chim trong lồng, chỉ chờ đến thời khắc cuối cùng, như nhà có tang lớn, khiếp sợ ngay ngáy. Tuy nhiên Cao Thành Tùng càng hoảng sợ, lại càng hận thấu xương với Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nếu chỉ gọi cho Diệp Thạch Sinh thì không đủ để tiến công trực tiếp hai người. Bởi vì theo hắn hiểu, tính cách Diệp Thạch Sinh rất khác thường, chưa chắc có thể đồng ý cùng phối hợp đối phó với Tống Chiêu Độ. Mấu chốt là, hắn cho dù là thật tâm muốn trấn áp Tống Chiêu Độ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cao Thành Tùng lại nghĩ tới Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng trước kia cùng hắn coi như khá thân cận. Nhưng Phạm Duệ Hằng thông minh ở chỗ, không muốn nhúng tay vào việc gì không nên. Hắn hết sức cẩn thận, thật không dễ nhúng tay vào. Hơn nữa hắn tính tình khôn khéo, cơ mưu thâm hậu. Hễ có việc gì lấy cớ bỏ đi, định mưu rồi mới hành động. Là một người trông thì rất có vẻ bình thường, nhưng lại rất có sức mạnh. Có thể nhìn thấy chính là người có lợi nhất trong việc hắn bị lật đổ lần này. Duệ Hằng trước đây mặc dù cùng hắn luôn lui tới mật thiết, nhưng cũng không lưu lại hình ảnh nào không tốt với cấp trên. Hơn nữa tại tỉnh Yến, danh tiếng của hắn cũng tốt. Kết luận của Cao Thành Tùng với Phạm Duệ Hằng là một người khôn ngoan, cẩn trọng, là một chính khách xuất sắc. Nếu hắn và Tống Chiêu Độ là địch, thì đó mới là đối thủ mạnh nhất của Tống Chiêu Độ. Nhìn chung trên chính đàn toàn bộ tỉnh Yến, cũng chỉ có Phạm Duệ Hằng có thể sánh với Tống Chiêu Độ. Đã có chủ ý, Cao Thành Tùng lại gọi điện cho Phạm Duệ Hằng. Tiếng Phạm Duệ Hằng dù xuyên qua dây điện thoại truyền tới, vẫn có thể khiến cho Cao Thành Tùng cảm nhận được tình nghĩa nồng đậm. Tiếng nói của hắn hùng hậu, là giọng nam trung chuẩn mực. Khi nói chuyện thì giọng mũi rất nặng, nếu như đi hát, nói không chừng cũng có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng gần xa. Lão bí thư, cơ thể có tốt không? Vừa qua diễn ra rất nhiều hoạt động liên tiếp liên quan đến bản giao công việc chủ tịch tỉnh, chạy không thoát, nên không có thời gian đi thăm ngài, thật sự là thất lễ. Lão bí thư không hài lòng thì cứ mắng chửi vài câu. Biết rõ lời nói của Duệ Hằng là dối trá. Rất giả tạo nhưng rất lâu rồi chưa từng nghe qua người khác xưng hô một tiếng, bí thư. Cao Thành Tùng thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. So với việc khi người khác nhận điện thoại của hắn thì hận không thể cắt đứt được với việc thể hiện tình cảm của Phạm Duệ Hằng, trong nháy mắt liền khiến Cao Thành Tùng động tâm. Khiến hắn cảm nhận được từ lúc không còn làm bí thư tỉnh ủy tới giờ chưa hề có chuyện như thế. Cao Thành Tùng xúc động thiếu chút nữa cầm không vững điện thoại, hắn hắng giọng vài cái, mới cố gắng trấn tĩnh một chút. Nói. Cảm tạ Chủ tịch Phạm quan tâm, tôi hiện tại cũng tốt rồi, cậu hiện tại trăm công ngàn việc trong tỉnh, công việc nhiều mới biểu hiện được tầm quan trọng. Không cần nhớ tới lão già này làm gì. Ở đầu bên kia điện thoại, Phạm Duệ Hằng lộ vẻ cười vô nghĩa, trong lòng lại nghĩ, Cao Thành Tùng gọi điện tới lúc này, phần nửa là chuyện không hay. Chẳng qua nể tình trước đây, nên tiếp điện thoại lời hay có thể nói, nhưng sự việc thì không thể xử lý. Hiện tại Cao Thành Tùng là việc khó giải quyết, không ai biết rằng lão sẽ thình lình nổ lúc nào, cho nên cách xa càng tốt, nếu chẳng may bị hắn nổ gây thương tích, thì đúng là chuốc vạ vào thân. Lão bí thư có chỉ thị gì cứ chỉ bảo, nếu có vấn đề gì về sinh hoạt, công chức chữa bệnh và chăm sóc không chu đáo cứ nói cho tôi biết tôi sẽ phê bình bọn họ. Phạm Duệ Hằng tiếp tục khách khí nói, chờ Cao Thành Tùng nói ra ý đồ. Cao Thành Tùng chậm rãi ổn định nội tâm kích động, hắn cũng biết lòng dạ Phạm Duệ Hằng, tuyệt đối sẽ không ra tay giúp hắn. Nhưng hắn gọi điện cho Phạm Duệ Hằng cũng không phải vì động đến vị trí chủ tịch tỉnh của Phạm Duệ Hằng mà là vì trả đũa Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng. Duệ Hằng, có một câu tôi phải nói với cậu cho rõ. Có nghe hay không là tùy cậu, tôi chỉ nói ra, bởi vì trong lòng không thoải mái, không nói thì không vui. Cao Thành Tùng không do dự. Đem những gì căm hận trong lòng đối với Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ nói ra hết. Ngàn vạn lần phải đề phòng Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng. Hai người bọn họ tâm cơ thâm trầm, thâm hiểm giả dối. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, về sau nhất định phải cẩn thận bọn họ liên kết làm loạn cục diện chính trị tỉnh Yến. Tống Chiêu Độ thì không nói nhiều, chỉ nói Hạ Tưởng, hắn năm đó cố ý tiếp cận Cao Kiến Viễn, lấy danh nghĩa trợ giúp bất động sản Lĩnh Tiên.
kéo Kiến Viễn xuống, mới làm nó xa vào cạm bẫy. Nếu không giờ này Kiến Viễn đã sớm cao chạy xa bay. Duệ Hằng, nghe tôi nói một câu, Hạ Tưởng thông minh nhất ở chỗ hắn đạo đức giả khiến người khác khó lòng đề phòng. Cậu cũng nhất thiết đừng cho Phạm Tranh và hắn qua lại, hắn rất giỏi về việc lừa gạt người khác, chỉ một chút là khiến người ta mắc bẫy, cuối cùng không thể tự thoát ra được. Tiếp hết điện thoại của Cao Thành Tùng, Phạm Duệ Hằng tĩnh tâm suy nghĩ, liên tưởng đến Hạ Tưởng và Cao Kiến Viễn gặp mặt. Lại nghĩ tới việc Hạ Tưởng dường như giúp đỡ bất động sản Lĩnh Tiên không cần hồi báo, tiếp đó Cao Kiến Viễn bị bí mật bắt giam ở Bắc Kinh, cho đến lúc đưa ra phán quyết, dường như luôn có một đường dây ngầm dẫn dắt Cao Kiến Viễn đi dần từng bước vào cạm bẫy, cuối cùng khiến Cao Kiến Viễn không thoát khỏi. Chẳng lẽ tất cả đều là do Hạ Tưởng âm thầm giật dây? Nếu như quả thật là như vậy, Hạ Tưởng cũng quá lợi hại. Hắn sao lại có khả năng hiểu rõ Cao Thành Tùng nhất định sụp đổ? Hắn lại làm thế nào khẳng định Cao Kiến Viễn chắc chắn trốn ra nước ngoài? Hạ Tưởng cũng không phải thần tiên, cũng sẽ không biết trước được. Phạm Duệ Hằng không thừa nhận hoàn toàn lời nói của Cao Thành Tùng, bởi vì hắn vừa mới cùng nói chuyện với Diệp Thạch Sinh. Bí thư Diệp tự mình gọi điện cho hắn, gọi hắn qua. Nói nửa ngày rồi hắn mới hiểu được ý bí thư Diệp, là tìm hiểu tính cách người ở bên cạnh hắn Tống Chiêu Độ, cùng với tìm hiểu Hạ Tưởng. Bí thư Diệp hỏi Tống Chiêu Độ có gì lạ, dù sao hắn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh. Lại hỏi Hạ Tưởng, liền không thể làm cho người ta ngạc nhiên. Thử nghĩ, một bí thư tỉnh ủy và một chủ tịch tỉnh lại trịnh trọng bàn luận về một phó chủ tịch huyện. Ai sẽ tin tưởng giao thế cục tỉnh Yến vào tay hai người như thế? Lấy đi rất nhiều thời gian quý giá cho chuyên môn để trịnh trọng tham khảo về vấn đề một phó chủ tịch huyện. Cũng may Phạm Duệ Hằng nghe trong chốc lát, liền mơ hồ đoán được sự tình. Bởi vì bí thư Diệp ẩn trong lời nói tiết lộ ra là phải đề phòng Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng liên kết, phá rối tình trạng ổn định chính trị và sự đoàn kết của tỉnh Yến. Phạm Duệ Hằng khá buồn bực thầm nhủ, sao bí thư Diệp đột nhiên nói những lời như vậy? Ông ta làm bí thư tỉnh ủy, chỉ cần bản thân ngay thẳng, công chính, làm việc cẩn thận thì còn sợ gì ai tính kế chứ? Huống chi Tống Chiêu Độ chỉ là một phó chủ tịch tỉnh, lại xếp hạng không cao trong các ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng càng không cần phải nói, chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, càng không cần phải xét đến. Lúc ấy hắn đối phó cho qua, hiện tại lại nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng mới bừng tỉnh ngộ. Chắc chắn là Diệp Thạch Sinh cũng nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng. Đối với dụng ý Cao Thành Tùng, Phạm Duệ Hằng đã đoán được dụng tâm. Hắn trong lòng cũng rõ rằng Cao Thành Tùng có kết cục như ngày hôm này hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không trách được người khác. Tuy nhiên hắn nhắc nhở cũng không phải là không tác dụng, nghĩ đến Diệp Thạch Sinh có vẻ mặt cẩn trọng, Phạm Duệ Hằng khóe miệng hơi cười một chút. Bí thư Diệp rất là cẩn thận chặt chẽ, thấy việc đáng nghi thì không phòng, phòng là phòng không cho kẻ khác có ý tư lợi. Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ có thể liên kết đối phó Cao Thành Tùng nhưng chưa chắc có thể liên kết đối phó Diệp Thạch Sinh. Mà bọn họ liên kết đối phó với mình cũng không có khả năng. Bởi vì họ và mình chẳng có xung đột gì, mà Phạm Duệ Hằng tin tưởng. Không sợ Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ liên kết, cũng không sợ bọn họ đối phó, hắn tin tưởng sử dụng Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ. Nói không chừng, còn có thể được hắn dùng làm vũ khí hỗ trợ đắc lực nhất. Nhớ tới vẻ dè dặt và bất an của Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng tự tin mà cầm bút, viết lên giấy tên Diệp Thạch Sinh, sau đó vẽ một vòng tròn, tự nhiên thành vòng vây quanh ba chữ Diệp Thạch Sinh. Tình hình ở tỉnh Yến, tất cả chức vụ của Cao Thành Tùng đều bị thu lại. Dần dần sáng rõ ra. Quyền lực lại được phân tán khắp nơi một lần nữa. Chẳng những là ở tỉnh Yến, mà cả ở thành phố Yến, thậm chí ngay cả ở huyện An đều yên ả, ẩn giấu dần dần sự hình thành một lực lượng. Tháng 7, Tào Thù Lê chính thức ra trường, kết thúc 4 năm cuộc đời đại học, tuyên bố sẽ chính thức đi theo con đường kinh doanh. Cùng lúc, Hạ Tưởng khéo léo giúp cô chủ tính và đăng ký thành lập công ty thiết kế nhà với quy mô vừa phải. Vốn điều lệ cũng chỉ 500.000 tệ. Tào Thù Lê ngoài việc làm giám đốc còn đảm nhiệm luôn nhà thiết kế. Bởi vì nể mặt Hạ Tưởng, nên lễ nghi chúc mừng không thể không có các lãng hoa cỡ lớn của tập đoàn Đạt Tài, tập đoàn Viễn Cảnh. Vừa mới thành lập được 3 ngày thì nhận được hợp đồng thầu thiết kế một công trình của Lý Hồng Giang. Không nói tới ảnh hưởng của Hạ Tưởng trong ngành bất động sản tại tỉnh Yến, chỉ là danh tiếng của chính Tào Thù Lê cũng đủ để cho rất nhiều công ty bất động sản nghe tin liền lập tức tìm, chủ động đưa việc đến tận nơi. Vấn đề quan trọng không phải là kiếm tiền mà là Tào Thù Lê có thể đủ sức tiếp nhận được hay không.
Chương 363, thời kỳ mới, trắc trở mới. Tất cả những công trình kiến trúc danh tiếng của thành phố Yến đều không thể thiếu hình ảnh của Tào Thù Lê. Có thể nói Tào Thù Lê trong giới thiết kế nổi tiếng ở thành phố Yến, thậm chí kể cả tỉnh Yến. Hơn nữa có cả Thái Sơn Bắc Đầu là Cao Lão, người được giới thiết kế rất tôn sùng, nên tên tuổi của cô cũng được đảm bảo là thiết kế hạng nhất. Đáng lẽ mùa xuân có cơ hội đi Mỹ thăm hỏi Liên Nhược Hạm, nhưng công việc lúc đó xảy ra quá nhiều ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, sau đó lại xảy ra hàng loạt việc điều chỉnh nhân sự, cảm thấy bị rút hết sức lực thời gian mới ra được như hiện tại. Hạ Tưởng đã vài lần gọi điện cho Liên Nhược Hạm giải thích, Liên Nhược Hạm cũng không biết là có tức giận thật hay không, hay vẫn có chút đùa giỡn, nhất định không nghe hắn giải thích nguyên nhân, khiến cho Hạ Tưởng hơi đau đầu một chút. Tuy nhiên cũng may Liên Nhược Hạm dù có bực mình, nhưng cô vẫn rất hăng hái mở rộng mạng lưới và các ứng dụng. Hiện tại công uốc của cô đã phát triển rất mạnh, sánh ngang với Google ở Mỹ. Nhờ có Hạ Tưởng đã tiên đoán trước và đề xuất một số kiến nghị, công ty của cô mơ hồ còn có xu thế vượt lên trước. Đúng là bởi vì bận tối mắt tối mũi, Liên Nhược Hạm cho dù có không vừa lòng với Hạ Tưởng cũng bị phai nhạt đi ít nhiều. Nếu đem ra so sánh với Liên Nhược Hạm, Tiếu Giai lại càng không có thời gian. Công ty môi giới bất động sản của cô sau khi khai trương, vì nhắm đúng thị trường, nên nhanh chóng chiếm được thị phần ở thủ đô. Đầu tiên là hình thành hiệu ứng xung quanh, rất nhanh sau đó liền trở thành một công ty có danh tiếng trong giới bất động sản thủ đô. Sau này phát triển, thậm chí có công ty bất động sản tìm tới tận nơi nhờ công ty Tiếu Giai thay họ tuyên truyền tiêu thụ vì ảnh hưởng rộng của công ty. Rất nhiều khách hàng cũng tin tưởng những đề cử khu đô thị từ công ty của cô. Những thành tựu mà Tiếu Giai đạt được không hề kém so với Liên Nhược Hạm. Bởi vì Liên Nhược Hạm sau lưng có tài lực khổng lồ hỗ trợ. Tiếu Giai thì không có, cô hoàn toàn là đang trong tình huống đấu những trận chiến cuối cùng. Giành được thành công như ngày hôm nay, Hạ Tưởng đối với Tiếu Giai tràn trề khâm phục, cảm thấy cô thật sự là một tài năng kinh doanh hiếm có, rất nhiều chỗ tự dạy bản thân. Hơn nữa sau khi bắt tay vào, rất nhanh có thể thấu hiểu, trong một thời gian ngắn có thể tiêu hóa hấp thụ hết, và còn có thể không ngừng học hỏi tiến bộ trong quá trình kinh doanh. Hạ Tưởng liền cảm thán, Tiếu Giai chính là một thiên tài kiếm tiền. Trại an dưỡng và trung tâm hội nghị tại công viên rừng rậm cùng hoàn thành. Vấn đề của Cao Thành Tùng im ắng từ lâu tới giờ rốt cuộc đã có kết quả kết luận. Theo Trung ương phê chuẩn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tiến hành thẩm tra đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yến Cao Thành Tùng đã phát hiện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Quyết định khai trừ tư cách đảng viên, hủy bỏ đãi ngộ cấp tỉnh đang được hưởng, chỉ được đãi ngộ ngang với cấp phó giám đốc sở. Sau khi điều tra, trong thời gian Cao Thành Tùng giữ chức ở tỉnh Yến, đã nhúng tay vào các công việc hành chính, vì vậy nên con trai hắn là Cao Kiến Viễn mới giành được các tư lợi, gây tổn thất to lớn đến lợi ích kinh tế nhà nước. Thả lỏng cho con trai lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng, gây ra các việc phạm pháp, mua chuộc đút lót. Lợi dụng quyền hạn, trả đũa cá nhân đối với các nhà báo dám nêu lên vấn đề. Ngoài việc thư ký Vũ Phái Dũng phạm tội bị kết án tử hình, bọn họ còn lợi dụng chức vụ ảnh hưởng của Cao Thành Tùng tiến hành phạm tội đút lót, bởi vậy phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Ngoài ra, Hội nghị Thường vụ Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn cho rằng Cao Thành Tùng từng đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Yến, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, vốn lẽ ra phải dẫn đầu trong việc tuân thủ kỷ luật đảng, một lòng vì dân phục vụ, nhưng vì hắn buông lỏng tư tưởng cải tạo, nên các cá nhân hư hỏng mới có dịp bành trướng. Ỷ thế quyền cao chức trọng, không để ý quan tâm đến kỷ luật đảng, chuyên quyền, cuối cùng đi tới con đường vi phạm nghiêm trọng. Phụ lòng mong đợi của tổ chức đảng và nhân dân tỉnh Yến, gây tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm của nhân dân tỉnh Yến với đảng và tạo thành một tổn hại khó có thể bù đắp. Hội nghị Thường vụ Ủy ban Kỷ luật Trung ương yêu cầu đảng viên cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo, phải từ những vi phạm nghiêm trọng của Cao Thành Tùng để răn đe và rút ra bài học kinh nghiệm. Tin tức truyền đến từ trên xuống dưới tỉnh Yến đều xôn xao. Có người cảm thấy những xử phạt đối với Cao Thành Tùng thế là quá nặng, dù sao hắn cũng từng là quan to nhất tỉnh. Sau khi mất chức lại chỉ được hưởng các đãi ngộ như phó giám đốc sở, khiến hắn thật không còn mặt mũi nào, không thể an hưởng tuổi già. Cũng có người cho rằng xử lý như vậy là quá nhẹ. Với những tổn thương mà Cao Thành Tùng gây ra cho nhân dân tỉnh Yến, những hành động hắn đã làm ở tỉnh Yến, hình phạt như vậy vẫn chưa đủ. Ít nhất cũng phải phạt ông ta 10 năm tù giam. Nhưng cho dù là như thế nào, tất cả mọi người đều biết, chỉ sợ đây là kết luận cuối cùng rồi. Từ nay về sau,
Cao Thành Tùng oai phong lẫm liệt trên chính đàn tỉnh Yến sẽ hoàn toàn phai nhạt trong mắt mọi người, cũng sẽ từ từ biến mất khỏi đề tài của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Bởi vậy, thời đại Cao Thành Tùng đã chính thức cáo từ, chào đón thời đại của Diệp Thạch Sinh. Mấy ngày sau, gia đình Cao Thành Tùng rời khỏi thành phố Yến trong một ngày mưa phùn bay lả tả. Trước khi đi, không có cho dù là lãnh đạo tỉnh ủy hay là ủy ban nhân dân tỉnh đại diện đưa tiễn. Chỉ có mấy người nhân viên công tác tượng trưng đưa tiễn hắn. Cao Thành Tùng nhìn nơi mình đã từng công tác, nhớ tới đứa con Cao Kiến Viễn đang bị tù ở thủ đô xa xôi, trong lòng vắng lạnh không nói nên lời. Trước cổng trụ sở tỉnh ủy hắn thở dài một tiếng, ngồi lên chiếc xe riêng do tỉnh ủy sắp xếp. Từ nay về sau, Cao Thành Tùng trở về ngôi nhà của cha mẹ ở phương Nam để dưỡng lão, suốt đời sẽ không quay lại tỉnh Yến nữa. Ngày Cao Thành Tùng rời đi rất hợp lý, tỉnh ủy tỉnh Yến tổ chức hội nghị thường vụ, bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh chủ trì hội nghị, liền mang vấn đề vi phạm nghiêm trọng của Cao Thành Tùng ra thông báo. Yêu cầu cán bộ toàn tỉnh rút ra bài học, cũng yêu cầu bản thân từ vi phạm của Cao Thành Tùng rút kinh nghiệm. Đồng thời hy vọng toàn bộ đảng viên cán bộ tỉnh đều tiến hành tự kiểm tra lại hành động của mình, sâu sắc quán triệt tinh thần của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tống Chiêu Độ lại được lên ngồi trong hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh, nhìn thấy các gương mặt quen thuộc hoặc lạ lẫm, làm cho cảm xúc trong lòng dấy lên. Tỉnh Yến từ đây hoàn toàn giã từ thời đại Cao Thành Tùng. Hắn có lý do để tin tưởng thời cơ của mình đã đến. Diệp Thạch Sinh cho dù là có tham vọng thì thời gian còn lại của ông ta cũng không còn nhiều nữa. Hơn nữa căn cứ với hiểu biết của hắn đối với Diệp Thạch Sinh, ông ta không phải một người biết nắm thời cơ để thành công. Nếu không thì trong vài năm Cao Thành Tùng cầm quyền, thân là chủ tịch tỉnh một chút tiếng nói cũng không có, cũng thật là khiêm tốn. Còn Phạm Duệ Hằng tuy là đã có cơ mưu, lại có tính quyết đoán, hơn nữa cũng có thủ đoạn, nhưng Tống Chiêu Độ xem ra Phạm Duệ Hằng có khiếm khuyết chính là quan điểm rất lo xa. Ông ta không có khả năng nắm chắc toàn cục, thậm chí ở một vài phương diện còn không bằng Cao Thành Tùng. Tống Chiêu Độ lại nghĩ tới Hạ Tưởng, nhớ tới nếu không phải Hạ Tưởng một lòng ở bên Lý Đinh Sơn khuyên bảo gã theo con đường chính trị, tin rằng năm đó chính mình cũng không thể làm lay động Lý Đinh Sơn. Mà đúng là nhờ công lao của Hạ Tưởng, đến thời điểm cuối cùng Sử Lão cũng nhận lời với mình, ở thời khắc quan trọng nhất, đã gọi điện thoại đến thủ đô, giúp mình vượt qua đối thủ cạnh tranh, thuận lợi lên làm phó chủ tịch tỉnh. Còn vào hội nghị thường vụ. Trong cả quá trình phục chức của mình, từ đầu tới cuối lúc nào cũng có bóng dáng của Hạ Tưởng. Lại càng không nói đến việc nhờ Hạ Tưởng phát hiện ra được vấn đề của Lệ Triều Sinh, mới dẫn ra hàng loạt các phản ứng dây chuyền, lật tới từ Đức Tuyền, bắt được Vũ Phái Dũng, cuối cùng đem tất cả tài liệu tới thủ đô, mới thúc đẩy các cấp cao hạ quyết tâm, làm cho Cao Thành Tùng bị khai trừ ra khỏi đảng, lấy mất cây rơm cứu mạng cuối cùng lên Cao Thành Tùng. Hạ Tưởng đúng là một chàng trai không tồi, từ khi hắn gặp mình cho đến hiện tại đều mang đến điều may mắn cho mình. Hắn và Cao Kiến Viễn đấu trí so mưu, hắn quấy rối Cao Thành Tùng, khiến mình thong dong mà xuất thủ. Thậm chí hắn còn tìm được Văn Dương trong tù, nhờ Văn Dương cung cấp các căn cứ phi pháp chiếm đoạt tài sản quốc gia của Cao Kiến Viễn, mới khiến công an ở thủ đô kịp thời ra tay, giữ hắn ở sân bay khi đang tìm cách chạy ra nước ngoài. Từng việc đều có sự xuất hiện của Hạ Tưởng giúp mình rất nhiều việc. Tống Chiêu Độ âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn chính thức nhậm chức, sẽ kéo Hạ Tưởng về bên mình, bồi dưỡng với tư cách là người thân cận có triển vọng. Người trong quan trường, nếu muốn tốt thì phải tính lâu dài một chút mới được. Nếu muốn có đường lui, càng nên tính đến việc sau khi xuống đài. Nếu không thì cũng giống như Cao Thành Tùng, một khi xuống đài trở thành người đơn độc, cho dù là làm bí thư tỉnh ủy cũng là rất thất bại. Thành ủy thành phố Yến cũng triệu tập hội nghị thường vụ, bí thư thành ủy Trần Phong chủ trì hội nghị, thông báo quyết định của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Lý Đinh Sơn làm thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy, cũng chính thức tham dự hội nghị. Ngồi bên phải Phương Tiến Giang, nhìn thấy các ủy viên thường vụ đang ngồi đều là bộ mặt nghiêm túc. Nhìn các thành phần bị nghiêm túc xử lý, chỉ sợ cấp trên lại mang đến chấn động gì. Hơn nữa, hắn lại nghĩ tình huống hiện tại. Tống Chiêu Độ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hắn là thường vụ thành ủy, Hạ Tưởng là huyện ủy ủy viên thường vụ. Nói tóm lại đều đạt được mục đích riêng của mỗi người. Còn nhớ đến mùa hè năm đó, Hạ Tưởng một lòng khuyên mình đi theo con đường chính trị, không khỏi cảm thấy bùi ngùi vô cùng. Nếu như không có khuyên bảo của Hạ Tưởng lúc đó, không có Hạ Tưởng chu toàn từ đó, nhạy bén phát hiện ra những điều sáng sủa trong một thị trường ảm đạm, chính mình có lẽ sẽ mất hết tài sản, không còn có cơ hội xoay chuyển.
càng không có thể ngồi trong phòng họp thường vụ thành ủy ngày hôm nay, thong dong nhìn cảnh hội nghị. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hạ Tường đúng là phúc tinh của hắn, trợ giúp hắn thuận buồm xuôi gió đi đến ngày hôm nay. Nghĩ đến Hạ Tường ở huyện An cũng được thuận buồm xuôi gió. Lý Đinh Sơn liền mỉm cười. Tuy nhiên khác với việc Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn ở trên hội nghị thường vụ hả lòng hả dạ, trên hội nghị thường vụ huyện ủy huyện An, Hạ Tường lại gặp chút vấn đề. Bởi vì Phòng Ngọc Huy cầm đầu vài tên ủy viên thường vụ, lại công kích đề nghị của hắn về Sơn Thủy Tương liên kết nối Sơn Thủy. Vì Hạ Tường hiện tại là phó chủ tịch thường trực huyện. Thành ủy chọn từ một vài phó chủ tịch huyện đề cử phó chủ tịch huyện Đặng Tuấn Kiệt vào hội nghị thường vụ. Ngay từ đầu Hạ Tường cũng không chú ý tới Đặng Tuấn Kiệt, bởi vì cho tới nay thì Đặng Tuấn Kiệt dường như không có cá tính gì, mọi chuyện đều luôn hùa theo. Y thường xuyên cười tủm tỉm, tính tình tốt, là người nổi tiếng hiền lành trong những người làm công quyền. Không nghĩ tới, một khi đã vào hội nghị thường vụ, đột nhiên lại thay đổi thành người như vậy, sắc bén, hung hăng, hơn nữa còn rõ ràng là cùng đứng về phía Phòng Ngọc Huy. Hóa ra, người trong quan trường mỗi người đều là diễn viên. Hạ Tường cảm thấy tiếc bởi vì tuy rằng người công kích hắn là do Phòng Ngọc Huy đứng đầu, nhưng phủ nhận toàn bộ vấn đề hắn đưa ra, và cố ý hạ thấp giá trị lại là Đặng Tuấn Kiệt. Nói rằng khu du lịch Tam Thạch lại mở rộng, sẽ không có hiệu quả gì nổi bật, có thể nói cả về cả kinh phí đầu tư và sản xuất kém xa. Thời gian trước, Hạ Tường và Chủ tịch huyện Giang Thiên của huyện Cảnh tiếp xúc, nói chuyện quán triệt suy nghĩ về Sơn Thủy Tương Liên. Giang Thiên vốn đã quá khổ sở với khó khăn vì lượng du khách không tăng trưởng của khu du lịch Tam Thủy, nghe thấy ý tưởng của Hạ Tường thì cảm thấy vô cùng hứng thú, còn đặc biệt báo cáo với bí thư huyện ủy Ngụy Thuận của huyện Cảnh. Ngụy Thuận nghe xong cũng nói khả thi, đề nghị Giang Thiên cùng Hạ Tường giữ nguyên việc qua lại, sâu sắc tìm tòi học hỏi. Sau khi cùng Giang Thiên thảo luận ra kết cấu ban đầu về ý đồ và tính chất, Hạ Tường liền quyết định đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận. Hắn vốn tưởng rằng những trở ngại sẽ chủ yếu nằm ở huyện Cảnh, nhưng không ngờ chỉ sau 3 ngày sau khi hội nghị thường vụ huyện Cảnh thảo luận mới thông qua, tại huyện An lại bị ách lại. Phòng Ngọc Huy đưa ra ý kiến phản đối đầu tiên. Ý tưởng của Phó Chủ tịch huyện Hạ thật là dũng cảm, hơn nữa lại có những cách tân rất trọng đại, tuy nhiên hơi có chút liều lĩnh và nguy hiểm. 50 km đường núi không dài nhưng chi phí thi công đường núi thì rất cao, nguy hiểm rất lớn, cần nguồn lực tài chính lớn. Tốt, những trắc trở này nếu Phó Chủ tịch huyện Hạ có thể tận lực giải quyết thì hoàn toàn có thể thi công. Nếu không bù đắp được hiệu quả thì sao? Nếu như chỉ có du khách huyện An đi tới huyện Cảnh, mà du khách huyện Cảnh không tới huyện An, chúng ta chẳng phải là đem tiêu tiền của nhà nước ư? Chẳng phải là vì người khác mà phải sắm xanh áo quần? Ý tưởng không tồi. Tuy nhiên chỉ có điều vẫn là lý tưởng chủ nghĩa thái quá. Phòng Ngọc Huy nói ra thật khéo léo, Hạ Tường nghe xong chỉ thản nhiên cười, không phản bác. Nhưng ngay sau đó Đặng Tuấn Kiệt lại vội vã nhảy ra, không nể chút tình nào với Hạ Tường mà phản bác. Phó Chủ tịch huyện Hạ, nghe xong ý kiến của anh, tôi muốn hỏi ngược lại anh một câu. Đặng Tuấn Kiệt vẻ mặt thường tươi cười biến đâu mất không thấy, thay vào đó là một bộ mặt lạnh băng với cái vẻ vì công việc chung, khiến Hạ Tường hơi kinh hãi. Anh đưa ra việc hợp tác mở rộng kết hợp với huyện Cảnh, rốt cuộc là vì lo cho huyện An, hay là vì muốn lập chiến tích cho Chủ tịch Giang của huyện Cảnh? Ai ai cũng đều biết rằng anh và Chủ tịch huyện Giang quan hệ rất tốt, hơn nữa suy nghĩ của anh nghe giống như kể chuyện nghìn lẻ một đêm, không thể khiến cho người ta hoài nghi dụng tâm của anh. Đặng Tuấn Kiệt nói xong, liếc nhìn kỹ ánh mặt và chuyển biến trên mặt Hạ Tưởng khiến Hạ Tưởng gần như không thể tin được. Hắn chính là Phó Chủ tịch huyện hay cười trước kia ư? Lời nói Đặng Tuấn Kiệt gây ra tổn thương khá lớn, lời vừa nói ra khỏi miệng, ngoại trừ Phòng Ngọc Huy ra, gần như mọi ủy viên thường vụ đang ngồi đều chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên. Hạ Tưởng là công thần của huyện An, cũng có rất nhiều lai lịch, hơn nữa hắn luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chưa từng có gây xích mích, Đặng Tuấn Kiệt hôm nay chẳng những đột ngột chỉ trích, mà còn nghiêm khắc trong giọng nói, làm cho người ta không biết hắn ăn phải cái thuốc gì rồi. Sau khi hơi có chút kinh ngạc qua đi, Hạ Tưởng lấy lại vẻ mặt trấn tĩnh mà nói. Phó Chủ tịch huyện Đặng, lời chỉ trích của anh ta không hề có căn cứ. Đừng nhìn quan điểm của anh ta vào cá nhân tôi mà suy đoán rồi vội vàng kết luận. Nếu như anh nói như vậy, chỉ cần là cứ cùng huyện khác kết hợp thì đều có ý đồ tư lợi, vậy về sau công việc của huyện An sẽ mở rộng triển khai ra sao? Phản ứng của Hạ Tưởng cũng hợp tình hợp lý, không có điều gì thất thố.
Đặng Tuấn Kiệt lại vẫn dùng giọng nói không thân thiện tiếp tục. Cùng huyện khác kết hợp không có vấn đề gì, nhưng cùng huyện cảnh kết hợp thì có chút vấn đề. Phó Chủ tịch huyện Hạ, 50 km đường núi không phải nói thích làm là làm, suy nghĩ của anh chẳng những hơi có phần ấu trĩ, vẫn còn giống như xây lâu đài trên cát, không có khả năng thực hiện. Tôi nghi ngờ ý định chân thực cũng như triển vọng bức tranh tươi đẹp tương lai. Sau đó kết hợp với huyện cảnh cùng nhau đòi tiền từ thành phố. Chờ đến khi tiền từ thành phố rót xuống thì đã tới Tết Maroc. Bộp, một tiếng, Mai Hiểu Lâm đập bàn một cái cả giận nói. Phó Chủ tịch huyện Đặng, thảo luận các vấn đề trên hội nghị thường vụ chính là nhiệm vụ, đề nghị anh không được công kích cá nhân. Khâu Tự Phong trừng mắt nhìn muốn nói một câu gì đó nhưng lại rút lại. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Sa Tiêu năm nay mới 41 tuổi, khuôn mặt tròn, mi mỏng, môi nhạt, hắn lắc đầu cười nói. Chủ nhiệm phòng nói cũng có lý, từ xưa đến nay việc sửa đường đều là việc lớn, huống chi là đường núi. Thật quá khó khăn, thi công vài cây em chỉ vì một khu du lịch. Thực là hơi có một chút chuyện bé xé ra to. Tuy nhiên Phó Chủ tịch huyện Đặng nói cũng hơi quá, đều là vì công việc, sao có thể nói Phó Chủ tịch huyện Hạ muốn lập công hộ Chủ tịch huyện Giang được, quả thực là không nói thế được. Được rồi, mọi người không cần cãi vã, bàn việc đi. Cãi lộn thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Tôi thì thấy đề nghị này không thích hợp. Sa Tiêu cũng bỏ phiếu chống. Hạ Tưởng nhìn Mai Hiểu Lâm liếc một cái, trong mắt hiện lên một chút ưu tư. Trong mắt Mai Hiểu Lâm có chút lửa giận, hiển nhiên cô đang tức giận, chỉ có điều là đang cố kiềm chế mà thôi. Khâu Tự Phong day day chán, hắn trong lòng mơ hồ thoảng qua một chút bất an. Trương Kiện lắc lắc đầu. Tôi không đồng ý với đề xuất của đồng chí Đặng Tuấn Kiệt. Đồng chí nói chuyện rất suy tâm, cũng rất võ đoán, không nên tùy tiện kết luận về người khác như vậy. Suy nghĩ của đồng chí Hạ Tưởng xuất phát điểm là tốt, mặc dù có chút vấn đề nhưng là một lòng vì kế hoạch lâu dài phát triển ngành du lịch của huyện An, không thể phản đối nhiệt tình công việc của đồng chí, có phải không? Hắn liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, trên mặt hơi có chút áy náy. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Sơn Thủy Tương liên kế vẫn không hợp lý, tôi cảm thấy không khả thi. Trương Kiện cũng là thái độ không đồng ý. Hạ Tưởng trong lòng càng ngày càng nặng trĩu, trải qua một loạt việc điều chỉnh nhân sự, hắn bỗng nhiên phát hiện không biết từ khi nào ủy viên thường vụ huyện An lại lần nữa hình thành một phe mới. Vài ủy viên thường vụ mới vào từ Đặng Tuấn Kiệt đến Sa Tiêu, đến Trương Kiện không ngờ tự nhiên bị lôi kéo về phía Phòng Ngọc Huy. Thế lực của Phòng Ngọc Huy đúng là không thể coi thường được. Trưởng ban tổ chức cán bộ Vĩnh Chi vẫn vì quan hệ với Phương Tiến Giang, kiên quyết đứng về phía Hạ Tưởng. Cô lên tiếng phát biểu. Ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng tuy rằng là hơi cao một chút, nhưng là xét về mặt lâu dài, cũng rất sâu sắc. Có thể đưa ưu thế vượt trội của tài nguyên thiên nhiên của huyện An với huyện cảnh để cùng chung hưởng. Sau khi đường núi làm xong, chắc chắn có thể xúc tiến giao lưu du lịch giữa hai huyện. Nếu bởi vì đường núi lưu thông mà mang đến nhiều du khách, không đến 3 năm có thể thu hồi được chi phí đầu tư rồi. Vinh Chi bỏ phiếu tán thành. Bí thư Đảng ủy Công an Bình Cát nói rất đơn giản nhưng rõ ràng. Tôi đồng ý với đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng, nên dũng cảm thực hiện thì mới có thể tiến lên được. Tôi chỉ nói một câu thôi, đồng chí Hạ Tưởng làm vì góp phần vào việc phát triển kinh tế của huyện An đã đưa ra rất nhiều cống hiến nổi trội. Tất cả các dự án mà đồng chí đưa ra đều không hề có dự án nào không thành công. Ý kiến của tôi đã hết. Mặc dù có vài người ủng hộ mạnh mẽ, nhưng sau đó ban tuyên giáo Lạc Văn Tài bỏ phiếu trắng, trưởng ban chỉ huy quân sự Khổng Kiếm, Chánh văn phòng huyện ủy Thái Nghị cùng bí thư Đảng ủy xã Tam Thạch Đoạn Đại Khả đều nhao nhao tỏ vẻ không tán thành, đều nói là ý tưởng của Hạ Tưởng không có hiệu quả, triển vọng tương lai cũng không khả quan. Trong nhất thời, Hạ Tưởng dường như lâm vào tình cảnh bốn bề thọ địch. Mai Hiểu Lâm liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn trấn tĩnh, lại nhìn Khâu Tự Phong liếc mắt một cái, rõ ràng là trong ánh mắt Khâu Tự Phong thấy chùn bước. Cô không khỏi thầm mắng, bảo sao mình không thích Khâu Tự Phong. Không có một chút dũng cảm cũng như khoan dung của đàn ông. Rõ ràng trước khi đệ trình lên hội nghị thường vụ, cô và Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng ba người đã hội ý sơ qua, Khâu Tự Phong cũng rõ ràng tỏ ý mạnh mẽ ủng hộ. Chuyện xảy ra trước mắt, hắn không ngờ có ý muốn nuốt lời. Thực không phải một người đàn ông. Mai Hiểu Lâm sụ mặt, vô cùng nghiêm túc nói. Ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng cũng là kết quả của việc suy nghĩ cặn kẽ, anh ấy tự mình đến đường núi khảo sát thực địa. Cũng thử xe Việt dã thử xem tình hình giao thông đường núi,
hơn nữa đã làm dự toán rồi, cũng trưng cầu qua ý kiến thành phố, còn tìm hiểu du khách, đã làm điều tra thị trường. Gần như tất cả du khách đối với khu du lịch Tam Thạch và khu du lịch Tam Thủy đều cảm thấy hứng thú, chứng tỏ sau này khi lưu thông thuận lợi, họ sẽ có cơ hội tham quan mà không phải vất vả. Cũng làm cho hứng thú du ngoạn của họ tăng cao. Tôi cảm thấy đề nghị này có thể thực thi, một khi làm rồi sẽ mang đến cơ hội phát triển kinh tế cho huyện An. Nói ý kiến của Mai Hiểu Lâm là tiếng nói quyết định thì cũng không quá ngạc nhiên, không ngờ cô chuyển đề tài, lại cương quyết nói. Hội nghị thường vụ là nơi mà mọi người thoải mái nói hết ý mình, cũng là nơi đòi hỏi mọi người phải bày mưu nghĩ cách. Mọi ý kiến của các ủy viên thường vụ phản đối ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng, tôi đề nghị mọi người vì sự phát triển kinh tế của huyện An mà đưa ra đề xuất. Hiện nay các hạng mục của huyện An đều là một tay đồng chí Hạ Tưởng sắp đặt, Khâu bí thư lãnh đạo giành được những thành quả đáng mừng. Nhưng chúng ta không thể cứ tự cho mình là này nọ, muốn phát triển mở rộng, càng cần phải đoàn kết lực lượng. Cuối cùng một câu nói ý tứ là, có phải mọi người định liên kết lại để phản đối ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng? Tốt, cho phép nói ra những ý kiến không đồng tình, nhưng không thể phản đối. Nếu đã phản đối đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng, mời các đồng chí đưa ra những đề xuất phát triển kinh tế huyện An. Mai Hiểu Lâm vừa nói xong, dưới liền lao sao tiếng bàn luận. Khâu Tự Phong đắn đo tình thế, hiểu rõ nếu hiện tại không duy trì sự nhất trí cùng Hạ Tưởng, sau này đừng bao giờ hy vọng Hạ Tưởng đáp lại. Hơn nữa vừa nãy Mai Hiểu Lâm cũng ám chỉ hắn, nếu không ủng hộ Hạ Tưởng hắn cũng khó làm việc tại huyện An. Khâu Tự Phong vừa nghĩ, với nhóm ủy viên thường vụ do Phòng Ngọc Huy dẫn đầu, hắn lại dao động không rõ lập trường, sẽ trở thành đơn độc. Khâu Tự Phong lấy lại uy phong của người đứng đầu. Ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng nêu ra không sai, nếu thực hiện suôn sẻ chẳng những trong quá trình thi công đường núi sẽ tạo công ăn việc làm cho huyện An, đường núi tu tạo xong sẽ có hiệu quả và lợi ích, cũng là có thể dự đoán trước. Nhìn vấn đề phải nhìn ở khía cạnh lớn mà suy nghĩ. Trên góc độ phát triển kinh tế huyện An, Phó Chủ tịch huyện Hạ tôi cũng thấy có những cố gắng rõ ràng. Các đồng chí đang ngồi đều cũng rất rõ các hạng mục bạo tay và thành công của đồng chí Hạ Tưởng. Tôi ủng hộ đề nghị của Phó Chủ tịch huyện Hạ, nếu như các vị có đề xuất gì hay, có thể đề xuất để bàn bạc. Nhân vật số 1 và nhân vật số 2 đều biểu thị rõ ràng ý kiến ủng hộ. Hơn nữa Mai Hiểu Lâm cũng rất có trọng lượng, mọi người thoáng một cái lại không còn cách nào khác, thậm chí có người còn đưa mắt xin ý kiến Phòng Ngọc Huy. Phòng Ngọc Huy nhìn mà chỉ muốn chửi bậy, sao lại ngốc nghếch dùng ánh mắt trao đổi trong hội nghị thường vụ, không phải thể hiện cho người ta thấy cảnh thông đồng sao? Nhưng lúc này tình thế lại ngoài dự đoán của hắn, hắn vẫn luôn cho là Khâu Tự Phong sẽ không ủng hộ Hạ Tưởng, không nghĩ là Khâu Tự Phong lại kiên quyết như vậy. Phòng Ngọc Huy hơi trầm ngâm, nói. Tôi cùng Phó Chủ tịch huyện Đặng cũng đang có một ý tưởng, đang bước đầu tìm hiểu, chờ sau khi thích hợp sẽ đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận. Mong rằng ý tưởng của tôi và Phó Chủ tịch huyện Đặng sẽ đạt được tán thành của mọi người. Hạ Tưởng cuối cùng nói ra ba điểm quan trọng nhất. Thứ nhất, đối với những nghi ngờ về đề nghị của mọi người, tôi đều xin tiếp thu. Thứ hai, tôi còn cảm thấy ý kiến của tôi khả thi, cũng vì thế cố gắng trưng cầu ý kiến của các vị ở thành phố. Thứ ba, tôi sẽ tiến hành sửa chữa những ý tưởng của mình, và sẽ phụ trách việc xin ý kiến chuyên gia, và khi có cơ hội chín muồi sẽ lại lần nữa đưa ra bàn bạc. Hạ Tưởng lên tiếng cũng là nói rõ với mọi người hắn sẽ gắng sức, sẽ lần nữa đưa Sơn Thủy Tương Liên ra bàn bạc trên hội nghị thường vụ. Hơn nữa còn có ẩn ý là hắn sẽ đưa ý kiến nhà chuyên môn ra để thuyết phục mọi người. Rốt cuộc là chuyên gia gì? Là về mặt học thuật chuyên môn, hay là những chuyên gia có thân phận chính trị, thật là khó hiểu. Sau khi tan họp, Khâu Tự Phong gọi Hạ Tưởng. Giữa trưa cùng nhau đi ăn nhé. Hạ Tưởng trong lòng không vui, tuy nhiên thấy Khâu Tự Phong có vẻ thành ý cũng không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý. Hắn cũng có phần bất mãn với việc Khâu Tự Phong trần trừ trên hội nghị thường vụ. Đến giờ mà cũng không có kiên định lập trường à. Thân là bí thư huyện ủy, mắt thấy cả hội nghị thường vụ không chế không được, cũng bày tỏ thái độ bất lực. Quả nhiên, hai người lót bụng vài chén rượu, Khâu Tự Phong liền quá đà cảm thán. Lúc ở thủ đô, ỷ vào thế lực trong nhà muốn làm gì thì làm. Ai chọc đến tôi liền hung hăng chút giận lại, cảm thấy bất cứ việc gì cũng dễ dàng giải quyết. Ai nắm tay cứng thì người đó quyết định. Sau khi bước chân vào trong quan trường mới hiểu được, so với quả đấm, thủ đoạn mềm dẻo giết người mới làm cho người ta vừa khó chịu lại bất đắc dĩ.
Có bực mình mà không thể hiện được ra, thực khiến người ta bực bội. Hạ Tường tỏ vẻ thông cảm với tâm tư của Khâu Tự Phong. Bí thư Khâu cũng đừng quá nản lòng. Trên hội nghị thường vụ nhất thời không thể nói rõ ràng vấn đề lợi hại. Cũng là do chúng ta sơ suất quá, không nghĩ tới đối phương hạ thủ rất nhanh, lôi kéo vài ủy viên thường vụ mới cùng bọn họ ăn dơ, đánh chúng ta một cái không kịp trở tay. Khâu Tự Phong càng không ngừng uống rượu, hơi có chút men, hắn giơ tay vỗ vỗ vai Hạ Tường. Không nghĩ là so sánh với cậu, bọn họ mới đúng là quyền mưu tính chuyện tư. Chẳng qua vì giành giật quyền lên tiếng, sẽ không vì đại cục, chỉ muốn bàn luận về đề nghị của chúng ta. Bọn họ cứ phủ nhận toàn bộ, bọn họ không nhìn đại cục, vẫn không đủ tư cách làm chính khách. Khâu Tự Phong giận dữ một nửa vì việc không khống chế được cảnh tượng trên hội nghị thường vụ, nửa cũng có ý bênh vực Hạ Tường. Đương nhiên vì Hạ Tường kêu oan, cũng là vì chính hắn suy nghĩ. Hắn tin vào quan điểm của Hạ Tường, càng tin vào năng lực của Hạ Tường. Cho rằng, Sơn Thủy Tương Liên, chỉ cần thay đổi thực hiện, khẳng định có thể tạo thành bước ngoặt trong ngành du lịch huyện An. Hắn cũng có thể nhận được chiến tích lớn. Từ trước tới nay, các công trình xây dựng và sửa đường, đều rõ ràng là các chiến tích được tán thành nhất. Không nghĩ tới, lại bị đám người phòng Ngọc Huy kiên quyết phản đối. Khâu Tự Phong liền khó chịu trong lòng, cùng hợp tác với Hạ Tường thật vất vả, đang chuẩn bị khi thời tiết khô sẽ tiến hành, thế mà lại gặp cản trở. Hạ Tường tuy là trong lòng không vui, nhưng cũng không khó chịu như Khâu Tự Phong. Hắn cẩn thận phân tích một chút tình thế trước mặt, rút ra kết luận là nếu như trong phạm vi tại thành phố Yến, với mạng lưới quan hệ của hắn, có lẽ có thể nắm cục diện trong tay. Nhưng trong tỉnh, sau khi Cao Thành Tùng sụp đổ, các thế lực lần lượt hiện ra, quyền lực nắm hết trong tay Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Diệp Thạch Sinh với mình e là không có ấn tượng gì, cho dù có hắn cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Phạm Duệ Hằng thì càng không cần phải nói, bởi vì có vết xe đổ Cao Kiến Viễn, hắn với mình khẳng định là càng thêm đề phòng và có tâm lý chèn ép. Lại còn có Thôi Hướng hiện tại là phó bí thư tỉnh ủy. Trước kia vì cùng đối phó với Cao Thành Tùng, có lẽ cũng xuất phát từ yếu tố bản thân, hắn cũng đã từng khen mình vài câu. Hiện tại đã không còn kẻ địch lớn nhất là Cao Thành Tùng, mọi người lại một lần nữa xếp thành hàng, Thôi Hướng vì nguyên nhân quan hệ giữa Trần Phong với mình nên sẽ không còn thiện cảm với mình nữa. Phó bí thư Lộ đã lui ra rồi, Trần Phong tuy là được vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nhưng tình cảnh cũng có chút đơn độc. Đương nhiên, Mã Vạn Chính, Tống Chiêu Độ còn có Hình Đoan Đài cũng là lực lượng không thể xem thường. Tuy nhiên sợ là sợ, nếu chẳng may Diệp Thạch Sinh vì nhu cầu nào đó mà cùng Phạm Duệ Hằng liên kết lại, nhân vật số 1 cùng nhân vật số 2 cùng kiên quyết giải quyết một vấn đề, sẽ trở thành lực lượng quyết định. Trên thực tế sau khi lật được Cao Thành Tùng, tỉnh Yến, thành phố Yến thậm chí ngay cả đến huyện An càng phức tạp hơn so với trước kia. Đấu tranh chính trị so với trước cũng ghê gớm hơn. Đúng, là rất dữ dội. Bởi vì Phạm Duệ Hằng so với Cao Thành Tùng rất biết kiềm chế, cho nên hắn cũng có tính lừa gạt. Mà trong thành phố Yến, Hồ Tăng Chu tuy là cùng mình có quan hệ ngoài mặt là tốt, nhưng hắn cũng không thể khẳng định bản chất, không phải một người đáng tin cậy. Ở huyện An, Phòng Ngọc Huy đứng sau quát sách, Tuấn Kiệt kia thì đúng là người tiên phong, Trương Kiện và Sa Tiêu đứng một bên phối hợp. Lại còn có những người khác phất cờ hò reo, có thể nói, bố trí đặc biệt chu đáo. Là một thế lực mới xuất hiện có thể thao túng thế cục huyện An. Chương 364, một hồi diễn hay. Hạ Tưởng uống một chén rượu, lại day day cái chán, bất đắc dĩ cười. Cao Thành Tùng đổ, thì có Diệp Thạch Sinh, thuận lợi cho Phạm Duệ Hằng, hoàn toàn chả có tác dụng gì với mình. Tống Chiêu Độ vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Lý Đinh Sơn phải vào thường vụ thành ủy, Cao Hải cũng mãn nguyện làm phó thị trưởng, còn mình cũng thành phó chủ tịch thường trực huyện. Nhưng vấn đề là, về sau này toàn bộ phải dựa vào sức mình. Bởi vì bao nhiêu năng lực của Sử Lão đã dùng hết, bao nợ ân tình đã hết rồi, về sau này sẽ không còn có thể dựa vào chỗ dựa lớn nhất là Sử Lão được nữa. Toàn diện mà nói, có được có mất, cũng khó mà nói được ít hơn mất hay được nhiều hơn mất. Chí ít trước mắt vẫn là trong giai đoạn giằng co, không dễ dàng ra quyết định thắng bại. Sự tình là do con người làm ra. Hạ Tưởng tin rằng chỉ cần trải qua một thời gian cố gắng, liền nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, khiến cán cân nghiêng về phía mình. Bí thư Khâu cứ an tâm, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể vượt qua ải này. Tuy nhiên, có một câu tôi muốn nói, hy vọng anh không để bụng, chính là tình hình trước mắt anh, Chủ tịch Mai và tôi, nhất định phải nhất trí cao độ.
Trên các vấn đề nguyên tắc chính trị không thể có chút do dự, nếu không rất có thể bị đối phương đánh bại. Hạ Tưởng Hàm Xúc nói rõ Khâu Tự Phong hiểu trên hội nghị thường vụ không nên biểu hiện thái độ do dự ra ngoài. Khâu Tự Phong đỏ mặt, không biết là do uống rượu hay do ngược. Hắn đập bàn mạnh một cái. Không hiểu can đảm trước đây của tôi chạy đi đâu. Làm quan mấy năm, lá gan càng ngày càng biến mất, vào trong quan trường càng lâu, lại càng dè dặt. Trên đường chạy xe rất hung hăng, thường đều là những tay lái mới, tay lái lão luyện luôn luôn thể hiện bốn bể yên tĩnh, không dễ dàng leo lên xe, lại càng không hung hăng. Hạ Tưởng mỉm cười. Tôi cảm thấy chúng ta cũng không dùng xe, lại càng không nên dùng. Chúng ta chỉ cần kiên trì theo con đường đi trước mắt, cứ thế mà tiến quân. Có thể chậm rãi khiến đối phương buông lỏng, cuối cùng có thể nhẹ nhàng mà vượt qua bọn họ. Một cây chẳng thể tạo thành rừng, muốn chiến thắng đối thủ cần phải có đồng minh ủng hộ. Khâu Tự Phong nặng nề gật gật đầu. Trải qua sự kiện lần này, Khâu Tự Phong trái lại hạ quyết tâm cùng Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm hợp tác. Chiêm nghiệm chính trị, quả nhiên không thể có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có quyền lợi bền vững. Ngày xưa đối thủ, hiện tại lại có thể liên kết với nhau, Hạ Tưởng thật có trực giác, Khâu Tự Phong lại hơi cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao năm đó chính là hắn tự xem Hạ Tưởng là đối thủ. Khi không còn ở thế thăm dò Hạ Tưởng nữa, thì lại trào lên làn sóng đột kích, thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực Đàm Long lại muốn thị sát huyện An. Làm phó thị trưởng thường trực, Đàm Long được phân công quản lý không ít công việc. Xây dựng đô thị và du lịch cũng thuộc lĩnh vực quản lý của ông ta. Mục đích của Đàm Long rõ ràng là muốn thị sát làng du lịch văn hóa và khu du lịch Tam Thạch. Huyện An trên dưới đều được huy động, gấp rút bố trí mọi thứ để nghênh đón thượng cấp Hạ Cố Quang Lâm. Hạ Tưởng lấy tư cách là phó chủ tịch thường trực huyện, nhất định cùng đi trong toàn bộ cuộc thị sát, cho nên hắn rất bận bịu, cẩn thận bố trí từng khâu một, chỉ sợ mắc phải sai lầm. Nếu như Trần Phong đến thì không sao, nhưng là Đàm Long tới, nhất định tuyệt đối không được sai sót nhầm lẫn, không thể khiến hắn tìm ra sai sót. Ai biết phó thị trưởng Đàm là thật lòng quan tâm đến sự phát triển kinh tế của huyện An, hay là cố ý làm tăng thêm uy danh cho đám người phòng Ngọc Huy, cố tình làm khó cho Hạ Tưởng. Tháng 7 qua nhanh, phó thị trưởng Đàm dẫn đầu đoàn hơn 10 người rầm rộ tới huyện An. Khâu Tự Phong dẫn đầu, Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng, cùng có các ủy viên thường vụ và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng toàn bộ lãnh đạo trên dưới của huyện An đều tề tựu. Đàm Long nét mặt hồng hào từ trên xe xuống, trước tiên cùng bắt tay Khâu Tự Phong, chào lớn vài câu rồi đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Ông ta cầm tay Hạ Tưởng, vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý. Phó chủ tịch huyện Hạ, chúng ta lại gặp mặt, sao lại không hoan nghênh tôi chứ? Hoan nghênh, đương nhiên phải nhiệt liệt hoan nghênh phó thị trưởng Đàm đại giá quang lâm rồi. Hạ Tưởng cũng tươi cười, không để lỡ cơ hội đưa ra vẻ nịnh bợ. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện An đã sớm trông ngóng phó thị trưởng Đàm năng đến huyện An làm công tác thị sát. Nghe nói chỉ cần là các địa phương mà phó thị trưởng Đàm từng thị sát qua, sau đó đều có thành tích kinh tế phát triển rực rỡ. Đàm Long nghe sau cười ha hả. Duy tâm, ha ha. Tuy nhiên trong điệu bộ tươi cười vẫn không giấu được chút hài lòng. Sau khi cười xong, lại chuyển ngay đề tài. Nghe nói làng du lịch và khu du lịch Tam Thạch mở rộng, đều là một tay cậu xúc tiến thành công. Tôi đến muốn nhìn thấy tận mắt, từ lúc huyện An có phó chủ tịch huyện Hạ, rốt cuộc là có những biến hóa gì mà nghiêng trời lệch đất. Thật là phô trương quá về công lao của người ta. Trong lời nói của Đàm Long có chút hàm ý sâu xa khó hiểu, có thể có ý khác. Hạ Tưởng vội vàng khiên nhường nói. Đâu có, phó thị trưởng Đàm quá khen, tôi chẳng qua là có chút ý tưởng, chẳng qua là nói ra cho mọi người. Cho dù có một chút thành tựu cũng là do ý kiến chỉ đạo đúng đắn của các cấp lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nhờ phó thị trưởng Đàm sáng suốt, chỉ đạo, bí thư Khâu cùng chủ tịch huyện Mai nhiệt tình quan tâm mới có được thành tích. Không phải công trạng của một mình tôi. Đàm Long ánh mắt chớp chớp, cười cười không nói nữa, xoay người thân mật bắt tay những người phía sau. Hạ Tưởng đã nhìn ra mục đích của Đàm Long, làm cho Phòng Ngọc Huy cùng Tuất Kiệt vẻ mặt hớn hở đón chào. Phòng Ngọc Huy còn đỡ một chút, cố gắng duy trì điềm tĩnh, cung kính vài phần bình tĩnh. Đặng Tuấn Kiệt thì hoàn toàn là bộ dạng tiểu nhân bị ổi đắc chí, nóng lòng muốn phấn khích, hai tay bắt chặt tay Đàm Long, càng không ngừng nói. Phó thị trưởng Đàm tốt quá, chào mừng phó thị trưởng Đàm. Đàm Long cũng rất phối hợp, cố ý vỗ vỗ vai Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt rất có chí tiến thủ mạnh dạn đi đầu, thật là tốt. Đặng Tuấn Kiệt thiếu chút nữa tươi mặt mày hớn hở, hắn còn cố ý khiêu khích liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, so với Cường Giang Hải, Đặng Tuấn Kiệt này còn quá non kém, già néo đứt dây, khó thành đại sự. Hạ Tưởng cũng đáp trả hắn bằng nụ cười vô vị, trường hợp như kiểu trên, cũng không cần phải phân thua cao thấp, như thế rất manh động. Trong quan trường, cũng không phải là ai có hậu thuẫn tốt thì đều sẽ là người chiến thắng. Chỉ có người được lợi sau cùng mới là người cười cuối cùng. Nghi thức nghênh tiếp qua đi, Đàm Long vào ngay huyệt. Giữa đám người, Hạ Tưởng cố ý muốn đi chậm hơn vài bước. Cùng Trương Kiện sánh bước đi vào. Trương Kiện hơi mất tự nhiên nhìn Hạ Tưởng cười cười. Từ khi tới huyện An, y luôn có tâm lý quân tử phòng thân nhưng vẫn bị Phòng Ngọc Huy lôi kéo tới. Cũng không trách Trương Kiện muốn bắt tay với Phòng Ngọc Huy. Y hiện tại mất đi hậu trường ủng hộ, tại huyện An lại không quen ai, cũng muốn cấp bách tìm một đồng minh, cho nên cùng Phòng Ngọc Huy ăn nhịp với nhau. Kỳ thật ban đầu tới huyện An, bởi vì y chỉ biết có một người là Hạ Tưởng, đối với Hạ Tưởng vẫn có một tình cảm thân thiết. Chỉ có điều rất nhanh y liền nhận ra Hạ Tưởng như mặt trời ban trưa tại huyện An. Y tự nhận Hạ Tưởng có thể vì nguyên nhân Thẩm Phục Minh sẽ chẳng có thái độ tốt lành gì đối với mình, cũng vốn không chủ động làm thân với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không rõ lắm tâm lý suy tính của Trương Kiện liền cười nói. Sơn thủy phong cảnh của huyện An tuy rằng rất đẹp nhưng vẫn không so được với trời xanh thảo nguyên đẹp mê người của huyện Bá. Nhớ tới thời gian ở huyện Bá, dù sao ngày nào cũng nhìn thấy trời xanh mây trắng, đâu đâu cũng thấy một màu xanh biếc. Ngẫm lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trương Kiện cũng liền theo Hạ Tưởng nói tiếp. Đúng thế, không khí ở huyện Bá rất tốt, ngoại trừ mùa đông dài đằng đẵng ra. Mùa hè và mùa thu trời không khí vô cùng dễ chịu, là một nơi nghỉ dưỡng rất tốt. Đáng tiếc chính là quá xa xăm. Một câu nói sau cùng, giọng nói của Trương Kiện toát ra vẻ bất đắc dĩ. Cái gọi là xa xôi cũng là liên quan đến tâm tình trong lòng, tâm xa tự nhiên trời cũng xa. Nếu như là đánh bóng thêm một chút, huyện Bá sẽ là địa phương có thành tích. Nếu như là hết hy vọng lên chức, không có cách nào, chỉ có thể đứng ở huyện Bá. Đương nhiên cảm giác bị cách ly với quyền lực trung tâm, hết sức xa xôi. Cũng đúng, sau thời điểm lễ mừng năm mới, tôi và thị trưởng Hồ cùng ăn cơm. Ông ấy cũng có ý là thành phố chương trình quá xa xôi. Dường như là đô thị của tỉnh Yến cũng được, mà là huyện thị cũng được, chỉ cần quay về hướng bắc phía thủ đô thì đều dễ bị bỏ qua. Hạ Tưởng cười ha hả vài tiếng, còn nói. Tôi không đồng ý với quan điểm của thị trưởng Hồ, vẫn cùng ông ấy tranh luận vài lần. Kết quả cuối cùng thị trưởng Hồ thật đúng là bị tôi thuyết phục. Bởi vì tôi nói, các nơi càng xa xôi thì càng tốt. Một là nếu có điều gì không tốt rất dễ dàng được bỏ qua, hai là nếu có chút thành tích thì lại dễ dàng tỏa sáng. Ha ha, kết quả thị trưởng Hồ rất phấn khích, thiếu chút nữa thì uống rượu mừng. Hạ Tưởng nói xong, liền miêu tả sơ lược về triển vọng tương lai. Trương Kiện trong lòng lại trào dâng một con sóng lớn. Nếu hắn không lầm, ý của Hạ Tưởng có hai nghĩa, vừa qua Tết, chứng minh thị trưởng Hồ đối với hắn rất tín nhiệm, bởi vì Trương Kiện trong lòng cũng biết, thị trưởng Hồ sau khi đến thành phố Yến ăn mừng năm mới thì chưa trở về. Hai là Hạ Tưởng vẫn cùng thị trưởng Hồ tranh luận, rõ ràng còn nói có ăn uống chung với hắn. Bởi vậy chắc chắn quan hệ giữa hai người tốt, trước kia khi còn ở huyện Bá chưa từng nghe nói đến Hạ Tưởng và thị trưởng Hồ từng có quan hệ gì, làm sao đột nhiên qua một thời gian lại có thể gần gũi với nhau như vậy. Trương Kiện trong lòng kinh ngạc không thể nào tả được. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Tưởng và Trần Phong có quan hệ tốt với nhau, lại không biết Hạ Tưởng và thị trưởng Hồ cũng rất hợp nhau. Trương Kiện không biết về Trần Phong, cho nên cũng không có ý kiến gì, nhưng Hồ Tăng Chu thì khác. Năm đó Thẩm Phục Minh thân là bí thư thành ủy, hắn là thư ký của bí thư. Hơn nữa hắn trong lòng cũng biết, Hồ Tăng Chu đối với hắn ấn tượng rất bình thường. Thậm chí có khi còn có chút gai mắt. Nếu Hạ Tưởng và thị trưởng Hồ có quan hệ tốt đẹp, như thế phải chăng có thể nói, nhất cử nhất động của mình đều sẽ qua Hạ Tưởng mà truyền tới tai thị trưởng Hồ. Nếu chẳng may Hạ Tưởng lại thêm mắm dặm muối nói một chút không tốt, bởi vì trước đây có ấn tượng không tốt với hắn. Hơn nữa hiện tại hắn đúng là thời điểm chán nản, thị trưởng Hồ muốn xử lý mình, không phải cũng dễ dàng sao? Lại nghĩ đến lúc hắn ở hội nghị thường vụ phản đối đề nghị của Hạ Tưởng. Trương Kiện lập tức sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sửng sốt thất thần một lúc, Hạ Tưởng đã chạy tới phía trước.
Trương Kiện vội vã đứng dậy đuổi theo, đi tới bên cạnh Hạ Tưởng, thấy xung quanh mọi người đều không chú ý đến bọn họ mới lại nói nhỏ. Phó Chủ tịch huyện Hạ, thị trưởng Hồ có nhắc đến tôi không? Hạ Tưởng nhìn Trương Kiện vẻ mặt không tự tin cùng bất an, trong lòng cười, trên mặt lại bình tĩnh như thường, nói. Có nói một câu. Trương Kiện lập tức sốt sắng hỏi. Nói tôi thế nào? Hạ Tưởng khoát tay áo, cố ý để trì hoãn. Nhớ không rõ, lúc ấy nói nhiều lắm, chỉ có điều không nói rõ ràng mà khiến tôi cảm nhận được. Thị trưởng Hồ và tôi giống nhau, là người nhớ ân tình cũ. Năm đó ở huyện Bá, rất nhiều sự tình trải qua, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp. Sau khi nói xong, Hạ Tưởng mượn cớ Khâu Bí Thư tìm hắn, đi nhanh về phía trước. Nhìn bóng dáng Hạ Tưởng đi xa, ánh mắt Trương Kiện lóe lên, hiểu rõ lời nói của Hạ Tưởng có ẩn ý. Hạ Tưởng muốn ám chỉ gì hắn hiểu rõ, là nói cho hắn biết, năm đó bất luận là có cái gì không thoải mái, đều là chuyện cũ đã qua. Năm đó Trương Kiện đứng trên lập trường của Thẩm Phục Minh, hiện tại Thẩm Phục Minh đã thành sự việc đã qua, mọi người nên cùng nhìn về phía trước. Đi về phía trước, ánh mắt Trương Kiện nhìn Phòng Ngọc Huy và bóng dáng Hạ Tưởng trong lúc đó chạy tới chạy lui, cuối cùng là dừng ở phía Hạ Tưởng. Đã tới làng du lịch, Đàm Long bị bao vây xung quanh, đầy vẻ khí thế giơ tay chỉ điểm Giang Sơn các hạng mục làng du lịch, thể hiện quan điểm. Làng du lịch quả thực là ý tưởng không tồi, có sáng ý. Ý nghĩ muốn khuyết trương, tuy nhiên cũng có thiếu sót vài chỗ. Dáng vẻ kiêu căng của Đàm Long thật sự là rất rõ ràng, nói một nửa, rồi lại chờ người khác tiếp lời. Mai Hiểu Lâm thờ ơ nhìn hắn, Khâu Tự Phong thân là bí thư, đương nhiên phải kịp thời biểu hiện, vội hỏi. Mời Phó Thị trưởng Đàm phê bình. Đàm Long lại nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, Hạ Tưởng hiểu ý tứ của hắn, cũng cười nói. Mời Phó Thị trưởng Đàm phê bình chỉ bảo. Đàm Long dáng điệu thư thái, ho khan một tiếng, nói rằng. Ý tưởng làng du lịch là tốt, tuy nhiên địa điểm xây dựng thì không được tốt lắm. Xây dựng ở giữa sườn núi, chẳng những thi công tốn thời gian, rất nhiều kẻ có tiền nhìn thấy lên núi ở, liền muốn thôi luôn. Làng du lịch, nếu đã là chỗ nghỉ ngơi, thì phải được chú trọng chỗ thư giãn, đọc sách, phơi nắng, hồ nước. Phải là nơi thư giãn cơ thể, chân núi không phải có rất nhiều đất trống, tùy ý mà vẽ ra làng du lịch sao cho thích hợp. Chẳng phải là rất tốt sao? Hạ Tưởng nhịn cười, nhanh miệng nói. Phó Thị trưởng Đàm nói cũng đúng, lúc đó chúng tôi cũng đã cân nhắc phong thủy thích hợp ở giữa sườn núi, hơn nữa trong huyện sau đó sẽ đầu tư xây dựng hệ thống cáp treo đi lên. Hạ Tưởng lời còn chưa dứt, Đặng Tuấn Kiệt kia liền nhảy vào cắt ngang lời Hạ Tưởng, vội vàng nói. Phó Thị trưởng Đàm phê bình quá đúng, làng du lịch được xây dựng ở giữa sườn núi, quả thật là rất không sáng suốt, đúng là thất sách. Tôi và Phó Chủ tịch Phòng đã từng thâm nhập địa hình, nhất trí cho rằng với triển vọng kinh tế của huyện An, một làng du lịch đã không thể thỏa mãn yêu cầu ngày càng gia tăng của nhân dân huyện An. Cho nên để kéo kinh tế huyện An, tôi và Phó Chủ tịch Phòng tỉ mỉ lập kế hoạch và không ngừng cố gắng. Rốt cuộc gặp gỡ Tổng Giám đốc Kiều của Bất Động Sản Cát Thành, nhờ Bất Động Sản Cát Thành bỏ vốn, đến tái xây dựng khu du lịch Tam Thạch của huyện An, địa điểm sẽ như Phó Thị trưởng Đàm nói, ở dưới chân núi. Hạ Tưởng bị Đặng Tuấn Kiệt ngắt lời, vốn đang rất bất mãn trong lòng. Muốn nói hắn vài câu, không ngờ vừa nghe đến lời nói Đặng Tuấn Kiệt muốn xây dựng một làng du lịch lập tức sửng sốt. Lại liên tưởng đến Sơn Thủy Tương Liên của hắn, kế hoạch bị đám người Phòng Ngọc Huy ngăn cản, trong lòng đã rõ vài phần. Tuy nhiên chờ hắn nghe xong toàn bộ ý tưởng của Đặng Tuấn Kiệt sau đó, mới bừng tỉnh ngộ, chẳng trách Phó Thị trưởng Đàm nhiệt tình mà đến tận huyện An thị sát. Chẳng trách hắn cố ý chỉ đích danh phải thị sát làng du lịch. Cũng chẳng trách Đặng Tuấn Kiệt vội vã nhảy ra, hóa ra chỉ là một trò diễn, sau lưng đã sớm biết cảnh tượng ngày hôm nay. Bất Động Sản Cát Thành lại lần nữa xuôi theo dòng nước mà được việc, rốt cuộc là vì kiếm tiền, hay còn là vì cái gì khác. Cái làng du lịch dưới chân núi xong cũng là nhờ họ nghĩ ra. Hạ Tưởng trong lòng tức giận chỉ một chút vì bị Đặng Tuấn Kiệt khoa trương biểu diễn, ngược lại không nhịn được mà thầm cười. Bất Động Sản Cát Thành và Đàm Long có quan hệ với nhau, dường như cũng cùng Thôi Hướng có quan hệ. Nhưng khẳng định là Đàm Long có tham gia vào mật thiết hơn. Nói như thế, trên thực tế chỉ sợ là chủ ý của Đàm Long, chính là muốn mượn gió đông khi huyện An triển khai lực lượng đến tới làm một chén. Cũng có thể lý giải, người ta muốn kéo tới đầu tư, dù sao không thể ngăn được. Đàm Long nghe xong liên tục gật đầu.
Tuấn Kiệt có ý tưởng không tồi, tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ra sức ủng hộ. Hắn lại liếc mắt nhìn Khâu Tự Phong một cái, hỏi. Bí thư Khâu, trong bộ máy của các anh tại huyện An, những người tài giỏi có không ít, anh là bí thư thật là có diễm phúc lớn. Khâu Tự Phong hiểu rõ Đàm Long buộc hắn tỏ thái độ, đành phải nói. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện hoan nghênh các giới nhân sĩ tới huyện An đầu tư, về việc phó chủ tịch huyện Đặng đề nghị, hội nghị thường vụ sẽ thảo luận nghiêm túc. Đàm Long không mấy vừa lòng với thái độ của Khâu Tự Long, nói. Bí thư Khâu dường như không quá ủng hộ, có thể kéo đầu tư đến chính là công thần, anh sẽ không ngại việc phải bỏ vốn đầu tư vào huyện An chứ. Huyện cảnh thật là rất chờ mong tiền đầu tư, mấy ngày hôm trước bí thư Ngụy còn tìm tôi. Muốn tôi làm chính sách hướng về bọn chúng một chút, tôi cũng không đồng ý với bọn họ. Giọng nói của phó thị trưởng Đàm rất lớn, Khâu Tự Phong cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, đành phải nói. Có đầu tư đương nhiên là phải hoan nghênh, nhưng lại dựng lên một làng du lịch nữa thì lại là việc đại sự. Trong huyện cũng phải thận trọng nghiên cứu, cũng là để bảo vệ cho nhà đầu tư. Tôi đề nghị, mau chóng chứng thực, công khai hoạt động chính sách ưu đãi, không nên ghẻ lạnh nhà đầu tư có tâm ý tốt. Đàm Long sắc mặt sắc lạnh không hài lòng nói. Hết thảy đều phải thảo luận tại hội nghị thường vụ rồi mới thông qua. Hiện tại chỉ là một ý tưởng sơ bộ ban đầu. Mai Hiểu Lâm rõ ràng rất bất mãn với Đặng Tuấn Kiệt. Không thể chỉ dựa vào lời nói của Phó Chủ tịch huyện Đặng, phải có huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đồng ý cho phép, không thể cầu thả qua loa được. Chờ khi nào Phó Chủ tịch huyện Đặng và Bất Động Sản Cát Thành đạt được thỏa thuận sơ bộ, lại dựa theo trình tự đệ trình đến hội nghị thường vụ. Thông qua toàn thể ủy viên thường vụ thảo luận mới chính thức được phê duyệt. Mai Hiểu Lâm ôn hòa mà trả lời. Đàm Long thực mất hứng, lại hỏi Hạ Tưởng. Ý kiến của cậu đâu, Phó Chủ tịch huyện Hạ? Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm túc. Lại đầu tư làng du lịch, khẳng định trong huyện lúc nào cũng khuyến khích đầu tư, đều là trân trọng đối đãi. Nói ra lời nói nhẹ nhàng và khéo léo. Nhưng nếu thật sự muốn triển khai thì còn có rất nhiều công việc phải làm. Khi nào thì chờ đồng chí Tuấn Kiệt có hợp đồng, có báo cáo khả thi, lúc đó mới nghiên cứu cũng không muộn. Cuối cùng không thể vì vài câu nói phải lập tức triệu tập hội nghị thường vụ, tất cả mọi người đều phải vội vàng tới. Đàm Long cảm giác bị đánh mất hết mặt mũi, không vui nói. Tốt, tôi tôn trọng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện An. Ý tôi muốn đề nghị là tất cả lãnh đạo huyện An đoàn kết đứng lên. Đều có trách nhiệm và nghĩa vụ trấn hưng huyện An. Ngụ ý là không nên nghĩ chỉ có Hạ Tưởng kéo được đầu tư đến, người khác cũng có thể. Sau đó lại đi thị sát khu du lịch Tam Thạch, Đàm Long chỉ ra một đống các khuyết điểm, lại đề xuất một đống ý kiến cải tiến. Kết thúc thị sát, ngồi xe quay trở về thành phố Yến. Đàm Long đề xuất ý kiến, là để Đặng Tuấn Kiệt chính lý, giao cho Hạ Tưởng, hắn nhắc nhở Hạ Tưởng như thật. Theo chỉ thị phó thị trưởng Đàm, nhất định phải nghiêm túc chấp hành. Chương 365, bày mưu tính kế. Hạ Tưởng chỉ cười cười không nói gì. Đặng Tuấn Kiệt hùa theo Đàm Long căn bản là không hề hiểu gì về vận hành của thị trường du lịch, thuần túy là kẻ ngoài nghề chỉ huy chuyên gia trong nghề. Nếu Hạ Tưởng thật sự nghiêm túc thực hiện ý kiến này của y thì chắc chắn sẽ phá hủy tình cảnh tốt đẹp hiện tại chỉ trong thời gian ngắn. Đàm Long quay về thành phố Yến, vẫn cảm thấy không hài lòng, không ngờ bí thư Chủ tịch huyện và phó chủ tịch thường trực huyện An lại chẳng nể hắn là phó thị trưởng thường trực chút thể diện nào cả, khiến hắn ít nhiều căm tức. Y đang bước lên lầu, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hồ Tăng Chu đi xuống. Đàm Long tuy tự cao mình có hậu đài cứng, có chút khinh thường Hồ Tăng Chu, nhưng thị trưởng Hồ mới là nhân vật số một của Ủy ban Nhân dân thành phố, thể hiện vẻ lịch sự bên ngoài vẫn là rất cần thiết. Hắn nghiêng người nhường lối, cung kính cất lời. Chào thị trưởng Hồ. Hồ Tăng Chu khẽ mỉm cười, gật đầu bước qua, đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên hỏi. Phó thị trưởng Đàm, ông đi thị sát huyện An cảm giác thấy thế nào? Đàm Long đang định nói xấu vài câu đám người Hạ Tưởng thì Hồ Tăng Chu khẽ cười, phẩy phẩy tay, nói. Xem cái trí nhớ của tôi, bí thư Trần đang tìm tôi có việc. Tôi phải mau qua, không nói chuyện với anh nhiều nữa. Huyện An có Hạ Tưởng, hẳn là không sai được. Năm đó cậu ta ở huyện Bá cũng lập không ít thành tích. Bóng dáng Hồ Tăng Chu biến mất giữa hàng hiên. Qua một lúc lâu, Đàm Long mới chợt tỉnh lại, trong lòng kinh sợ không biết thị trưởng Hồ có ý gì đây. Năm đó lúc Hạ Tưởng còn ở huyện Bá,
ông ta cũng là thị trưởng thành phố. Sao lại ghi nhớ một thư ký của bí thư huyện ủy như vậy? Nghe giọng điệu của ông ấy, hình như có quan hệ tốt với Hạ Tưởng, thị trưởng Hồ là hỏi một cách vô ý hay là cố ý ám thị ông ấy và Hạ Tưởng giữa hai người có mối quan hệ tốt đẹp. Đàm Long rơi vào trạng thái vắt óc suy nghĩ. Nếu quan hệ giữa thị trưởng Hồ và Hạ Tưởng không bình thường, thêm vào là giao tình giữa Hạ Tưởng và Trần Phong, nếu hắn muốn làm khó Hạ Tưởng ở thành phố Yến, nói không chắc kẻ cuối cùng chịu khổ lại chính là bản thân mình. Đàm Long lâm vào tình thế khó cả đôi đường. Trở lại phòng làm việc, Đàm Long ngồi xuống liền nghe có người gõ cửa, thư ký đi ra ngoài lấy nước rồi, hắn đành phải đáp lời. Vào đi. Phương Tiến Giang đẩy cửa bước vào, Đàm Long vừa thấy đã thất kinh, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trưởng ban Phương có việc sao? Mau mời ngồi. Đối với Phương Tiến Giang, Đàm Long vẫn phải khách khí một chút. Phương Tiến Giang cũng không ngồi, thuận tay đưa vào tay Đàm Long một tệp tài liệu, nói. Trên báo xuống, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không thông qua danh sách trao đổi cán bộ giữa các địa phương, mời phó thị trưởng Đàm xem lại danh sách người được đề cử. Phương Tiến Giang nói xong thì đi luôn, đi đến cửa ra vào thì nói vọng với Đàm Long. Phó thị trưởng Đàm đến huyện An thị sát phải không? Đàm Long sửng sốt, trong lòng nghĩ rằng Phương Tiến Giang sẽ không lại vô tình nhắc đến Hạ Tưởng nữa chứ nên gật đầu một tiếng, ừ và không nói thêm gì nữa. Phương Tiến Giang cười. Chủ tịch huyện Mai cũng có cá tính lắm, chắc chủ tịch Đàm cũng lĩnh giáo qua tính khí của cô ấy rồi phải không? Bây giờ nữ chủ tịch huyện không nhiều, nghe nói bên tỉnh ủy có ý muốn lập ra một đội ngũ điển hình như vậy đó. Bí thư Diệp cũng rất quan tâm tới chủ tịch Mai. Sau khi Phương Tiến Giang đi khỏi, Đàm Long cầm tài liệu ngồi xuống, trong đầu chợt lướt qua vô số ý niệm, không rõ Phương Tiến Giang đột nhiên nhắc đến Mai Hiểu Lâm là có ý gì đây. Nghĩ đến nửa ngày vẫn không nắm được trọng điểm. Lại cúi đầu xem đống tài liệu, suýt nữa buột miệng chửi thành tiếng. Có loại trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nào như vậy không chứ? Trao đổi cán bộ giữa các địa phương, Đàm Long báo lên có hai người, đều là người mình, đều là phó chủ tịch huyện chuẩn bị trao đổi đến nơi khác để lên làm phó chủ tịch thường trực huyện hoặc là vào ủy viên thường vụ, có thể nói là tiến thêm một bước nhỏ. Nhưng trong đống tài liệu trước mặt, có chữ ký rồng bay phượng múa của Mai Thăng Bình. Trình độ chuyên môn không đủ. Chọn lại người khác. Không sai tí nào, đằng sau là ba cái dấu chấm than. Nét bút còn nhấn sâu hơn làm cho người nhìn cảm thấy kinh sợ trong lòng, thậm chí có thể thấy rõ sự bực tức của Mai Thăng Bình. Lại nghĩ tới Phương Tiến Giang đặc biệt nhắc lại vấn đề về Mai Hiểu Lâm, Đàm Long hối hận vỗ đầu một cái. Nguy rồi, chỉ chăm chăm đả kích Hạ Tưởng, quên mất việc Mai Hiểu Lâm là cháu gái của Mai Thăng Bình. Sai lầm, đúng là sai lầm lớn. Ai chẳng biết Mai Hiểu Lâm đối với Hạ Tưởng là nói gì nghe nấy. Có điều Đàm Long sau khi nghĩ ra vẫn là không hài lòng lắm. Mai Thăng Bình có hiểu đạo làm quan không chứ? Tự mình vừa hoàn thành thị sát, chỉ là nói vài lời hơi nặng, cũng không có mâu thuẫn nào là không thể hòa giải. Mai Thăng Bình lại ngược lại, bác bỏ thẳng danh sách, lại chính là hai người mà hắn đề cử lên. Những người khác Phương Tiến Giang không nói đến chắc chắn là được thông qua rồi. Mai Thăng Bình quả thực là chơi bài không theo quy tắc gì cả, chỉ cần ai trừng mắt lên với ông ta là ông ta quyết báo thù. Đàm Long tức vẫn hoàn tức, nhưng chẳng có chút biện pháp nào cả. Dù hắn bất mãn thế nào với Mai Thăng Bình, ó ẩn hận Mai Thăng Bình không hiểu đạo làm quan thì bây giờ Mai Thăng Bình vẫn đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hắn ngoài phải thỏa hiệp ra, còn lại là chẳng có cách nào khác. Chẳng lẽ có mỗi chút việc nhỏ này phải nhờ phó bí thư thôi tìm Mai Thăng Bình đôi co, lý luận. Việc lần trước Mai Thăng Bình kiên quyết đề bạt Lý Đinh Sơn và Cao Hải đã làm mọi người rõ tính cách ông ta ra sao rồi. Tính cách nói một là một của ông ta, không thích, vậy xin lỗi nhé, ông ta một chút cũng sẽ không nhân nhượng người khác. Đàm Long cảm giác như vừa đưa tay ra nắm lấy Hạ Tưởng bóp một cái, không ngờ nắm đấm chưa kịp khép kín lại đã bị cây đâm đâm nhói. Làm sao bây giờ? Không thỏa hiệp với Mai Thăng Bình, việc mượn cớ giao lưu cán bộ để đề bạt người của mình sẽ tan vỡ. Trao đổi cán bộ giữa các địa phương bắt buộc phải thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thỏa hiệp, lẽ nào lại để mặc hoàn cảnh tốt của huyện An cho đám người Hạ Tưởng thu làm của riêng, người mình thì một chút thành tích cũng không đạt được sao? Thật là khó làm, Đàm Long thấy đau cả đầu. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn quyết định tìm bí thư đảng ủy công an Trần Ngọc Long thảo luận đối sách. Tại thành ủy,
Trần Ngọc Long từ trước tới giờ luôn là người gần gũi với Đàm Long, hai người cũng là quan hệ đồng minh với nhau. Cùng lúc Đàm Long hành động, Hạ Tưởng cũng không ngồi không, hắn mang báo cáo khả thi đến thành phố Yến, tìm được Trần Phong. Hạ Tưởng báo cáo tỉ mỉ suy nghĩ của mình với Trần Phong. Trần Phong vẫn giữ thái độ ủng hộ Hạ Tưởng, hơn nữa hai huyện đều là người của ông ta, có thể nói là một công đôi việc. Với lại trong mắt ông ta, cho dù sau khi làm xong con đường núi, việc xúc tiến du lịch có hạn đi nữa, ít ra cũng làm cho thời gian đi lại giữa huyện An và huyện Cảnh được rút ngắn hơn một giờ đồng hồ, có thể nói đã mang lại sự tiện lợi lớn cho giao thông giữa hai huyện. Đã mời chuyên gia khảo sát điều kiện địa chất thế nào chưa? Kỹ thuật làm đường không vấn đề gì chứ? Trần Phong quan tâm hỏi. Vấn đề kỹ thuật đã giải quyết xong rồi, chủ yếu là dự án huyện lập vẫn không được thông qua, thêm vấn đề lớn nữa chính là kinh phí làm đường. Hạ Tưởng kể lại tình hình cuộc họp ủy ban cho Trần Phong nghe. Trần Phong nghe xong cười. Không ngờ cậu cũng có lúc bí cơ đấy. Tôi còn cho rằng cậu chuyện gì cũng rất trấn tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra, đều nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Hạ Tưởng cười gượng gạo. Tôi cũng đâu phải thần tiên, công việc sao mà không gặp khó khăn cản trở được chứ. Chủ yếu là vì bộ máy huyện An điều chỉnh lớn quá, chưa kịp tìm hiểu tình hình đã bị người khác chiếm mất thời cơ rồi. Tiểu Hạ, việc trên quan trường không có chuyện tuyệt đối, chắc chắn sẽ có lúc biến cố xảy ra nên không được nhụt khí. Chính bản thân tôi là bí thư thành ủy cũng không thể có chuyện không có người phản đối khi họp thường ủy được. Có lúc cũng phải nhượng bộ hợp lý. Nhượng bộ hợp lý, đây là lần đầu tiên Trần Phong trịnh trọng nói với Hạ Tưởng chuyện lạ như vậy. Hạ Tưởng rất cảm kích Trần Phong đã dạy bảo, cũng biết Trần Phong là lo lắng mình gặp phải trắc trở sẽ nghĩ tới chuyện không hay, nên mới nghiêm chỉnh khuyên bảo mình. Có điều cái mà Hạ Tưởng không sợ nhất lại chính là đả kích. Khả năng chịu đả kích của Hạ Tưởng e rằng khó ai sánh nổi, dù sao về mặt tâm lý thì Hạ Tưởng đã là người trung tuổi, trải qua nhiều sóng gió mà người khác chưa chắc đã tưởng tượng ra. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bí thư Trần dạy bảo, tôi biết mình phải làm thế nào rồi. Thái độ biểu hiện ra ngoài vẫn cần phải phù hợp, Hạ Tưởng cung kính nói. Tôi cũng là một lòng nghĩ cho kinh tế huyện An. Và lại nếu suy nghĩ của tôi thật sự được thực thi thì đối với huyện Cảnh cũng mang lại không ít lợi ích thiết thực. Trần Phong gật đầu, cười. Hiếm khi thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của cậu, tôi có chút không quen nữa cơ. Trong thành phố, việc ủng hộ dự án của cậu không có vấn đề lớn. Nhưng cậu phải đối mặt hai vấn đề lớn nữa. Một là, việc chính thức lập dự án trong huyện, chính cậu phải tìm cách thông qua hội nghị thường ủy. Hai là, vấn đề vốn. Kinh phí cục giao thông thành phố có hạn. Cho dù có trích được một phần nào ra thì vẫn là chỗ hổng lớn. Còn muốn xin vốn từ sở giao thông tỉnh thì độ khó còn lớn hơn, vì... Trần Phong hít một hơi sâu, nhẹ nhẹ gõ xuống bàn. Việc Cao Thành Tùng rớt đài đã làm cho cục diện trong nội tỉnh càng phức tạp hơn. Giám đốc sở giao thông tỉnh Đồng Vinh Quang là người của Phạm Duệ Hằng. Ông ta không dễ nói chuyện, tính khí quật cường, thường không nể mặt người khác. Nếu sửa đường, vốn là vấn đề lớn nhất cần bàn. Bởi vì con đường Sơn Thủy không thể xây thành đường có thể thu phí được, chỉ có thể do chính phủ đầu tư thôi. Tài chính huyện An không thể chi ra số tiền này, cũng không có nhiều tiền như vậy, vốn của Cục Giao thông thành phố chắc cũng chỉ xin được một phần, phần lớn vẫn phải xin từ Sở Giao thông tỉnh. Trần Phong nói thêm, Giám đốc Sở không dễ tiếp cận, xem ra đúng là khó khăn trùng điệp. Khó khăn lớn đến mấy cũng phải nghênh đầu đuổi theo, không thể cứ thấy khó khăn lại lùi bước. Đây không phải tính cách của Hạ Tưởng. Sau khi nói chuyện với Trần Phong, Hạ Tưởng lại đến văn phòng của Hồ Tăng Chu, đến báo cáo tình hình công việc. Lúc mừng năm mới, Hạ Tưởng bỏ ra một ngày đến thăm Hồ Tăng Chu, cũng giúp ông ấy hiểu rõ tình hình, nói trắng ra là giải thích cho Hồ Tăng Chu biết một số mối quan hệ. Đương nhiên là với tinh thần cẩn thận, Hạ Tưởng tin rằng mình có thể nói để Hồ Tăng Chu hiểu vấn đề thiết yếu, và cũng để thị trưởng Hồ nhận rõ mạng lưới mối quan hệ của mình. Đương nhiên, Hạ Tưởng không phải là muốn khoe cái gì trước Hồ Tăng Chu, mà là Hạ Tưởng biết rất rõ không bao lâu, Hồ Tăng Chu sẽ thăm dò được tình hình về mình. So với việc để ông ta phí sức thăm dò thì thà mình chủ động công khai đưa ra, dù gì cũng là bí mật sẽ được công khai, nói ra rồi có khi lại thể hiện rõ hơn thành ý và lòng chân thành của mình. Hồ Tăng Chu sau khi kinh ngạc về mối quan hệ phức tạp của Hạ Tưởng, lại tăng thêm ý muốn thân thiết với Hạ Tưởng. Cũng có một lý do là vì Lý Đinh Sơn cũng là ủy viên thường vụ thành ủy.
ông ta liền có ý kéo gần quan hệ với Hạ Tưởng. Ở tỉnh, Hồ Tăng Chu không có chỗ dựa cứng rắn, mạnh mẽ, chỉ có quan hệ khá tốt với bí thư đảng ủy công an Lý Bỉnh Văn, và cũng có quan hệ quá khứ khá với Tống Triều Độ. Đương nhiên là Tống Triều Độ có suy nghĩ thế nào về ông ta thì, trong lòng ông ta cũng không chắc chắn. Ông ta có thể đến thành phố Yến này, toàn bộ đều nhờ một vị thủ trưởng tại Bắc Kinh tán thưởng. Nhưng huyện quan không bằng hiện quản, con đường thăng tiến của ông ta thực ra vẫn nằm trong tay tỉnh ủy. Hạ Tưởng hiện đã có mạng quan hệ kiên cố, vừa đúng có lợi cho ông ta dễ dàng mở cửa cục diện, tạo thành gốc rễ vững chắc trong thành phố Yến. Càng tìm hiểu về Hạ Tưởng, Hồ Tăng Chu càng có ý muốn lôi kéo hắn, và vì Hạ Tưởng rất thích thư pháp của mình, càng khiến cho ông ta có suy nghĩ coi Hạ Tưởng là tri kỷ. Hai điểm đó kết hợp lại khiến ông ta càng có ấn tượng tốt về Hạ Tưởng hơn. Về việc Hạ Tưởng đến báo cáo tình hình công việc, Tăng Chu rất vui mừng, còn tự mình đứng dậy chào đón khiến cho thư ký của ông ta cũng phải kinh ngạc. Hạ Tưởng vội biểu hiện sự khiêm tốn rất phải phép. Sau khi khách và chủ nhân cùng ngồi yên vị, Hạ Tưởng liền đưa suy nghĩ của mình ra, tỉ mỉ nói một hồi, đương nhiên cũng không chút giấu giếm việc mình đã báo cáo với Trần Phong trước đó. Hồ Tăng Chu cũng không có chỗ nào để bắt bẻ, báo cáo với bí thư trước là chuyện bình thường, huống chi quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong lại càng gần nhau hơn. Khi Hồ Tăng Chu nghe Hạ Tưởng nói về ý tưởng kết nối hai khu du lịch Sơn Thủy xong, mày khẽ nhăn lại. Ý tưởng không đến nỗi nào, nhưng đầu tư có lớn không? Vì tình hình quanh đường núi hơi phức tạp, cũng hao tốn tiền của nhiều hơn, bước đầu ước tính cần tiền 50 triệu trở lên. 50 triệu, thực sự không ít, nhưng đó là ước tính ban đầu, thường thì tiền sẽ ngày càng cần nhiều hơn, theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, ít nhất cũng phải tốn hơn 60 triệu. Trong lúc nói chuyện, Hồ Tăng Chu cầm điện thoại gọi tới cục trưởng viên của Cục Giao thông thành phố. Tôi là Hồ Tăng Chu, huyện An Tu sửa đường cần một khoản tiền. Cục giao thông hiện giờ có thể trích ra bao nhiêu tiền? Bỏ điện thoại xuống, Hồ Tăng Chu thò ra ngón tay nói. Cục giao thông thành phố nhiều nhất chỉ có thể chi ra 10 triệu, lại là tôi yêu cầu mới có được. Có được nó đã phải bỏ qua không ít các hạng mục khác. Chỗ thiếu khác, cậu phải tự thân vận động rồi. Hạ Tưởng đứng một bên nghe Hồ Tăng Chu mở miệng hỏi tiền cục trưởng viên, hiểu rằng Hồ Tăng Chu đang vì việc của mình đã cố hết sức thì rất cảm kích, nói. Cảm ơn thị trưởng Hồ đã ủng hộ tôi. Hồ Tăng Chu cười ha ha. Tôi là thị trưởng thành phố Yến, huyện An là huyện của thành phố. Tạo điều kiện sáng tạo trong công việc cho thế hệ trẻ, cũng là trách nhiệm thị trưởng của một thành phố như tôi. Thẩm quyền mười mấy huyện thị, chăm sóc huyện nào, không chăm sóc huyện nào tất cả cũng do lòng thiên vị của con người mà thôi. Nói thêm vài câu, Hạ Tưởng lơ đãng nhắc tới Trương Kiện. Thị trưởng Hồ, nói đến cũng khéo. Trương Kiện bây giờ cũng ở huyện An, đương nhiệm phó bí thư. Hạ Tưởng nhắc đến đó rồi thôi, đợi phản ứng của Hồ Tăng Chu. Trương Kiện. Hồ Tăng Chu suy nghĩ. Như là nhớ ra người đó là ai, ông ta cười. Thư ký trước kia của Thẩm Phục Minh, suýt nữa không nhớ ra nữa. Trương Kiện không phải đã là phó bí thư sao? Mấy năm rồi, vẫn dậm chân tại chỗ sao? Cũng đúng, Thẩm Phục Minh xảy ra chuyện lớn, hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thấy Hồ Tăng Chu không tỏ rõ ý kiến đối với Trương Kiện, Hạ Tưởng chỉ còn cách cô đọng nói. Theo quan sát của tôi, tính cách Trương Kiện không tồi. Thẩm Phục Minh rất đài. Hắn không bị liên lụy, vẫn ngồi yên trên ghế phó bí thư, từ đó thấy được hắn không có vấn đề về kinh tế, vẫn là kẻ công tư phân minh. Tuy rằng con đường làm quan của hắn bị ảnh hưởng bởi vụ Thẩm Phục Minh, cũng không nói xấu vị lãnh đạo đã cất nhắc hắn khi xưa một câu. Cũng là vì muốn tri ân báo đáp. Hồ Tăng Chu nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng liền, ồ. Một tiếng hỏi. Tiểu Hạ, ý của cậu là. Nếu Chủ tịch Hồ lộ ra một chút chút ý muốn lôi kéo, Trương Kiện chắc chắn sẽ xích vào gần, hắn bây giờ vừa đúng lúc cần có người chống đỡ. Hồ Tăng Chu không nói thêm, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nói. Cậu thay tôi chuyển lời tới hắn, có cơ hội đến thành phố báo cáo tình hình công việc thì đến chỗ tôi ngồi một lát, ôn lại chuyện cũ. Thành công rồi, trong lòng Hạ Tưởng thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt như không có chuyện gì liên quan cả, khẽ quay đầu liền nhìn thấy trên tường đang treo một bức tranh chữ, Hạ Tưởng lại đóng kịch đi lên. Hắn đứng dậy, bước tới trước hai bước, nhìn vài lần không thấy có ký tên, nói. Bức hoành chữ này với bức năm ngoái lúc ăn cơm cùng thị trưởng Hồ có lẽ là của cùng một người,
trong vài năm bút pháp của người này lại thêm thâm sâu hơn. Vừa ra khỏi văn phòng của thị trưởng Hồ, Hạ Tưởng Đầu lắc lắc cười, thật thật giả giả, trên quan trường có những lúc phải làm những việc thật bất đắc dĩ. Đã đến thành ủy rồi, không đến gặp Lý Đinh Sơn tự thấy không phải đạo nên Hạ Tưởng lại đến văn phòng Lý Đinh Sơn, sau khi gõ cửa đi vào, lại mới biết ngoài Lý Đinh Sơn còn có thêm một người khác. Người đó khoảng trung niên, vóc người hơi thấp, thân hình hơi đậm. Khuôn mặt cười cười, cho người ta cảm giác rất gần gũi, thân thiện. Lý Đinh Sơn vừa nhìn thấy Hạ Tưởng vội giới thiệu. Tiểu Hạ đến đây, giới thiệu một chút. Vị này là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành ủy Bạc Hậu Phát. Chào Chủ tịch Bạc. Vị này là Phó Chủ tịch Thường trực huyện An, Hạ Tưởng. Hình ảnh Bạc Hậu Phát đúng là hợp với làm công tác mặt trận. Bạc Hậu Phát đưa tay ra bắt tay Hạ Tưởng, mặt nở nụ cười thân thiện. Tiểu Hạ đúng là tuổi trẻ triển vọng có khác, hồi tôi còn trẻ giống cậu đến chức vị phó phòng cũng chưa làm đến, còn cậu đã là phó giám đốc sở rồi, lại là chức vụ có thực nữa chứ, đúng là hậu sinh khảo ý. Giỏi! Hạ Tưởng vội đáp vài lời khiêm tốn, nhìn Lý Đinh Sơn, hỏi. Trưởng ban thư ký Lý đang bận tiếp khách, tôi xin phép về huyện An trước, dù gì cũng chỉ là qua đây thăm hỏi một chút, chứ không phải có việc quan trọng nào cả. Lý Đinh Sơn đưa tay mời Hạ Tưởng ngồi. Chủ tịch Bạc không phải người ngoài, đừng khách khí vậy, ngồi xuống nói chuyện một chút. Lý Đinh Sơn nói không phải người ngoài thì có chút ý trong đó. Hạ Tưởng nhìn Lý Đinh Sơn vẻ nghi ngờ. Trong lòng nghĩ trưởng ban thư ký Lý cũng không phải dạng đơn giản, mới đến thành ủy không lâu đã có tay trong rồi. Lý Đinh Sơn nhận ra sự khó hiểu của Hạ Tưởng, cười chỉ vào Bạc Hậu Phát. Lúc nói chuyện tôi cũng mới được biết, phụ thân của chủ tịch Bạc quen biết với Sử lão. Chương 366, khẳng khái say mê. Bạc Hậu Phát lập tức đứng dậy, mặt nghiêm lại, nói. Bố tôi từng nhận được sự giúp đỡ của Sử lão, nên luôn dạy tôi phải cung kính trưởng bối Sử lão một đời, không được chút xíu thất lễ. Biết được trưởng ban thư ký Lý là con rể của Sử lão, tôi mới gặp mà như đã quen thân. Thì ra là vậy, Sử lão để lại cho trưởng ban thư ký Lý không ít lợi ích đấy chứ. Hạ Tưởng đang nghĩ về sự ảnh hưởng của Sử lão. Giờ biết thêm được chuyện này thì càng cung kính, sùng bái Sử lão hơn. Sống trên đời, phải nỗ lực đạt đến cảnh giới của Sử lão. Nếu Hạ Tưởng biết được năng lượng của Sử lão, là đã làm thế nào để thay đổi thế cục hội nghị thường vụ tỉnh ủy chỉ trong nháy mắt, không chừng càng làm cho hắn kinh ngạc há hốc miệng. Đã là người quen biết Lý Đinh Sơn rồi, Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, kể lại kế hoạch nối thông hai khu du lịch Sơn Thủy và thế cục huyện An. Trước mặt Trần Phong, Hạ Tưởng không giấu giếm chuyện xảy ra tại hội nghị thường vụ huyện An. Trước mặt Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng cũng không cần phải giấu giếm. Nhưng trước mặt Hồ Tăng Chu, hắn lại không nhắc đến một từ, mối quan hệ xa gần với mấy người này, trong lòng Hạ Tưởng khắc tự có cán cân thăng bằng. Lý Đinh Sơn còn chưa nói gì thì Bạc Hậu Phát cướp lời, nói. Phòng Ngọc Huy và Đàm Long có qua lại, mấy người khác thì tôi không rõ lắm, có điều ở huyện An có một người mà tôi lại biết. Đó chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Sa Tiêu mới được điều tới. Sa Tiêu không xấu, nhưng lại có khuyết điểm là ba phải. Nếu lập trường của hắn kiên định thì bây giờ chẳng cần nói nhiều đã trở thành nhân vật số một ở huyện ủy rồi. Lại là một thu hoạch không ngờ tới, Hạ Tưởng không tự chủ được, cười. Chủ tịch Bạc và Sa Tiêu nói chuyện với nhau được không? Bạc Hậu Phát cười tủm tỉm, cho người ta cảm giác ông ấy không có chút gì là uy nghiêm, xa cách. Có điều Hạ Tưởng lại rất rõ, có thể làm đến chức thường vụ thành ủy, không cần biết người đó cười hay lạnh mặt đều là những người hơn người. Mặt cười hay mặt lạnh chỉ là sự ngụy trang mà thôi. Giờ tôi cũng không nói chắc được, nghe nói anh ta hình như liên kết với Đàm Long rồi. Thể diện của tôi có thể không bằng phó thị trưởng Đàm, hay là cậu giúp tôi hỏi anh ta xem, nói rằng ông Bạc muốn mời anh dùng cơm, xem anh ta trả lời thế nào. Bạc Hậu Phát không được tự tin lắm. Tạm biệt Lý Đinh Sơn và Bạc Hậu Phát, Hạ Tưởng không về huyện An luôn mà là liên lạc với Cao Lão, muốn mời ông ra mặt tìm chuyên gia của Viện Thiết kế tỉnh, tiến hành biện luận vấn đề kết nối Sơn Thủy. Cao Lão rất có hứng thú với các loại công trình, khi nghe Hạ Tưởng có ý muốn đào hầm xuyên núi, hưng phấn cuống quýt nói. Đào núi mở đường trước đến giờ là công trình lớn, tôi cũng có vài lần trải nghiệm qua chuyện này, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hăng máu. Việc này tôi làm chắc rồi. Có điều cậu phải đồng ý với tôi, khi làm đường nhất định phải để tôi đến tận hiện trường tham quan. Còn nữa,
thiết kế cũng phải có phần của tôi trong đó, thế nào? Miễn phí cả công và người. Hạ Tưởng không dám để Cao lão phải động chân động tay, vội nói. Làm đường nguy hiểm lắm, chú đến đó nhớ có chuyện không hay cháu ăn nói sao với phó chủ tịch tỉnh Cao đây. Cao lão không vui, nói. Cháu sợ nó, không sợ chú à? Cháu không cho chú đi, chú sẽ nói với Cao Tấn chú không phê chuẩn kinh phí cho cháu. Hạ Tưởng cười khổ. Chú Cao đừng ép người lúc khó chứ. Được rồi, cháu đồng ý, có điều dự án liên kết Sơn Thủy giờ gặp nhiều khó khăn, còn nhiều cửa ải chưa qua nữa, việc thành hay không là vẫn đang là hai ngả. Cho dù thông qua vị đứng đầu trong huyện, cục giao thông thành phố nhiều cũng chỉ phê cho 10 triệu, khoản vốn còn khuyết vẫn rất lớn, ít nhất cũng còn thiếu 50 triệu. Sở giao thông tỉnh xuất ra 50 triệu không thành vấn đề, chú sẽ bảo Tấn Chu nói chuyện với giám đốc sở xem sao. Cao lão tự tin nói. Hạ Tưởng không nỡ từ chối ý tốt của Cao lão, cũng ngại nói ra giám đốc sở Đồng Vinh Quang là người của Phạm Duệ Hằng. Theo như phân tích của hắn, cùng với việc Trần Phong đã nói, kết luận đúc ra được là một giám đốc sở mạnh mẽ như vậy chưa chắc sẽ nể mặt một vị phó chủ tịch tỉnh xếp hàng cuối. Sau đó Hạ Tưởng và Cao lão cùng nhau đến viện thiết kế tỉnh. Sau khi được chuyên gia tư vấn, các chuyên gia rất hiếu kỳ về ý tưởng của Hạ Tưởng, đồng thời hứng thú lấy bản vẽ ra nghiên cứu tính khả thi của dự án làm đường. Cuối cùng đưa ra kết luận, làm đường xuyên núi có thể làm được, tuy hơi liều lĩnh nhưng với kỹ thuật ngày nay, cùng kinh phí đầy đủ là có thể thực hiện được. Các chuyên gia đều đề ra không ít ý kiến về thiết kế, có vài người hưng phấn quá độ, vì trước kia họ cũng từng đề ra vài ý tưởng như vậy, chỉ là kỹ thuật thời đó bị hạn chế và gặp vấn đề về vốn nên dự án không thể thành hình được. Bây giờ Hạ Tưởng lật lại chuyện cũ, giống như đang làm tròn giấc mộng bao năm của họ, khiến cho mọi người vui mừng khôn xiết. Các chuyên gia chủ động thay Hạ Tưởng giải quyết không ít vấn đề kỹ thuật khó, thậm chí còn chủ động xin ra trận, sau khi được trên thông qua. Họ thà không cần bất kỳ thù lao nào, cũng muốn đến hiện trường thực địa quan sát, tận mắt nhìn giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Cái mà Hạ Tưởng cần chính là ý kiến thiết thực của chuyên gia, sự ủng hộ kỹ thuật, kèm ý kiến tán thành của họ. Hắn quay trở lại huyện An. Vừa vào đến văn phòng, Trương Kiện liền nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, khuôn mặt tươi cười, nói. Chủ tịch huyện Hạ, tôi mời anh ăn trưa, thế nào? Nói chuyện, hàn huyên một chút. Trước thiện ý Trương Kiện đưa ra, Hạ Tưởng vui vẻ đồng ý. Được, có điều phải nói trước, là tôi mời. Bởi tôi là người thành phố Yến, xem như là tính hiếu khách của chủ nhà. Trương Kiện cười ha hả rồi đi ra. Hạ Tưởng nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên, bấm số văn phòng Sa Tiêu. Sa Tiêu thấy Hạ Tưởng gọi điện tới, trong lòng hơi kinh hãi, có điều vẫn bình tĩnh nửa đùa, hỏi. Phó Chủ tịch Hạ, có chuyện gì muốn chỉ thị vậy? Chủ nhiệm Sa, Chủ tịch Bạc có một câu muốn tôi thay ông ấy hỏi anh. Hạ Tưởng không chút khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Bỗng chốc điện thoại rơi vào im lặng. Khoảng mấy giây sau, tiếng Sa Tiêu mới bắt đầu truyền tới, hơi có chút kích động. Chủ tịch Bạc muốn nói gì cơ? Chủ tịch Bạc muốn mời anh ăn cơm, không biết khi nào anh mới có thời gian. Lại im lặng mười mấy giây, vừa lúc Hạ Tưởng đang nghĩ rằng Sa Tiêu sẽ từ chối thì Sa Tiêu liền mở lời trước. Lãnh đạo đã có lời, tôi tự thấy mình thật hổ thẹn. Chủ tịch Hạ, khi nào anh có thời gian, chúng ta cùng nhau gặp mặt, anh thấy thế nào? Hạ Tưởng thường không thích người ba phải cho lắm, sự im lặng vừa rồi của Sa Tiêu đã minh chứng trong lòng có đấu tranh của hắn. Cuối cùng hắn cũng chọn dựa vào Bạc Hậu Phát, chứng tỏ được hắn không phải loại không nhớ ân tình cũ. Nếu như Sa Tiêu còn chậm trả lời hơn nữa, Hạ Tưởng sẽ quyết định loại hắn ra khỏi danh sách đồng minh. Ở huyện An, không phải trong khối thường vụ hắn không có người hợp tác, tìm Trương Kiện và Sa Tiêu là vì họ có những điều kiện có lợi. Nếu bỏ qua hai người này, những người còn lại tuy không có điều kiện hợp tác, Hạ Tưởng vẫn tạo được điều kiện để đạt đến mục đích cùng hợp tác. Hắn tin vào năng lực của mình. Giữa trưa Hạ Tưởng và Trương Kiện ăn cơm với nhau, hai người lúc đầu hồi tưởng lại năm tháng còn ở huyện Bá, trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó, Hạ Tưởng xúc tích nói rõ ý thị trưởng Hồ. Có cơ hội rời huyện thì đến chỗ ông ấy chơi. Trương Kiện cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Hạ Tưởng vẫn nhận ra đôi tay run run, ánh mắt kích động biểu lộ rõ sự vui mừng hớn hở của hắn. Giống như người bị lạc mất tổ chức nhiều năm, đột nhiên tìm lại được tổ chức, trong lòng Trương Kiện vui mừng khôn tả, rất thật, rất mạnh. Đồng thời, hắn đối với Hạ Tưởng cảm kích không nói lên lời,
chỉ là đôi môi khẽ động, nắm chặt tay Hạ Tưởng, trong mắt lộ ra sự kiên định làm cho Hạ Tưởng tin, người này, một khi thể hiện sự đồng ý hợp tác, tuyệt đối rất đáng để tín nhiệm. Buổi tối ăn cơm với Sa Tiêu, biểu hiện của Sa Tiêu lại lạnh lùng hơn. So với Trương Kiện, hắn càng hướng nội hơn, cũng không bền bỉ như Trương Kiện. Nhưng có một điểm làm Hạ Tưởng yên tâm, hắn niệm tình cũ hơn, luôn không quên ơn Bạc Hậu Phát đã cất nhắc hắn năm nào. Nhắc tới chỗ tình cảm, cũng vì sự kích thích của rượu cồn, vầng mắt đỏ lên. Chỉ là hắn nhiều năm làm quan nơi khác, sau khi quay lại thành phố Yến có gọi điện cho Bạc Hậu Phát vài lần, nhưng nhận lại chỉ là sự chối từ không lạnh cũng không nhạt, lòng dạ trở nên nguội lạnh mới xích gần với Phòng Ngọc Huy, từ đó kết giao với Đàm Long. Hạ Tưởng hiểu rõ, có thể là Bạc Hậu Phát không thích Sa Tiêu lắm, cho nên không hứng thú với việc hắn chủ động xích gần. Nhưng do thông qua Lý Đinh Sơn nghe được cục diện ở huyện An, vì muốn lôi kéo thêm đồng minh cho mình, không thể không tiếp nạp Sa Tiêu. Không ngờ Bạc Hậu Phát lại đối nhân xử thế tốt như vậy, không chút động tĩnh đã cho mình một ân tình lớn như vậy. Đương nhiên ông ấy cũng không phải vì mình, thật ra cũng vì do quan hệ với Sử Lão. Hạ Tưởng chỉ âm thầm cảm than, sau này không cần biết làm quan đến chức vị nào, đều phải nỗ lực học theo hướng Sử Lão đã làm. Không cần biết thế nào, Sa Tiêu và Hạ Tưởng chuyện cũng đã nói rồi, rượu cũng uống rồi. Dù không bàn về công việc, nhưng trong lòng mọi người đều tự hiểu, có những chuyện tự nó sẽ im lặng thay đổi, không một tiếng động. Đầu tháng 8, trước đề nghị của Mai Hiểu Lâm, lần nữa lại mở cuộc hội thảo thường vụ về vấn đề liên kết Sơn Thủy. Phòng Ngọc Huy vẫn hay là người phản đối đầu tiên. Qua nhiều lần so sánh và luận chứng, kết luận là không thể thực hiện được. Tôi phản đối khởi công tất cả những dự án có nguy hại đến kinh tế huyện An. Đặng Tuấn Kiệt vẫn kiểu gây sự. Tôi không rõ Phó Chủ tịch Hạ rốt cuộc là có ý gì. Tại sao lại vội khởi công dự án liên kết Sơn Thủy như vậy? Tuy không thể phủ nhận việc xây cầu làm đường mang lại thành tích nhất, nhưng nếu gấp gáp như vậy quá không thể không làm người khác phải suy nghĩ ý đồ trong đó. Phó Chủ tịch Hạ, anh dám chắc anh không có mưu đồ riêng tư gì trong đó đấy chứ? Hạ Tưởng bình tĩnh, thong dong nói. Không dám, tôi thực là có chút ý đồ riêng trong dự án này. Đầu tiên, tôi hy vọng hướng du lịch của huyện cảnh có thể cùng huyện An ta cùng bước đi lên, vì du lịch là hình thức giải trí mới, là một phong cách sống mới cần được đề xướng. Không phải cứ có phong cảnh là có thể kéo du lịch đi lên, thị trường cần phải được tác động, và lại càng làm càng lớn mạnh. Người du lịch đến huyện cảnh càng nhiều, hiệu ứng được phóng ra càng rộng. Ngược lại, du lịch huyện An cũng nhận được xúc tiến, thúc đẩy. Đây không phải trò chơi anh sống tôi chết, mà là quy tắc tôi vinh quang, anh vinh quang, tôi tổn hại anh cũng tổn hại theo. Hạ Tưởng liếc nhìn Đặng Tuấn Kiệt, trong lòng đầy sự khinh miệt, muốn thăng chức nhanh cũng chẳng cần đến vội vàng thể hiện mình như vậy. Lẽ nào hắn không biết bất cứ lúc nào kẻ làm bia đỡ đạn luôn bị hy sinh đầu tiên? Đúng là đồ không có não. Thứ hai, tôi hy vọng sau khi đường núi được lập thành dự án, có thể lấy kinh phí từ Cục Giao thông thành phố và Sở Giao thông tỉnh. Hàng năm Cục thành phố và Sở tỉnh có không ít kinh phí riêng cho các dự án giao thông. Nói hơi ích kỷ một chút, chúng ta không xin thì số vốn đấy cũng chảy về huyện thị khác. Chúng ta nỗ lực tranh giành, lấy danh nghĩa sửa đường tiền sẽ lọt vào tay ta. Thử nghĩ coi, có thể sản sinh cho huyện An bao nhiêu là lợi ích, tăng thêm bao nhiêu cơ hội việc làm. Tuy nói là nhờ quan hệ cũng được, được phép thông qua cũng xong, chúng ta nắm giữ nguồn kinh phí từ người khác. Có điều tôi thân là Phó Chủ tịch huyện An, phải vì nhân dân huyện An phục vụ. Từ góc độ này, tôi thà để người huyện khác nói tôi ích kỷ, nói tôi có ý đồ xấu cho riêng mình. Tôi tình nguyện chịu mang tiếng, tôi cũng nguyện vì người dân huyện An, nên luôn mang trong lòng sự ích kỷ như vậy. Tiếng xôn xao. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm đứng dậy vỗ tay đầu tiên, theo sau đám người Vinh Chi cùng phụ họa thêm, lập tức tiếng vỗ tay vang rền như sấm. Ngoài Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt ra, hầu hết các vị thường vụ đều bị sự khẳng khái của Hạ Tưởng làm động lòng, đều ủng hộ hắn. Thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất, huyện An đang trong thời kỳ phát triển nhanh, nhưng mọi người có từng nghĩ tốc độ như vậy sẽ còn giữ được trong bao lâu? Một năm, hay là hai năm? Tôi thấy nhiều nhất 2 năm là bắt đầu chậm lại. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải đợi 2 năm sau khi các công trình cơ sở hạ tầng, dự án hoàn thành, không có thêm điểm tăng trưởng kinh tế mới, lúc đó mới vội vàng đi tìm hạng mục khác? Không, chúng ta phải lo trước tính sau. Đương nhiên, ở điểm này tôi có chút ý đồ riêng, chính là dù làm quan một nhiệm kỳ,
cũng phải tạo phúc cho dân, khẩu hiệu là như vậy nhưng tạo phúc như thế nào? Giải quyết ra sao sự tệ hại của lợi ích ngắn hạn mà chúng ta mang lại cho nhân dân? Muốn có cá ăn không bằng học cách câu cá. Lòng ích kỷ của tôi sau cùng là hy vọng mượn được gió đông nguồn kinh phí giao thông. Ở huyện An khơi dậy các xí nghiệp vừa và nhỏ, để họ cùng tham gia dự án làm đường, để họ cùng con đường lớn mạnh dần lên, để sau khi chúng ta đi rồi họ có thể tự lực cánh sinh, tự mình biến đổi chứ không phải chỉ dựa vào dự án đầu tư, kiếm một chút tiền công, mà là khiến họ tự có thực lực của chính mình, chủ động đi lên, thoát khỏi ngọn núi che trước mặt. Vươn ra khỏi huyện An, đến khoảng trời rộng lớn bên ngoài vùng vẫy. Hạ Tưởng nói một hơi, có chút xúc động, hắn cũng bị Đặng Tuấn Kiệt chọc giận. Tuy nhiều lần tự nhủ lòng không thèm chấp tên như y, nhưng quả thực là không thể quen được cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí, đồng thời cũng vừa lúc trong lòng ngập cảm xúc muốn bộc phát nên mượn cơ hội bộc lộ. Xin hãy tha thứ cho dụng ý riêng của tôi, vì nghĩ cho nhân dân huyện An quá nhiều. Tuy rằng đối với chúng ta các vị ngồi đây mà nói, huyện An chỉ là trạm nhỏ. Sau này mọi người cần phải bước tới khoảng trời rộng lớn hơn. Suy nghĩ của tôi không phải là tạo phúc cho dân là chỉ tạo trong thời gian của một nhiệm kỳ, mà là phải tận hết sức mình nghĩ cho dân. Không cần biết sau này chúng ta đi về đâu, nếu có một ngày chúng ta quay trở lại nơi ta từng làm việc, gặp lại nhân dân, nhìn thấy họ sống sung túc, tin vào tương lai, đồng thời công việc họ đang làm hay sự nghiệp của họ là con đường do quan phụ mẫu chúng ta dẫn hướng. Tôi nghĩ lòng tự hào, cảm giác thành công càng chân thực hơn bất kỳ cái mà ta gọi là vạn dân tán thưởng. Đây chính là lòng ích kỷ, dụng ý riêng tư của tôi. Tiếng vỗ tay như sấm rền lại lần nữa vang lên không ngừng. Khâu Tự Phong mặt đỏ bừng, bị lời tuyên ngôn của Hạ Tưởng khơi dậy ngọn lửa trong lòng. Mai Hiểu Lâm ửng hồng hai má, ánh mắt long lanh, không ngừng chớp chăm chú nhìn Hạ Tưởng không rời. Trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự kính phục, xúc động, thậm chí còn có chút sùng bái, tôn thờ. Phong Ngọc Huy cúi đầu. Nhận ra khả năng kích động lòng người của Hạ Tưởng quá đáng sợ, e rằng nếu còn phát biểu dài hơn, chắc chắn những người đứng trung lập sẽ giành hết phiếu bầu cho hắn. Y kiên quyết phản đối việc khởi công dự án núi nước liền kề là bởi trong lòng y biết rất rõ, huyện An không thể cùng lúc khởi công hai dự án lớn. Nếu dự án này được thông qua, có nghĩa rằng kế hoạch làng du lịch mới do y và Đặng Tuấn Kiệt bàn định có thể sẽ gặp trở ngại. Y tự tin thề, khoác lác trước mặt Đàm Long. Nhất định sẽ xây được làng du lịch mới ở huyện An, và còn muốn đánh bại làng du lịch của tập đoàn Đạt Tài. Làng du lịch phát triển phát đạt hơn cả sự tưởng tượng của Phòng Ngọc Huy. Còn Đàm Long lại có ý muốn để tập đoàn Cát Thành nhân thời cơ huyện An đang phát triển có lợi, dẫn đầu chiếm lĩnh thị trường toàn huyện, kiếm một món lớn. Phòng Ngọc Huy hạ quyết tâm, vẫn lắc đầu nói. Tôi rất tán thưởng phần phát ngôn hùng hồn của Phó Chủ tịch Hạ, nhưng lý tưởng chỉ là lý tưởng, hiện thực vẫn là hiện thực. Tôi vẫn không tán thành khởi công dự án liên kết Sơn Thủy, chúng ta giơ tay biểu quyết vậy. Tôi phản đối. Nói xong hắn không có chút phát giác nào liếc nhìn Sa Tiêu. Sa Tiêu không giống như trước kia nhìn thẳng vào hắn, mà như không có việc gì nhìn về chỗ khác khiến Phòng Ngọc Huy căng thẳng, tự nhủ rằng lẽ nào Sa Tiêu dở quẻ. Không thể đâu, mới có mấy ngày xuất trưởng đã bị Hạ Tưởng phá gục, bản lĩnh Hạ Tưởng lớn như vậy sao? Tôi cũng phản đối. Chánh văn phòng huyện ủy Thái Nghị nói, ông ta vốn muốn tuôn một bài phát biểu dài, nhưng do phát biểu của Hạ Tưởng quá gây chấn động, đến phản đối cũng thấy không tự tin, vì đã đồng ý với Phòng Ngọc Huy rồi nên miễn cưỡng nói ra một câu. Tôi cũng cảm thấy không được thích hợp cho lắm. Ủy viên bí thư thường vụ xã Tam Thạch Đoàn Đại Khải ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi vội vàng liếc mắt nhìn ra nơi khác. Kiên quyết phản đối. Đặng Tuấn Kiệt cũng bầu một phiếu phản đối. Hắn ta cũng đang muốn mở miệng nói vài câu thì bị Mai Hiểu Lâm chặn lời. Tôi tán thành. Thái độ của Mai Hiểu Lâm rất kiên quyết. Vấn đề kinh phí, thành phố không được tôi sẽ tìm đến tỉnh. Tỉnh không được tôi sẽ đến Bắc Kinh. Chỉ cần dựa vào sự nhiệt huyết một lòng vì dân của Phó Chủ tịch Hạ, tôi mà không giúp đồng chí ấy thì không xứng ngồi vào vị trí chủ tịch huyện này. Lời vừa nói ra, oanh kích thẳng vào mặt Tuấn Kiệt, mặt hắn xa sầm. Đương nhiên là hắn không phục. Bất mãn nói. Ý chủ tịch Mai là đang chỉ trích tôi rồi. Thân là chủ tịch huyện, phê bình phó chủ tịch làm việc không hết mình là nằm trong trách nhiệm, sao nào, phó chủ tịch Đặng không vừa lòng sao? Trương Kiện phát biểu, đẩy lại lời Đặng Tuấn Kiệt. Tôi thấy ý tưởng của phó chủ tịch Hạ rất gan dạ, sáng tạo, không những đem lại ảnh hưởng chính diện cho du lịch huyện,
còn dựng nên cơ sở hạnh phúc lâu dài cho người dân huyện An. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng. Đặng Tuấn Kiệt há to miệng không nói lên lời. Sao thái độ Trương Kiện thay đổi thế kia, đột nhiên đứng về phe Hạ Tưởng. Phòng Ngọc Huy quả thực không dám tin vào tai của mình, hắn biết có thể không tin được vào Sa Tiêu, nhưng con người của Trương Kiện trầm ổn, đáng lẽ ở hội nghị thường vụ gã là người có sức ủng hộ lớn nhất cho hắn, với lại Trương Kiện là phó bí thư, là vị quyền cao chức trọng, lời phát biểu chiếm phân lượng lớn. Phòng Ngọc Huy dùng trăm phương nghìn kế lôi kéo gã là muốn đánh Hạ Tưởng một đòn bất ngờ. Không ngờ Trương Kiện lại đứng về phe của Hạ Tưởng. Sao lại thế được, từ trước giờ Hạ Tưởng và Trương Kiện không phải là đối đầu sao? Bọn chúng phối hợp với nhau từ lúc nào chứ? Hạ Tưởng không phải thần thông quảng đại đến mức đó chứ? Trong lòng Phòng Ngọc Huy đột nhiên xẹt qua cảm giác ớn lạnh. Chương 367, lực cản lớn nhất xuất hiện. Bởi từ lúc Trương Kiện mới được điều đến hắn đã bắt đầu ra tay, tốn tới sức chín con trâu, hai con hổ mới thuyết phục được gã. Sao tự dưng lại có cảm giác như trong nháy mắt Trương Kiện đã bị Hạ Tưởng kéo đi mất? Rốt cuộc là chuyện gì? Nghi vấn của Phòng Ngọc Huy không ai giải đáp hộ, hắn còn chưa hết bàng hoàng đã lại bị một người khác dội cho gáo nước lạnh. Người dội gáo nước lạnh này lại chính là người mà hắn lo lắng nhất, Sa Tiêu. Vì Sa Tiêu đã bầu một phiếu tán thành nằm ngoài dự đoán khiến Phòng Ngọc Huy không khỏi bàng hoàng, thậm chí còn hoảng loạn, chân tay luống cuống. Sao lại Trương Kiện và Sa Tiêu cùng lúc nghiêng về phía Hạ Tưởng? Sa Tiêu vẫn kiểu đó, nói năng nhẹ nhàng, như là sợ cãi nhau với ai đó không bằng, nhưng khi mà cất lời lại khiến Phòng Ngọc Huy lạnh người. Lần trước sau khi Phó Chủ tịch Hạ đề ra ý kiến núi nước liền kề, tôi không nghiên cứu kỹ cho lắm nên mới có kết luận vội vàng. Ha ha, có chút chủ nghĩa duy tâm rồi. Sau khi về nhà tôi xem kỹ lại ý tưởng của Phó Chủ tịch Hạ, cũng tới thực địa khảo sát qua. Cuối cùng phát hiện ý tưởng của Phó Chủ tịch Hạ không những mang lại lợi ích trước mắt cho kinh tế huyện, còn mang lại ảnh hưởng lâu dài cho sự phát triển của huyện. Cho dù thông đường rồi, du lịch không được phát triển lắm cũng vẫn lắp được đôi cánh cho huyện An. Sao lại nói như vậy ư? Vì huyện cảnh nằm gần đường cao tốc, nếu đi từ huyện An đến đường cao tốc tới thành phố Yến, mất hơn 70 km, nhưng đến huyện cảnh chỉ cần 50 km. Xin đừng coi thường khoảng cách 20 km. Bởi nó giúp mọi người tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, xăng dầu. Muốn giàu mạnh phải làm đường. Phó Chủ tịch Hạ dũng cảm liều lĩnh, gặp khó khăn không lùi bước. Nếu chúng ta kéo chân đồng chí ấy thì quá là không phải rồi. Phó Chủ tịch Hạ, tôi hoàn toàn ủng hộ đồng chí. Lời Sa Tiêu tuy không bằng bài diễn thuyết khẳng khái, mãnh liệt của Hạ Tưởng nhưng lại hấp dẫn, đương nhiên là phải tốn không ít công sức mới có bài kết luận như vậy, coi như là người có lòng. Nhiều người ngồi đó sau khi nghe xong đều có chút dao động. Nhưng Phòng Ngọc Huy nghe mà như sét đánh ngang tai. Hai người mà hắn cho rằng kiên định, ủng hộ nhất lại nghiêng hết về phía Hạ Tưởng, cùng lúc sao không khiến cho hắn chấn động, phẫn nộ chứ. Trong lòng hắn bắt đầu nhen nhóm sự kinh sợ, Hạ Tưởng thật quá lợi hại, chỉ phất tay trong chốc lát đã làm biến đổi vài người mà hắn phải bỏ ra bao nỗ lực, cảm giác như bỗng chốc chảy thành sông hết. Rốt cuộc Hạ Tưởng là yêu nghiệt thế nào? Sao hắn có thể phát hiện được nhược điểm của Trương Kiện và Sa Tiêu nhanh như vậy? Khiến cho bọn họ kiên định đi theo hắn. Trong lòng Phòng Ngọc Huy bắt đầu nhen lên cảm giác thất bại thảm hại. Tuy nhiên hắn chưa cam tâm, hắn có 4 lá phiếu phản đối, cố thêm 3 phiếu nữa là thắng hơn một nửa rồi, phải khiến cho kế hoạch của Hạ Tưởng bị chết non. Chỉ cần Lạc Văn Tài, trưởng ban chỉ huy quân sự Khổng Kiếm và bí thư đảng ủy công an Bình Cát đều phản đối, chắc chắn Hạ Tưởng sẽ không được tỏa ý. Khâu Tự Phong lúc này không dám bày tỏ thái độ cuối cùng, mà càng kịp thời và kiên định bày tỏ ủng hộ Hạ Tưởng. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của Phó Chủ tịch Hạ. Từ lúc tán thành, 4 người phản đối, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay cấn. Trên trán Phòng Ngọc Huy lấm tấm mồ hôi lạnh, không tự tin nhìn Lạc Văn Tài, Khổng Kiếm và Bình Cát. Bình Cát luôn là người ủng hộ Khâu Tự Phong, có điều trước khi hội nghị thường vụ diễn ra, Phòng Ngọc Huy đã tìm tới ông ta bàn luận trước, cũng thể rồi. Cũng chính miệng Bình Cát đồng ý, nghìn lần hy vọng đừng có dở quẻ. Phòng Ngọc Huy cảm thấy trái tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Tôi vẫn như cũ, ủng hộ ý tưởng của Phó Chủ tịch Hạ, đồng chí ấy luôn một lòng vì việc công, không có gì để bàn nữa. Vị thường ủy nữ duy nhất trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi tuy không hay nói nhiều, mối quan hệ với Hạ Tưởng cũng nông nhưng lại là người kiên định luôn ủng hộ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm kích nhìn về phía Vinh Chi.
giờ có 6 phiếu tán thành, nếu thêm một người đồng ý nữa ý tưởng coi như được thông qua. Tim Phòng Ngọc Huy nhảy tới cổ họng, ánh mắt liếc qua liếc lại, không ngừng tìm kiếm tiêu điểm trên người Khổng Kiếm, Lạc Văn Tài, Bình Cát, nhưng hình như mỗi người họ đều không nhìn vào mắt hắn, không cho hắn một tia hy vọng cuối cùng nào. Đặng Tuấn Kiệt cuối cùng không nhẫn nại được nữa. Hy vọng trưởng ban Lạc, trưởng ban Khổng, và bí thư Bình suy xét thận trọng, bầu ra một phiếu quý giá. Mai Hiểu Lâm, hừ, một tiếng. Phó Chủ tịch Đặng không phải đang năng động quá đáng đó chứ. Chủ tịch huyện tôi, và bí thư Khâu hình như còn chưa dám chỉ tay chỉ chân này nọ, hội nghị thường vụ là bí thư Khâu đang chủ trì hay anh là người chủ trì? Một câu nói thôi mà khiến cho Đặng Tuấn Kiệt nghẹn lại, khuôn mặt đỏ au, miệng há ra mà không nói nổi một lời. Hắn có lỗ mãng hơn cũng nhận ra quy tắc trên quan trường, quyền uy của bí thư và chủ tịch huyện không được chạm vào, với lại dù là đang trong cuộc hội nghị đi nữa, thứ xếp hạng của hắn cũng đứng gần cuối, đúng là chưa đến lượt hắn ta phát biểu. Lần đầu tiên Khâu Tự Phong có cảm tình với lời nói cương trực, thẳng thắn của Mai Hiểu Lâm, không khỏi nhìn cô ấy một cái. Bất ngờ Mai Hiểu Lâm lại chuyển ánh mắt sang hướng khác, phớt lờ ánh mắt của y. Khâu Tự Phong đành lắc đầu, Mai Hiểu Lâm đúng là Mai Hiểu Lâm, cô ấy và mình chỉ có quan hệ trên phương diện công việc, còn tình cảm e rằng đời này không có cơ hội nữa. Lạc Văn Tài, Khổng Kiếm và Bình Cát ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cả ba chợt xẹt qua sự bất đắc dĩ. Không ai muốn bầu ra lá phiếu quan trọng nhất này, nhưng vẫn phải có một người đứng ra. Im lặng, lần đầu tiên tại hội nghị lại xảy ra phút im ắng dài như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không giống với sự lo lắng của Phòng Ngọc Huy, Hạ Tưởng lại như đang ngồi ngoài sự việc, thản nhiên đùa nghịch chiếc bút bi trong tay, cũng không nhìn vào bất kỳ ai. Khóe miệng khẽ nhếch cười, toàn bộ tinh thần chỉ tập trung nghiên cứu cấu tạo chiếc bút trong tay. Giả vờ cái con khỉ gì chứ? Trong lòng Phòng Ngọc Huy bực tức, thật muốn xông qua bên đó, cướp lấy cái bút trong tay Hạ Tưởng, sau đó vứt xuống đất giẫm cho bõ tức. Đương nhiên là hắn chỉ dám tưởng tượng mà thôi, nếu thật có những hành động như vậy thì hắn chỉ có nước độn thổ. Lại im lặng thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Lạc Văn Tài nói. Mọi chuyện thường có hai lựa chọn, Phó Chủ tịch Hạ gan lớn, có trách nhiệm, biết khó khăn vẫn không lùi bước, chủ động gánh trách nhiệm. Còn tôi đến dũng khí ủng hộ còn không có thì không xứng chức thường vụ này. Không cần biết thế nào, tôi ủng hộ Phó Chủ tịch Hạ. 7 phiếu tán thành. Phòng Ngọc Huy thở một hơi dài, như vừa chạy xong cự ly dài 10.000 mét, tinh thần uể oải, người lệch đi trên ghế, ngồi cũng không ngồi vững. Trong lòng hắn rất rõ Trương Kiện và Sa Tiêu đã bị Hạ Tưởng lôi kéo, còn kẻ trung lập Lạc Văn Tài bầu cho phiếu quyết định cũng là đã bị bài phát biểu của Hạ Tưởng tác động vào. Thua sao? Chấp nhận thua như vậy sao? Phòng Ngọc Huy không can tâm, cho dù thua cũng phải tạo uy hiếp cho đối thủ sợ mới được. Hắn liếc nhìn Khổng Kiếm, Bình Cát, chờ đợi hai người đó bất chấp thắng thua cũng phải đưa ra ý kiến phản đối, chứng minh phe hắn đủ thực lực đấu chọi với đối phương. Cuối cùng, Khổng Kiếm bỏ quyền bầu quyết, còn Bình Cát thì đang do dự, trịnh trọng giáp phiếu tán thành. Thất bại thảm hại, Phòng Ngọc Huy ngồi lại trên ghế, đợi cho mọi người đi hết rồi, đứng dậy không nổi. Cũng không muốn đứng dậy. Quá tức giận, không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tưởng quá nghịch ý trời rồi. Y vốn muốn đả kích Hạ Tưởng lần hai, để cho hắn mất hết hy vọng, sau đó nhân cơ hội đề ra kế hoạch làng du lịch mới, dễ dàng được hội nghị thường vụ thông qua, nhanh chóng bước vào công đoạn thi công. Ai ngờ ý tưởng của Hạ Tưởng lại thắng lớn, cũng e là trong thời gian ngắn, kế hoạch làng du lịch khó có thể thực thi. Nên ăn nói ra sao với Phó Thị trưởng Đàm đây? Phòng Ngọc Huy đưa hai tay ôm lấy đầu, chỉ thấy đau nhức toàn tập. Có cách rồi. Mắt Phòng Ngọc Huy bỗng nhiên sáng hẳn ra, ý tưởng của Hạ Tưởng chỉ là mới được huyện lập thông qua. Việc làm đường cần có cấp trên cấp vốn. Nếu như kinh phí cứ chậm trễ không về thì việc được thông qua với chưa thông qua cũng chẳng khác gì nhau. Xây 50 km đường không phải chuyện nhỏ, kinh phí từ Cục Giao thông thành phố lại không đủ, cần phải xin từ Sở Giao thông tỉnh. Nghe nói Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Đồng Vinh Quang và Phó Thị trưởng Đàm có mối quan hệ khá tốt. Phòng Ngọc Huy quyết định xong liền gọi số điện thoại Đàm Long. Sau khi nghe Phòng Ngọc Huy báo cáo tình hình, Đàm Long đầu tiên là giận dữ, mắng chửi Phòng Ngọc Huy vài câu. Nhưng việc đã đến nước này, mắng cũng chẳng ích gì, lại nghe hắn ta trình bày ý kiến thì nảy ra chủ ý luôn. Y căn dặn Phòng Ngọc Huy mau chóng chuẩn bị giai đoạn đầu làng du lịch mới,
tìm cơ hội thảo luận tại cuộc họp thường vụ, dự án huyện lập nhất định phải được thông qua. Sau đó, Đàm Long lại gọi cho Đồng Vinh Quang, khi y nghe Đồng Vinh Quang than thở kinh phí sở giao thông tỉnh luôn luôn không đủ, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Buông điện thoại xuống lại thấy không được yên tâm, y liền gọi cho Phạm Duệ Hằng. Từ khi Phạm Duệ Hằng thăng chức lên làm quyền chủ tịch tỉnh, số lần Đàm Long đến báo cáo tình hình công việc ngày một nhiều hơn. Phạm Duệ Hằng đương nhiên hiểu ý của Đàm Long. Ở thành phố Yên ông ta không có phe đảng có thế có lực, nên đã thu nạp Đàm Long. Phạm Duệ Hằng nghe Đàm Long kín đáo đề cập tới vấn đề kinh phí của Sở Giao thông tỉnh, mới đầu chưa hiểu lắm ý y nói gì, sau đó câu chuyện dần chuyển hướng bàn về vấn đề làm đường giữa huyện Cảnh và huyện An, ông ta đã hiểu suy nghĩ của Đàm Long. Nghĩ đến thế cục tỉnh Yên, và mối quan hệ bất hòa giữa Đàm Long và Trần Phong, trong lòng ông ta đã tự có quyết định riêng. Sau khi dự án liên kết Sơn Thủy được huyện lập thông qua, chính thức được duyệt và thành lập dự án, Hạ Tưởng lại cùng Giang Thiên gặp nhau vài lần, dưới danh nghĩa huyện An và huyện Cảnh bàn bạc, liên kết xin kinh phí thành phố. Quả nhiên giống như Hạ Tưởng đã dự đoán, khi xin đến thành phố, nhờ sự can thiệp của Trần Phong và Hồ Tăng Chu, Cục Giao thông thành phố trích ra được 10 triệu tệ. Nhưng khi xin đến tỉnh, lại bị gạt bỏ thẳng thừng. Hạ Tưởng biết, lực cản lớn nhất đã xuất hiện rồi. Hắn biết, phải tự mình bước ra giải quyết vấn đề này, nếu không dự án liên kết Sơn Thủy sẽ biến thành đầu voi đuôi chuột, làm trò cười cho thiên hạ. Cuối tuần, Hạ Tưởng lái xe quay trở về thành phố Yên. Vốn đã đồng ý dành thời gian đưa Tào Thù Lê đi núi Phong Long chơi, nghe nói khu núi Phong Long mới khai thác phong cảnh mới, nhưng do du khách còn ít, cảnh sắc làm mê đắm lòng người, lại tĩnh mịch, rất thích hợp cho người tự lái xe đến thưởng ngoạn phong cảnh. Nhưng do gần đây bận quá nhiều việc, chuyến du ngoạn Phong Long vẫn chưa thành làm cho Hạ Tưởng áy náy trong lòng. Cũng may Tào Thù Lê là người tâm lý, không bao giờ oán trách Hạ Tưởng cái gì cả. Đối với cô ấy, Hạ Tưởng thấy cảm động, nhớ nhung. Hơn nữa, công ty thiết kế của Tào Thù Lê cũng nhiều việc, kinh doanh tốt, cũng may cô bé nhìn bề ngoài yếu đuối, mỏng manh, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa lại có thể chịu được cực khổ, một mình cõng hết. Hạ Tưởng đánh giá cô bé rất cao. Có một việc mà Hạ Tưởng luôn thấy canh cánh trong lòng đối với Phương Cách. Vì nguyên cớ Lý Đinh Sơn thăng chức, đi theo đến thành ủy, còn đảm nhận làm thư ký cho Lý Đinh Sơn, song song cũng được đặc biệt đề bạt làm cấp phòng, nếu không khó có thể xứng với thân phận của Lý Đinh Sơn. Có điều để tránh thị phi, cũng là ý kiến của Phương Tiến Giang, có thể phải đưa Phương Cách xuống huyện nhanh chóng. Bước đầu định đến huyện An, theo Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy mình có lỗi với Phương Cách là vì hắn đã đồng ý giới thiệu Lam Miệt với Phương Cách, nhưng lại không có dịp nào cả. Bây giờ thì tốt rồi, Lam Miệt tới công ty Tào Thù Lê làm, giúp Tào Thù Lê xử lý công việc hành chính. Hạ Tưởng muốn nhân cơ hội này tổ chức buổi liên hoan nhỏ, để mọi người tụ tập lại, làm quen lẫn nhau. Còn nữa, còn một người đã lâu chưa xuất đầu lộ diện Nghiêm Tiểu thì cũng được Hạ Tưởng mời đến. Khi Nghiêm Tiểu thì biết Cao Thành Tùng bị bãi nhiễm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đã biết được mục đích tiếp cận bất động sản Lĩnh Tiên của Hạ Tưởng, cô ấy không đi tìm Hạ Tưởng đôi co, cũng không về thẳng quê nhà ở phía Nam, mà là sau khi phối hợp điều tra sổ sách bất động sản Lĩnh Tiên xong thì biến mất khỏi thành phố Yên. Hạ Tưởng biết cô vẫn ở thành phố Yên, có thể đang một mình ở một góc nào đó im lặng khóc thầm. Có thể trong lòng chỉ bình lặng như mặt nước, một mình tìm về ký ức xưa. Tóm lại là cô ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố Yên. Khoảng một tuần trước, Hạ Tưởng đột nhiên nhận được tin nhắn của Nghiêm Tiểu thì, cô ấy nói muốn gặp Hạ Tưởng, có vài chuyện phải nói trước mặt mới được. Hạ Tưởng gửi tin trả lời, chỉ có ba chữ, đợi cơ hội. Giờ cơ hội tới rồi. Về đến nhà, Tào Thù Lê một mình bận trong bếp. Hạ Tưởng đi đến, từ đằng sau ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Tào Thù Lê người mặc tạp dề, tay cầm sẻng xào, cười hi hi, hỏi. Làm gì vậy, đừng làm loạn lên. Mau đi ra đợi em, anh vào đây làm loạn ảnh hưởng đến tay nghề nấu ăn của em, nếu đồ ăn mà không ngon thì anh vẫn phải ăn hết đấy. Hạ Tưởng cười vui. Phần cơm của hai người, để anh một mình độc hưởng thì không công bằng, ăn ngon hay không ngon đều phải cùng nhau ăn. Tào Thù Lê ngoái đầu, hôn lên má Hạ Tưởng. Ngoan, mau đi ra đợi em, thưởng cho anh một nụ hôn rồi đó, lát nữa bổn cô nương sẽ thưởng thêm cho anh một bữa cơm ngon. Cơ thể Tào Thù Lê tròn trịa, cô ấy mặc bộ đồ ở nhà, Hạ Tưởng ôm từ đằng sau cô ấy, cảm nhận cơ thể đàn hồi 10 phần của cô.
hai người chưa có cơ hội vượt qua giới tuyến cuối cùng mà chỉ ôm ấp bề ngoài, Hạ Tưởng lại chưa được thật sự chạm vào, tay vẫn để không, miệng nói thầm thì liên tục, chốc chốc lại truyền dạy cho cô bé những vấn đề về tình ý trai gái. Cô bé mới đầu nghe cũng đỏ mặt, e thẹn, dần dần mất đi sự kháng cự. Nhưng sau đó nghe Hạ Tưởng giải thích quá nhiều, nhiều lần bị hắn dẫn dắt, nên khi nhận thấy cơ thể Hạ Tưởng đang thay đổi, liền tránh người qua một bên, diễu. Đã nói ăn no ấm cật, rậm rật suốt ngày, anh bụng đói nên làm cái đầu cũng nghĩ linh tinh theo. Đúng là hư từ trong hư ra. Hạ Tưởng ngượng ngùng, vuốt vuốt cái mũi. Người bình thường cũng là ăn no mới ra chuyện tốt, anh là do người mà trở nên lạ lùng đó chứ. Như người đẹp lê nhà ta, dưới ánh đèn lung linh, lại thêm vẻ đẹp mông lung, cơ thể, dáng người duyên dáng, giơ tay nhấc chân yểu điệu thướt tha, khiến con người ta bị mê hoặc, sinh tình ý loạn. Đi ra, từ lúc nào mà anh học được lời đường mật ngọt? Mau mau khai ra sự thật, có phải quen được tiểu cô nương nào luyện tập với cô ta trước, rồi về thực hành lại với em không? Tào Thù Lê diễu Hạ Tưởng, tay cầm bàn xẻng ngoáy ngoáy trước mặt, tư thế chuẩn bị đánh nhau. Hạ Tưởng không lùi mà tiến tới, ôm chặt cô rồi hôn lên má. Cả đời này anh chỉ ngọt ngào trước mặt em, trước mặt cô khác thật đúng là không có được khả năng trời phú này. Cũng lạ thật, có phải do khuôn mặt em sáng mịn, anh chỉ hôn thôi đã trở nên mồm mép láo lỉnh rồi. Tào Thù Lê cười không đứng thẳng dậy được, thức ăn bị cháy hết. Cơm nước xong, hai người ngồi dựa vào nhau xem tivi, câu một câu hai thì nói đến kết hôn. Hạ Tưởng định làm đám cưới vào dịp quốc khánh, nhưng Tào Thù Lê lại muốn cưới vào dịp Tết Dương lịch vì công việc của cô gần đây quá bận. Công ty đang trong giai đoạn gây dựng phát triển, cô không muốn vì chuyện cưới xin mà làm ảnh hưởng tới mấy thiết kế lớn đang nắm trong tay. Hạ Tưởng nghĩ một lúc rồi đồng ý nghe theo cô. Nếu đã không muốn cưới anh, cũng được, anh được tự do thêm một thời gian nữa. Hạ Tưởng làm bộ xúc động, nói. Để cho mấy cô yêu thầm anh có thêm mấy tháng ngồi ôm mộng, tưởng tượng. Ngốc, đừng có giả vờ trước mặt em mà không hiểu lòng anh nghĩ gì thì đã không phải là vợ anh rồi. Tào Thù Lê nằm lên cánh tay của Hạ Tưởng, nghiêng mặt nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ mặt có chút phức tạp, có chút tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng, lại có chút mất mát. Không sợ anh cười, em có chút nhớ đến chị Liên rồi. Ở Mỹ thực ra Liên Nhược Hạm sống rất sung túc, ngoài việc không tìm được mẹ, sự nuối tiếc lớn nhất của cô là không sinh được cho Hạ Tưởng một cậu con trai. Đương nhiên cũng không thể trách mình cô ấy, mà cũng do độ chính xác phía Hạ Tưởng không được cao nữa. Hiện Liên Nhược Hạm đang bận túi bụi, chuẩn bị đem công ty làm lớn, hoàn toàn không phải là ý tưởng ban đầu chỉ để chơi vui. Tuy nhiên, cô không có ý cảm ơn Hạ Tưởng chút nào, ngược lại còn oán giận Hạ Tưởng không đến Mỹ thăm cô. Và ra thông báo cuối cùng đến Hạ Tưởng, nếu năm nay hắn không đến Mỹ thì suốt đời cô sẽ lưu lại ở Mỹ, không về nữa. Kỳ thực Hạ Tưởng đã lên kế hoạch trước rồi, đợi dự án liên kết sơn thủy khởi công xong, nhất định sẽ bớt thời gian bay đến Mỹ, dù thế nào cũng an ủi một phần nỗi nhớ nhung của Liên Nhược Hạm. Giờ đây Liên Nhược Hạm không thèm chủ động quay về, thật ra cũng không phải là vì giận hắn mà là do bị việc kinh doanh bó chân. Dù sao, khi nhìn thấy sức sống thổi bừng bừng tại thị trường mới, số vốn nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần so với ban đầu, dù là ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Ngay cả Liên Nhược Hạm cũng không thể. Mặc cho Liên Nhược Hạm không thiếu tiền, cũng không có khái niệm tiền bạc, nhưng một khi bị cuốn hút vào, muốn làm lớn mạnh là tâm lý chung của tất cả mọi người. Hơn nữa, cô vẫn muốn sinh cho Hạ Tưởng một đứa con, sau này sẽ truyền hết sự nghiệp, đế quốc của mình cho con cháu. Tâm lý, suy nghĩ của người phụ nữ vừa kỳ lạ, lại vừa cố chấp. Một khi họ đã đặt ra mục tiêu, thì sẽ bướng bỉnh, kiên trì hơn cả nam giới. Tào Thù Lê nói đến mình nhớ Liên Nhược Hạm, trong mắt đong đầy hơi nước mờ nhạt, Hạ Tưởng biết, cô ấy nói thật lòng, không chút giả dối. Trong lòng hắn chợt ấm lên, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Khổ cho em rồi. Cô bé đột nhiên cười khanh khách. Câu này anh nên đi mà nói với chị Liên ý. Nghĩ xem người con gái cao ngạo như chị ấy, xuất thân tốt, không khuyết cái gì cả lại bị anh lừa thế kia, anh nói xem sao anh lại xấu đến vậy chứ. Con thỏ còn không ăn cỏ cạnh hang, còn anh, rõ ràng biết em và chị Liên thân với nhau còn không buông tha cho chị ấy. Có phải anh chắc chắn là em sẽ không quay mặt với mình mới gan to mật lớn không hử? Hạ Tưởng lập tức thấy mình bị oan uất. Cái này, chuyện tình cảm sao có thể nói là lừa.
Cái này vốn là em lừa anh định em âm mưu lừa của cả hai bên. Lừa đi lừa lại, tự mình rơi vào cạm bẫy thì sao gọi là lừa được chứ? Được rồi, không thèm nghe anh nói năng sằng bậy nữa, anh nói rõ đi, khi nào anh mới định đến Mỹ thăm chị ấy? Cô bé cắn chặt môi, mắt không thèm chớp nhìn Hạ Tưởng. Chương 368, tụ hội. Hạ Tưởng hơi chột dạ, làm sao cái gì cô ta cũng biết thế, cũng quá thần một chút. Hồi tưởng lại một lúc thì hắn ta đã hiểu ra cái gì đó, nhất định cô ta và Liên Nhược Hạm vẫn liên lạc qua lại với nhau, giữa hai người đó nhất định có bí mật không thể cho người khác biết, còn bản thân mình thì không hay biết gì cả. Bây giờ còn không nói được, trong huyện có việc đại sự cần làm, trước khi chưa xác định làm, anh thoát thân không nổi. Nhớ đến dự án liên kết Sơn Thủy, Hạ Tưởng có chút đau đầu. Sự việc trong quan trường có lúc nói tốt là tốt, có lúc nói khó thì cũng rất khó, chỉ cần nắm chắc một điểm mấu chốt, thì rất khó tiến hành tiếp được. Bây giờ ở Sở Giao thông tỉnh, may mà hắn đã có những biện pháp giải quyết bước đầu, chỉ là chưa rõ khi chính thức bắt đầu thực hiện, hiệu quả sẽ lớn như thế nào. Hạ Tưởng không nhắc lại cụ thể vì sự việc gì mà hắn ta phiền não, có vài việc mà bản thân thấy phiền não thì có thể chịu đựng được, không cần phải khiến cô bé thêm lo lắng. Hắn đã đưa ra kiến nghị cần phải tổ chức một buổi tụ họp với quy mô nhỏ, cô bé rất thích náo nhiệt, vừa nghe đến liền hưởng ứng luôn. Cuối cùng hai người đã thương lượng và quyết định, địa điểm tại công ty thiết kế Hà Tư của Tào Thù Lê. Thời gian là chủ nhật. Ngày thứ hai Hạ Tưởng liền thông báo cho mọi người biết, sau khi thông báo xong, tưởng tượng Trương Kiện tuổi tác cũng chưa được tính là lớn, lại gọi điện thoại cho hắn ta. Trương Kiện do dự một lát, không ngờ đáp ứng. Những người khác trong đó có Tiêu Ngũ, Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân, Lý Hồng Giang, Phùng Húc Quang, Vương Lâm Kiệt, Giang Thiên vì công việc rất bận nên không đi được, đành phải từ chối. Dù sao cũng là một lần gặp mặt giống như cuộc gặp gỡ mang tính chất tiệc rượu, chỉ cần trẻ tuổi là được, không nên quá căng thẳng, chỉ cần thông báo thời gian và địa điểm là được. Đương nhiên còn có Nghiêm Tiểu thì Tào Thù Lê đã mời Tôn An, Lịch Phi, còn có cả Lam Miệt và vài cô bạn học đang học tại thành phố Yến. Tào Thù Lê không quên nhắc nhở Hạ Tưởng, mời Tống Nhất Phàm đến dự. Hạ Tưởng cảm thấy cô bé còn quá nhỏ, không thích hợp với tiệc rượu cho lắm, một câu nói của Tào Thù Lê đã khiến Hạ Tưởng thay đổi suy nghĩ. Nhất Phàm khéo léo và thành thạo và rất phóng khoáng, cô ấy có thể đến được, chỉ có thể làm rạng rỡ thêm cho anh mà tuyệt đối không gây phiền phức gì. Cũng được, mời cô ấy đến chắc không sao. Hạ Tưởng liền gọi điện thoại đến nhà của Tống Chiêu Độ, vừa may là Tống Chiêu Độ nhận điện thoại. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm nói mời Tống Nhất Phàm đến dự tiệc, Tống Chiêu Độ cười và nói. Những người trẻ tuổi có quyền hưởng thụ cuộc sống ở những nơi tốt đẹp, được thôi, để tôi nói với con bé một tiếng, nó hơi ngông một chút, nhưng Tiểu Hạ cậu có thể quản được nó. Tôi giao Tiểu Phàm cho cậu không được cho nó uống rượu đấy. Hạ Tưởng cười và hứa với ông ta. Hắn vốn định nói lại với Tống Chiêu Độ về vấn đề ở Sở Giao thông tỉnh, nhưng lại thấy thời cơ chưa thích hợp, đành chưa dám mở lời. Đang định gác máy thì Tống Chiêu Độ lại chủ động hỏi. Tiểu Hạ, cậu có việc gì giấu tôi, như thế là không tốt đâu nhé. Đồng Vinh Quang tôi không thân lắm, nhưng tôi chỉ cần nói hai câu, là có thể sẽ gây áp lực cho anh ta. Hạ Tưởng biết được là Lý Đinh Sơn đã nói cho Tống Chiêu Độ, Lý Đinh Sơn rất quan tâm tới tình hình của huyện An. Về việc này hắn là người nắm rất rõ. Hạ Tưởng bối rối trả lời. Chủ yếu là tôi chưa nghĩ được đối sách kiện toàn, nên chưa thể mở miệng làm phiền Phó Chủ tịch tỉnh Tống. Không cần nói nhiều, tôi hiểu được suy nghĩ của cậu. Đối với vấn đề của Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ biết khi nào nên ra tay, tuyệt đối không hàm hồ ra tay giúp đỡ. Đã là sự việc trong tỉnh thì do tỉnh đến giải quyết. Tôi sẽ ra mặt nói chuyện cùng Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Cậu không cần lo lắng về việc này nhiều. Gác điện thoại, tảng đá trong lòng Hạ Tưởng giống như đã rơi ra ngoài. Hắn cũng muốn nhân cơ hội gặp gỡ lần này, mượn Phùng Húc Quang chuyển lời tới Mã Vạn Chính, khiến Mã Vạn Chính lộ diện lên tiếng nói với Đồng Vinh Quang, vì Mã Vạn Chính đang được phân quản lý Sở Giao thông. Tất nhiên, Hạ Tưởng trực tiếp tìm Mã Vạn Chính cũng không vấn đề gì. Mã Vạn Chính chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ hắn thôi. Chủ yếu là gần đây có một khoảng thời gian Hạ Tưởng không gặp Phùng Húc Quang, mấy anh em phải dành thời gian tụ họp lại mới tốt, cũng chính là lúc liên lạc tình cảm với nhau. Buổi tụ họp gặp gỡ nữa tổ chức đúng thời gian, địa điểm được đặt tại công ty thiết kế Hà Tư trên đường Trung Sơn Phồn Hoa,
Trong khoảng thời gian đó lượng người qua lại rất đông, khách mời chật ních từ Nam chí Bắc. Tiêu Ngũ và Tôn Hiển Vĩ đi đầu tiên, hiện tại Tôn Hiển Vĩ và Tiêu Ngũ càng đi càng gần. Hai người rất nóng vội, đến rất sớm, sau đó cùng với Hạ Tưởng ngồi ở phòng khách một lát rồi cùng ra sân thượng nói chuyện. Công ty Hà Tư của Tào Thù Lê đã thuê một chỗ 4 mét vuông làm văn phòng, và 4-5 phòng làm việc nhỏ. Văn phòng cũng thu gọn bàn ghế lại, cũng vừa đủ để có thể làm hội trường tổ chức hội họp. Hạ Tưởng lựa chọn công ty Hà Tư tổ chức tiệc hội, còn có mục đích khác, đó chính là hắn có thể nhân cơ hội này quảng bá thêm hình ảnh về công ty Hà Tư, đồng thời cũng chính là để cho nhiều người biết đến Tào Thù Lê hiện là tổng giám đốc kiêm tổng thiết kế sư của công ty Hà Tư. Tôn Hiển Vĩ chú trọng giới thiệu cho Hạ Tưởng về bất động sản Giang Sơn và sự tiến triển của việc mua lại bất động sản Lĩnh Tiên. Trên cơ bản đã thông qua sự thẩm tra của ngành kiểm toán, sau khi bất động sản Lĩnh Tiên thu được tiền của Cao Kiến Viễn về, quy ra thành 10 triệu bán cho bất động sản Giang Sơn. Cũng không thể là nói 10 triệu là rẻ, bởi vì bất động sản Lĩnh Tiên không có tiền trả nợ, khoản nợ chưa trả cao đến mức không thể kiểm soát được, cũng tương đương với việc bất động sản Giang Sơn tiếp nhận một đống nợ. Nhưng cùng lúc tiếp nhận khoản nợ chưa trả, tất cả biệt thự đang xây dựng của bất động sản Lĩnh Tiên, đất xây dựng cùng các loại văn bản phê duyệt, đều bị bất động sản Giang Sơn tiếp nhận đầy đủ, điều đó cũng có nghĩa là các văn bản phê duyệt và đất xây dựng mới là tài sản lớn nhất. Còn trong đó có hay không có nội tình gì, Hạ Tưởng không để ý đến. Lĩnh vực kinh doanh không phải là điểm mạnh của hắn, nếu đã giao cho Tiêu Ngũ và Tôn Hiển Vĩ thì để cho họ tự giải quyết là được rồi. Tôn Hiển Vĩ và Hạ Tưởng đang thảo luận bàn bạc bước phát triển tiếp theo của bất động sản Giang Sơn. Biệt thự đã xây dựng, sau khi trang trí lắp đặt các thiết bị, sẽ ngăn thành các phòng nhỏ, làm thành các âm trạch khu mộ để bán ra. Đất trống không xây dựng biệt thự mới, toàn bộ thiết kế dựa theo thiết kế nhà âm, dựng nên nghĩa địa phồn hoa. Hạ Tưởng chỉ nhớ mang máng Tây Thủy Sơn là âm trạch bảo địa của thành phố Yến. Nhưng ở bên trong cảnh tượng như thế nào thì hắn ta thực sự cũng chưa xem qua bao giờ, chỉ có thể dựa vào những cái đại khái như vậy để thực hiện, tuy nhiên hắn tin rằng những nghĩa địa phồn hoa như vậy sẽ có thị trường trong phố Yến. Người dân vốn dĩ coi trọng những người hy sinh vì đại nghĩa, cũng mong muốn làm một cái nhà mồ sang trọng cho người thân sau khi chết, để bù đắp những tiếc nuối cho linh hồn họ. Có rất nhiều người nhiều tiền nhưng không hiếu thảo với cha mẹ, mặc dù khi bố mẹ con sống có thể không hiếu thuận với bố mẹ. Nhưng sau khi bố mẹ mất, vì thể diện của mình cũng nguyện ý tổ chức cho bố mẹ đám tang thật linh đình. Phải nói là, tư tưởng của người dân đôi khi thật kỳ quặc, khó hiểu. Tôn Hiển Vĩ thấy thị trường nhà mồ không khả quan cho lắm. Có khả thi không, tôi luôn cảm thấy có chút không chắc chắn, nếu không may thất bại, chúng ta lại phải mở lại thị trường mới, như thế có lẽ sẽ chậm mất một bước. Mặc dù bản thân Tôn Hiển Vĩ cũng có công ty riêng, nhưng công sức và tiền của đầu tư vào bất động sản Giang Sơn không phải là ít, hoàn toàn cũng chính là để làm nên sự nghiệp của bản thân hắn. Anh nên nghe tôi một lần, yên tâm mạnh dạn đầu tư đi. Cách nghĩ của tôi và anh rất giống nhau, đều không muốn mang tiền đi múc nước trôi, hơn nữa hiệu quả và lợi ích của bất động sản Giang Sơn càng tốt mới phù hợp với mục đích căn bản chúng ta mở công ty. Hạ Tưởng thề thốt nói, hắn chính là muốn đảm bảo cho Tôn Hiển Vĩ. Tôn Hiển Vĩ cười ha ha nói. Nghe cậu một lần, tôi đã có thể nghe cậu vài lần rồi, may mà chưa lần nào bị cậu bán đứng. Hiện tại đã có thể xem cậu như một người tốt, thì tạm thời tin cậu thêm một lần nữa. Tiêu Ngũ không ngừng cười kha kha. Tôi không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ lung tung, chủ tịch huyện Hạ cho tôi làm thì tôi đi làm. Cũng không sợ anh ta hại tôi, cho nên tôi không lo lắng chút nào cả. Tôn Hiển Vĩ nghe xong đảo cặp mắt trắng dã. Không nói một lời nào. Đang nói chuyện thì Phương Cách đến. Điều khiến Hạ Tưởng kinh ngạc chính là, hắn không đến một mình, còn dẫn theo một cô gái rất trẻ đẹp. Mặc dù cô ta bây giờ và cô ta kiếp sau mà Hạ Tưởng quen biết, có chút chênh lệch về tuổi tác, nhưng Hạ Tưởng chỉ cần liếc một mắt cũng có thể nhận ra cô ta là Phượng Mỹ Mỹ. Hạ Tưởng cố gắng để giữ bình tĩnh, thiếu chút nữa thì thất lễ với người ta. Sau khi Phương Cách chào hỏi qua đám đông, liền kéo Hạ Tưởng ra một chỗ nói nhỏ. Bố tôi đặc biệt sắp xếp cho cô ấy đi cùng tôi, xem ra cô ấy cũng có chút ưng ý. Anh nói xem đây là ý gì? Cô ấy lúc nào cũng đi bên cạnh tôi, làm sao tôi có thể tình tứ với Lam Miệt được đây? À đúng rồi, Lam Miệt đang ở đâu? Hạ Tưởng còn chưa trả lời, đã bắt gặp ánh mắt có chút mơ màng của Tiêu Ngũ, luôn cố ý hướng đến Phượng Mỹ Mỹ.
Trong lòng hắn rất hoan hỉ. Được, quả nhiên là duyên phận, tuyệt diệu đến lạ kỳ. Vốn dĩ Tiêu Ngũ gần đây có xu hướng theo đuổi Lam Miệt, bây giờ đảo lộn mất rồi, Phượng Mỹ Mỹ vừa xuất hiện, hắn ta động lòng ngay lập tức. Lẽ nào nói, thẩm mỹ của một người ngoan cố như vậy khó mà thay đổi được. Tôn Hiển Vĩ cũng muốn ngắm Phượng Mỹ Mỹ vài lần nữa. Nhưng Hạ Tưởng đã kéo hắn sang một bên nói. Mau đi ra ngoài tiếp đón khách đi, về cơ bản khi mỹ nữ xinh đẹp quý phái vừa đến, anh lại xuất hiện bên cạnh thì có chút không thích hợp lắm. Tôn Hiển Vĩ bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng nói. Thế là ý gì, cứ như thể tôi là chư bát giới vậy. Hạ Tưởng liền cười và nói. Anh không phải là chư bát giới mà anh là đại ca của chư bát giới. Anh mau ra ngoài đi. Tôn Hiển Vĩ vừa đi, Hạ Tưởng liền ra hiệu cho Phương Cách giới thiệu Phượng Mỹ Mỹ và Tiêu Ngũ quen biết nhau. So sánh Phượng Mỹ Mỹ bây giờ và Phượng Mỹ Mỹ trước kia mà Hạ Tưởng quen biết thì Phượng Mỹ Mỹ bây giờ chói sáng và xinh đẹp hơn nhiều, trong đôi mắt ấy luôn chứa đựng một cái gì đó thật khó hiểu, hoàn toàn không phải đôi mắt vì cuộc sống bức bách mà trống rỗng và ai oán. Cô ấy mặc một chiếc váy dài thanh nhã, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt trái xoan rất đẹp, hai mắt to và sang, đặc biệt là lông mi vừa cong vừa dài, khi nhìn người khác, đôi mắt ấy có chút mơ màng. Quả thật là báo vật trời sinh. Nếu không có kiếp sau, sau khi Tiêu Ngũ hàm oan mà chết, Phượng Mỹ Mỹ vì thay hắn trả nợ, tình nguyện làm tiểu thư bồi rượu trên sofa. Hạ Tưởng biết tính cách của Phượng Mỹ Mỹ, nếu không hắn thật không dám giúp Phượng Mỹ Mỹ và Tiêu Ngũ đến gần nhau. Hắn lo Tiêu Ngũ sẽ bị nhan sắc hút hồn của Phượng Mỹ Mỹ mê hoặc không thể thoát ra nổi. Thế sự đúng thật là có quán tính mạnh mẽ. Nếu lại một lần nữa Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ không hẹn mà gặp, thì tốt nhất hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Khi giới thiệu Phượng Mỹ Mỹ và Hạ Tưởng làm quen nhau, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu chào, ngoài ra không thêm một biểu hiện gì khác. Khi giới thiệu cô ấy và Tiêu Ngũ quen biết nhau, trong mắt cô ấy lóe lên một tia sáng nhẹ nhàng. Người khác có thể là không để ý đến, Hạ Tưởng cũng chỉ là nhạy cảm nên thấy được sự thay đổi ánh nhìn trong mắt của cô ấy, thầm nghĩ không chỉ là Tiêu Ngũ nhìn cô ấy nhìn Tiêu Ngũ, mà là họ vừa gặp mặt đã có cảm tình. Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ nói chuyện rất hợp nhau, chuyện trò vui vẻ, thấy vậy Tôn Hiển Vĩ liên tục lắc đầu, nhưng điều này đã giải thoát được cho Phương Cách. Phương Cách bắt đầu đi tìm người trong mộng của hắn ta. Hắn cứ quấn lấy Lam Miệt không rời. Hạ Tưởng mặc kệ bọn họ, đi ra ngoài tìm Tào Thù Lê, gặp đúng lúc cô đang ở cùng mấy người bạn học, vừa nói vừa cười, và không quên chào mọi người. Tất cả mọi sắp xếp đâu vào đấy, có phần yên tâm rồi. Hắn cũng hiểu rõ, về phương diện sức hấp dẫn, phương diện làm thế nào để quan hệ hòa hảo với người khác, hắn không bằng Tào Thù Lê, hắn không cần lo lắng vì cô bé này nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc. Hạ Tưởng vừa đi đến cửa thì nhìn ngay thấy Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì quét một lớp phấn nhạt, nhưng không che giấu được khuôn mặt hốc hác. Cô ta đang lên lầu, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Hạ Tưởng, ngây người một lúc, trong mắt hằn lên một ánh nhìn giận dữ, phẫn nộ. Cơn phẫn nộ có thể đốt cháy màn đen u ám, nhưng nó phát tác, lại chậm chậm tắt ngấm, biến thành khe suối mùa thu, đôi mắt không ngừng đảo quanh, quả thật là rất đáng yêu, khiến cho người khác có cảm giác tiếc nuối. Hạ Tưởng hít một hơi dài, tiến lên trước một bước nói. Tiểu Thì, em đến rồi à? Nghiêm Thời vốn không muốn trả lời, rồi lại bất giác, một tiếng, lại nói. Tôi đến đây xem tại sao anh được coi là một người rất lương thiện, làm sao mà lại trở nên xấu xa như thế này? Hạ Tưởng không bực tức trái lại cười rất tươi nói. Cha con Cao gia phạm tội chịu trừng phạt là đúng thôi, tôi chẳng qua cũng chỉ là thu thập một vài chứng cứ của họ mà thôi. Kỳ thực tôi cũng không cần lợi dụng em, bất động sản Lĩnh Tiên sớm muộn thì cũng phá sản, em nên tìm đường thoát thân sớm đi. Mồm mép dẻo quẹo. Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên oán hận nói. Anh nói thì rất đơn giản nhẹ nhàng nhưng hiện tại tôi không còn là người nữa. Phạm Tranh thì oán giận tôi, Phó Chủ tịch Phạm không để ý tới tôi. Anh bảo tôi làm sao bây giờ? Anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em tìm được công việc thích hợp với hai vị trí để em lựa chọn. Một là đến bất động sản Giang Sơn làm phó tổng giám đốc, dựa vào năng lực của em, chắc chắn sẽ giúp bất động sản Giang Sơn đánh hạ một mảnh Giang Sơn. Hai là anh có thể giúp em tiền vốn, để em kinh doanh mỹ phẩm. Từ sau năm 2000, thị trường nước ngoài mở rộng, các sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài xuất hiện ồ ạt, trong nước cũng dấy lên trào lưu mỹ phẩm đồ trang điểm.
Đương nhiên trong đó thật giả lẫn lộn, cũng có không ít những sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng, nhưng cũng không thể phủ nhận là, 10 năm sau, thị trường mỹ phẩm trong đó có dầu gội đầu sẽ ngày càng lớn mạnh. Đó cũng chính là vì kinh doanh dầu gội đầu sẽ mang lại khoản lợi nhuận kếch xù, đã có không ít người lúc đầu chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng vài năm sau đã trở thành tỷ phú. Nghiêm Tiểu thì rất giỏi về trang điểm, cô ấy mà trang điểm sẽ biến thành thiên thần, rất có thần. Hạ Tưởng cho rằng, nếu cô ấy tiến thân vào nghề kinh doanh mỹ phẩm, nhất định sẽ thành công. Nghiêm Tiểu thì nghe xong đề nghị của Hạ Tưởng, cúi đầu suy nghĩ một lát, bèn hỏi. Anh nghĩ tôi làm gì thì thích hợp hơn? Bỗng có một âm thanh trong trẻo vang lên. Chị đẹp như vậy, có thể trang điểm được một cách hoàn hảo, một chút dấu vết cũng không thể tìm ra, không làm kinh doanh mỹ phẩm thì quả thực là rất đáng tiếc. Một em bé gái khoảng 16, 17 tuổi từ dưới lầu lên. Cô bé mặc chiếc váy ngắn, một cô học trò rất ngây thơ lãng mạn, cô bé có đôi chân trắn mịn hồng hào, đúng là một cô bé trẻ con sắp bước sang tuổi trưởng thành. Tống Nhất Phàm tới rồi. Nghiêm Tiểu thì vừa nhìn thấy Tống Nhất Phàm, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, cuốn trôi những ưu sầu trước đó, liếc nhìn Tống Nhất Phàm vài lần và nói. Em gái em thật dễ thương, giống như một tiên nữ. Da của e cũng thật là đẹp, vừa nhẵn vừa bóng, đẹp hơn mấy lần da chị, em có thật là ở thành phố Yến không vậy? Hạ Tưởng liền nheo lông mày, một phút trước, Nghiêm Tiểu thì còn có chút oán giận, bây giờ, cô ấy đã bị Tống Nhất Phàm cuốn hút mất rồi. Còn nói chuyện da đẹp da xấu. Tâm tư con gái thay đổi nhanh thật, quả nhiên con trai không thể hiểu nổi sự thay đổi này. Tống Nhất Phàm nói vài câu với Nghiêm Tiểu thì, liền đến trước mặt Hạ Tưởng, dang rộng hai vai ôm nhẹ Hạ Tưởng, nhân cơ hội nói nhỏ vào tai hắn. Chị ấy rất đẹp, anh không được ngầm phát tín hiệu cho chị ý đâu nhé, nếu không, em sẽ mách chị Tào đến đó. Tống Nhất Phàm trở thành gián điệp từ khi nào vậy? Hạ Tưởng liền vỗ nhẹ phía sau lưng cô bé nói. Ngoan nào, mau cùng chị Nghiêm vào trong ngồi đi, rất nhiều người trong đó. Rất vui. Em đến để thăm anh, nếu đến để chơi với họ thì em đã không đến. Tống Nhất Phàm nói xong, đẩy Hạ Tưởng ra, xoay người kéo Nghiêm Tiểu thì vào phòng. Nghiêm Tiểu thì nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt kỳ lạ, dường như đang hỏi, cô ấy là ai? Không phải em gái của anh chứ? Anh ngay cả đứa bé 16. 17 tuổi cũng không buông tha sao. Gian ác quá đi. Hạ Tưởng giả bộ không thấy được sự hoài nghi của Nghiêm Tiểu thì, vội xuống lầu dưới, vì hắn nhìn thấy Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang một thời gian không gặp Hạ Tưởng rồi, vừa nhìn thấy hắn, hắn liền cho Hạ Tưởng một trường, bất mãn nói. Thằng bạn đều, ngay cả cuộc điện thoại cũng không gọi, không gặp mặt, trước kia sao tôi không nhận ra cậu là người qua cầu rút ván nhỉ? Hạ Tưởng cười ha hả. Ít lằng nhằng đi, anh gần đây phát tài rồi, sợ tôi bắt anh phải mời à, cho nên cố tình trốn tôi đúng không? Quả thực Phùng Húc Quang kinh doanh càng ngày càng lớn, là doanh nghiệp đầu tiên mở siêu thị trong thành phố Đan Thành, siêu thị trong thành phố Bảo cũng đang trong giai đoạn kiến thiết xây dựng như vũ bão. Hơn nữa từ thành phố Đài ở phía Nam đến thành phố Châu ở phía Đông đều cần mở các chi nhánh siêu thị, chính thức đưa siêu thị phát triển một cách tích cực. Hạ Tưởng cũng biết Thôi Hướng luôn có ấn tượng không tốt đối với mình, hơn nữa nhìn tình thế hiện tại thì vài năm sau, lúc Diệp Thạch Sinh lui ra thì Thôi Hướng chính là người có khả năng cạnh tranh nhất với Mã Vạn Chính và Tống Chiêu Độ. Chương 369, chính trị không có việc nhỏ. Mà Mã Vạn Chính và Tống Chiêu Độ lại có quan hệ rất tốt đối với Hạ Tưởng. Tuy nói thế sự khó liệu trước nhưng cứ để phòng hậu họa khi chưa xảy ra là tốt nhất. Hạ Tưởng cũng là bởi vì bận rộn chuyện của huyện An nên vẫn nghĩ chờ khi nào hơi rảnh rang một chút thì tới ngồi nói chuyện với Phó Chủ tịch tỉnh Mã một chút. Về phần Phó Chủ tịch tỉnh Tống thì đơn giản hơn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới nhà làm khách. Nói chuyện với Phùng Húc Quang xong, Hạ Tưởng liền đưa y lên lầu. Không bao lâu sau, trên cơ bản tất cả khách khứa đều đến, mọi người bắt đầu tự do hoạt động, tự tìm người quen biết để nói chuyện hoặc giao tiếp làm quen. Cuộc tụ họp này khá náo nhiệt. Cũng khá thành công. Tiệc rượu kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Phương Cách xem như thành công lấy được số điện thoại của Lam Miệt. Thái độ của Lam Miệt đối với Phương Cách cũng nhẹ nhàng hơn trước. Tôn An thì đành phải chấp nhận tiếc nuối nhưng cũng may y lập tức thay đổi mục tiêu sang một cô bạn cùng học của Tào Thù Lê. Về phần Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ thì dường như rất tiến triển. Hai người chẳng những trao đổi số điện thoại mà còn hẹn thời gian gặp mặt tiếp theo. Lý Hồng Giang, Vương Lâm Kiệt cũng trò chuyện với nhau rất vui,
trên cơ bản mọi người đều có thu hoạch. Đương nhiên thu hoạch lớn hơn nữa chính là Tào Thù Lê. Từ khi cô mở công ty thiết kế riêng tới nay, Hạ Tưởng cũng không hề nói với mọi người. Hôm nay mọi người hội tụ ở đây đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực xây dựng tỉnh Yến. Khi biết Tào Thù Lê mở một công ty thiết kế, đầu tiên là họ chúc mừng cô, kế đó trong lòng họ đều biết, về sau nếu cần thiết kế, khẳng định rằng sẽ phải ưu tiên nghĩ đến công ty của cô. Mấu chốt là khả năng thiết kế của Tào Thù Lê quả thật có chỗ hơn người. Rất nhiều công ty còn lấy làm quang vinh vì mời được cô tới thiết kế cho mình. Cho dù Hạ Tưởng không quảng cáo giúp cô thì chỉ với danh tiếng của cô cũng đủ làm ăn không lớn không nhỏ. Tuy nhiên công ty thiết kế càng nổi tiếng thì càng tốt, Hạ Tưởng quảng cáo giúp cô như vậy cũng chẳng có hại gì. Trước khi đi, Nghiêm Tiểu thì nói với Hạ Tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt, sẽ kinh doanh đồ trang điểm. Nhưng cô cũng không cần hắn giúp đỡ gì mà cô sẽ tự mình gây dựng. Hạ Tưởng cũng chỉ có thể chúc cô xây dựng thành công. Sau khi đi làm, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Cao Lão. Giọng Cao Lão khá bất đắc dĩ. Cậu bạn nhỏ, tôi đã cố hết sức. Đừng trách tôi, cũng đừng trách Tấn Chu. Nó cũng muốn giúp cậu nhưng nó thấp cổ bé họng. Cao Tấn Chu đã gặp phải bức tường của Giám đốc Sở Giao thông chính là việc nằm trong dự kiến. Sở Giao thông là một sở lớn nắm quyền to, một phó chủ tịch tỉnh bình thường đúng là không thể chỉ huy được. Dù sao đó cũng là bộ môn nắm thực quyền, trong tay nắm giữ toàn bộ tài chính mảng giao thông của tỉnh. Hạ Tưởng vẫn tỏ vẻ cảm tạ Cao Lão. Buông điện thoại hắn liền nhận được điện thoại do Cao Tấn Chu tự mình gọi tới. Phó chủ tịch huyện Hạ, bố tôi hẳn là đã gọi điện thoại cho cậu rồi nhỉ? Giám đốc Sở Đồng nói chuyện rất cứng rắn, nói rằng không có tiền. Ha ha, tôi làm phó chủ tịch tỉnh không được phân công quản lý giao thông nhưng vẫn mất mặt đi ra làm quân tốt đen. Tin tưởng rằng sau khi tôi ra mặt, lại thêm phó chủ tịch tỉnh Tống và phó chủ tịch tỉnh Mã cũng theo thứ tự ra mặt thì giám đốc Sở Đồng có cứng rắn hơn nữa cũng phải cúi đầu. Cao Tấn Chu cũng không đơn giản, phân tích, lập luận thế cục rất sắc sảo. Ông ta nhìn thấu hoàn toàn ý tưởng của Hạ Tưởng. Xem ra ở tỉnh Yến một thời gian cũng khiến ông ta coi như thấy rõ thế cục tỉnh Yến. Hạ Tưởng cũng tỏ vẻ cảm tạ Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu chuyển đề tài, cảm khái nói. Nhược Hạm ra nước ngoài thời gian cũng không ngắn, cũng nên trở về rồi. Tiểu Hạ, cậu mà tiện thì khuyên cô ấy trở về đi. Có cô ấy ở thành phố Yến cũng tốt cho việc hỗ trợ lẫn nhau. Đúng không nào? Hạ Tưởng hiểu ý của Cao Tấn Chu. Nếu Liên Nhược Hạm không ở thành phố Yến, đến lúc Cao Thành Tùng rơi đài thì Ngô gia sẽ không còn ích lợi tại tỉnh Yến, cho nên sẽ di rời trọng điểm đến tỉnh khác. Như vậy thì tình cảnh của Cao Tấn Chu sẽ không tránh khỏi thảm đạm. Nếu Ngô gia không mạnh mẽ bồi dưỡng ông ta tại Bắc Kinh thì chỉ với một phó chủ tịch tỉnh như ông ta, cho dù chậm rãi chịu đựng 5, 3 năm tại tỉnh Yến, có thể lăn lộn lên tới ủy viên thường vụ tỉnh ủy hay không vẫn còn là khó nói. Thậm chí rất có thể sẽ ngồi mãi ở vị trí phó chủ tịch tỉnh cho đến khi sắp nghỉ hưu thì triệu hồi về Bắc Kinh làm một thứ trưởng có thực quyền hoặc thăng lên làm cấp bộ trưởng nhưng lại bố trí vào một ban ngành nhàn nhã. Đúng là vì ý thức được tình cảnh nguy khốn trước mắt nên Cao Tấn Chu mới không nề hà đề xuất với Hạ Tưởng mời Liên Nhược Hạm trở về. Có Liên Nhược Hạm trở về thì Ngô gia mới có thể nhớ ra rằng ở tỉnh Yến bọn họ vẫn còn có một phó chủ tịch tỉnh cần bồi dưỡng. Bởi vì Cao Tấn Chu cũng hiểu rất rõ tính tình của Ngô Tài Giang là chỉ nóng trong 3 phút, nhớ tới việc gì là làm ngay việc đó chứ không có tính toán quá dài. Cao Tấn Chu thậm chí còn hoài nghi rằng sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, Liên Nhược Hạm lại cao chạy xa bay, có khi Ngô Tài Giang còn quên luôn cả mình không biết chừng. Nghe thấy một vị phó chủ tịch tỉnh nói với mình bằng giọng điệu gần như là cầu xin, hy vọng mình có thể mời Liên Nhược Hạm quay về, Hạ Tưởng cũng không tránh khỏi hơi xấu hổ. Không biết nên trả lời như thế nào, hơi trầm mặc một chút rồi đáp. Tổng giám đốc Liên kinh doanh ở Mỹ càng lúc càng lớn, mời cô ấy trở về sợ là hơi khó. Hơn nữa dường như có nguyên nhân nào đó khiến cô ấy không thích trở về lắm thì phải. Sắp tới tỉnh có một đoàn khảo sát đi Mỹ, vừa lúc lại do tôi phụ trách hoạt động khảo sát lần này. Đến lúc đó tôi đăng ký cậu tham gia nhé. Cao Tấn Chu cũng khá thú vị. Không biết là đoán được hay là nghe được từ Cao Lão về quan hệ giữa Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng, liền thuận thế giúp Hạ Tưởng giải quyết một vấn đề nan giải. Hạ Tưởng liền đồng ý ngay. Đã giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất là đi Mỹ, hiện tại trước mắt Hạ Tưởng vẫn còn một vấn đề khó khăn không nhỏ chính là tài chính sửa đường vẫn còn chưa được quyết định.
Trong lúc Hạ Tường đang gãi đầu suy nghĩ thì Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Đồng Vinh Quang cũng cực kỳ đau đầu. Kỳ thật khi nhận được công văn của Cục Giao thông thành phố, huyện An và huyện Cảnh liên hợp xin tài chính, sau khi cẩn thận nghiên cứu, trong lòng Đồng Quang Vinh biết rõ nếu chỉ cấp cho một mình huyện An 50 triệu thì khẳng định là không thể được. Nhưng đường núi là nối liền huyện An và huyện Cảnh, trên cơ bản là mỗi huyện chiếm một nửa, hơn nữa cũng là hai huyện liên hợp xin, tương đương với 50 triệu chia đều cho hai huyện. Như vậy tính ra cũng là trong phạm vi hợp lý. Hơn nữa căn cứ cái nhìn chuyên nghiệp của y thì đường Sơn Thủy không chỉ gắn kết tình hữu nghị giữa hai huyện mà còn thật sự là con đường làm giàu cho nhân dân hai huyện. Cái tên đường Sơn Thủy là do Hạ Tưởng và Giang Thiên thảo luận với nhau cùng thống nhất đặt tên. Một ít xã và thị trấn hơi giàu có một chút của huyện An và huyện Cảnh đều ở khu vực phía đông, gần thành phố Yến. Mà các xã, thị trấn bên phía tây thì vẫn trong tình trạng bần cùng như những năm 80. Thậm chí có gia đình một năm chỉ có thể ăn no nửa năm còn lại chỉ ngày ăn hai bữa, bữa còn lại nhịn đói, chính là bởi vì bị vây trong vùng núi sâu, giao thông không thuận tiện. Nếu đường Sơn Thủy được làm, tương đương với việc làm một con đường để vùng núi phía tây huyện An thông lên trời. Nếu từ phía tây đi tới thị trấn huyện An, tiếp đó đến xã Đán Bảo, đến thành phố Yến rồi đến huyện Cảnh, ít nhất cũng phải lòng vòng hơn 100 km. Nhưng chỉ cần làm xong đường Sơn Thủy liền rút ngắn lại chỉ còn 50 km, hơn nữa hai bên đường còn có không ít xã, thị trấn và thôn trang được hưởng lợi. Đồng Vinh Quang là giám đốc sở giao thông nên có cách thức nhìn nhận hơi khác một chút so với Hạ Tưởng về vấn đề này. Y chú trọng hơn về việc con đường này có thể mang tới lợi ích thực tế gì cho dân chúng hai bên đường hay không. Còn việc Hạ Tưởng đề xuất kết nối hai khu du lịch của hai huyện thì y thấy cũng chẳng có gì là sáng kiến cả. Tuy vậy, cho dù y không cho rằng con đường Sơn Thủy này sẽ có tác dụng xúc tiến to lớn đối với du lịch của hai huyện nhưng vẫn không ảnh hưởng tới thái độ ủng hộ của y đối với con đường này. Nếu không có cuộc điện thoại của Đàm Long và ám chỉ của Phó Chủ tịch tỉnh Phạm thì y đã vung bút phê duyệt luôn rồi. Đàm Long luôn có quan hệ khá tốt với y, nên khi gọi điện thoại cũng nói thẳng ra là gã không muốn sở giao thông tỉnh xuất tài chính ra, bởi vì khi còn ở tổ cải tạo thôn nội đô, Hạ Tưởng đã từng đối nghịch với gã. Trước kia Đàm Long có chút ân huệ đối với Đồng Vinh Quang nên Đồng Vinh Quang cũng phải nể mặt gã một chút. Nếu chỉ có một Đàm Long ra mặt thì khi tiếp theo Cao Tấn Chu gọi điện thoại tới hỏi tình hình của đường Sơn Thủy, Đồng Vinh Quang có thể thuận theo thời thế để lấy lý do Phó Chủ tịch tỉnh Cao hỏi tới nên có thể phê duyệt. Nhưng tiếp đó Đồng Vinh Quang lại nhận được điện thoại của đích thân Chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng. Cũng không biết Chủ tịch tỉnh Phạm biết tình hình đường Sơn Thủy từ đâu. Chỉ hỏi như thể rất vô tình nhưng lại ngầm ám chỉ khiến Đồng Vinh Quang hết hồn, bởi vì Phó Chủ tịch tỉnh Phạm ám chỉ rằng y không thể phê chuẩn việc này. Đồng Vinh Quang không hiểu biết nhiều lắm về huyện An và huyện Cảnh. Y cũng không quen thuộc Hạ Tưởng và Giang Thiên, y chỉ nhìn nhận đường Sơn Thủy này bằng cái nhìn bản thân của một giám đốc sở giao thông mà thôi và nhận định rằng rất khả thi. Nhưng sự tình trong quan trường thì không phải lúc nào khả thi cũng có thể làm được. Ngay từ lúc Đàm Long gọi điện thoại tới. Sau đó ngay cả Chủ tịch tỉnh Phạm cũng tự mình hỏi tới việc này, Đồng Vinh Quang không thể không cảm thấy chấn động, Hạ Tưởng chỉ là một phó chủ tịch thường trực huyện, sao lại mắc tội với cả phó thị trưởng thường trực và chủ tịch tỉnh. Không ngờ kinh động cả hai người đó gọi điện thoại tới. Thật đúng là thể diện không nhỏ. Trong mắt Đồng Vinh Quang thì thể diện của Cao Tấn Chu chỉ có thể tương đương với Đàm Long. Nhưng Chủ tịch tỉnh Phạm vừa ra mặt, Đồng Vinh Quang chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhìn bản báo cáo về đường Sơn Thủy vài lần rồi chuẩn bị ném sang một bên, không thèm để ý tới nữa. Nhưng không ngờ buổi chiều vừa tới cơ quan thì Đồng Vinh Quang liền nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Từ lúc Tống Chiêu Độ đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Đồng Vinh Quang và Tống Chiêu Độ đã biết nhau, tuy rằng không quá thân quen, cũng quan hệ không chặt chẽ, nhưng cũng đã có vài lần giao tiếp qua lại cũng khá thân thiện. Tống Chiêu Độ gọi điện thoại tới, đầu tiên là tự ôn chuyện cũ. Sau đó lại chuyển đề tài tới đường Sơn Thủy. Vinh Quang, anh và tôi coi như là bạn bè nhiều năm, tôi cũng không lòng vòng nữa. Hạ Tưởng và tôi có quan hệ rất tốt, cậu ta muốn làm con đường Sơn Thủy cũng là một lòng vì kinh tế địa phương, suy nghĩ đó là tốt. Sở giao thông tỉnh xuất tài chính ra cũng là phù hợp chính sách. Tôi liền nói thẳng, đây là lần đầu tiên tôi trịnh trọng đề xuất chuyện này với anh, hy vọng anh có thể thông qua. Nếu thông qua thì tôi nợ anh một ân tình. Nếu không thể thì tôi cũng biết là anh có điểm khó xử, không phải miễn cưỡng. Buông điện thoại xuống, Đồng Vinh Quang vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
y biết Tống Chiêu Độ. Bình thường Tống Chiêu Độ luôn nói chuyện cẩn thận, hơn nữa tính cách của ông ta cũng rất mạnh mẽ, cực kỳ hiếm khi mở miệng nhờ vả ai điều gì. Hiện tại vì một phó chủ tịch huyện là Hạ Tưởng mà ông ta trực tiếp gọi điện thoại cho y, còn ôn chuyện cũ với y, còn nói chuyện tình nghĩa nhờ vả y, có thể nói là vì bảo vệ Hạ Tưởng mà ông ta đã làm hết sức mình. Hạ Tưởng làm thế nào mà khiến Tống Chiêu Độ phải ra sức như vậy? Nghĩ kỹ lại, ngay cả Đàm Long và chủ tịch tỉnh Phạm cũng hỏi đến vấn đề con đường Sơn Thủy này. Chỉ một phó chủ tịch huyện nho nhỏ không ngờ trở thành tiêu điểm đấu tranh chính trị, kinh động tới một chủ tịch tỉnh và hai phó chủ tịch tỉnh. Thật đúng là chính trị không có việc gì nhỏ cả. Đồng Vinh Quang không khỏi cảm thấy đau đầu. Lời nói của Tống Chiêu Độ khá nặng. Hiện tại tuy rằng ông ta mới chỉ là một phó chủ tịch tỉnh nhưng ông ta lại trẻ hơn ít nhất 10 tuổi so với Phạm Duệ Hằng. 10 năm là khái niệm thế nào? Chỉ cần ông ta bước chân ổn định cùng với một chút chiến tích, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi mang tính quyết định khi chiến đấu với Phạm Duệ Hằng, mà nguyên nhân chính là 10 tuổi trẻ hơn này. Gần như có thể khẳng định chính là Tống Chiêu Độ sẽ lên rất cao sau này. Đồng Vinh Quang cũng không muốn đắc tội Tống Chiêu Độ, hơn nữa theo suy nghĩ của bản thân y cũng rất muốn làm con đường Sơn Thủy. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thể diện của một mình Tống Chiêu Độ còn chưa đủ để chống lại chủ tịch tỉnh Phạm. Làm sao bây giờ, Đồng Vinh Quang không biết đường nào mà xoay sở. Quan hệ giữa Đồng Vinh Quang và Phạm Duệ Hằng khá tốt, nhưng y cũng có nguyên tắc của chính mình. Hiện tại có rất nhiều công trình chỉ là làm ra chiến tích bề ngoài, thật vất vả mới thấy được một con đường chân chính vì dân, nhưng không ngờ lại gặp đủ mọi lực cản, ngay cả tài chính cũng không phê duyệt được. Chẳng lẽ chỉ có thể ném công văn phê duyệt con đường Sơn Thủy này vào sọt rác sao? Đồng Vinh Quang càng nghĩ càng cảm thấy khó xử, bất đắc dĩ thở dài. Y không dám bỏ qua thể diện Phạm Duệ Hằng, thể diện Đàm Long thì y còn có thể bỏ qua, nhưng chủ tịch tỉnh Phạm là nhân vật số 2 của tỉnh. Y sao có thể không nghe chứ? Đồng Vinh Quang lại một lần nữa cầm lấy công văn phê duyệt, lắc đầu, chuẩn bị ném vào sọt rác thì đúng lúc đó điện thoại lại đổ chuông. Đồng Vinh Quang vừa nhìn thấy dãy số trên điện thoại lại là tỉnh ủy, không khỏi lắc đầu nhìn kỹ lại lần nữa, lúc này càng giật mình kinh hãi, là điện thoại của phòng làm việc phó chủ tịch tỉnh Mã. Mã Vạn chính là phó chủ tịch thường trực tỉnh phân công quản lý mảng giao thông, cho nên y thuộc lòng số điện thoại của vị phó chủ tịch tỉnh này. Dù sao ông ta cũng là cấp trên quản lý trực tiếp. Đồng Vinh Quang vội vàng cầm lấy điện thoại cung kính alo. Vinh Quang à, tôi đã xem tờ trình về con đường Sơn Thủy. Tôi cũng đã tìm hiểu tỉ mỉ tình huống thực tế, đây là một việc rất tốt có lợi cho quốc gia, cho dân chúng. Ý kiến của tôi là đề nghị Sở Giao thông cố gắng hết sức hỗ trợ và ủng hộ chính sách thích hợp. Nếu có các phương diện lực cản khác thì cứ nói là đó là ý kiến của tôi, của Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý giao thông. Bộp, một tiếng, Mã Vạn Chính trực tiếp dập máy, không để cho Đồng Vinh Quang cơ hội nói chuyện. Phó Chủ tịch tỉnh Mã nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán như vậy, xem ra mức độ ủng hộ rất mạnh mẽ. Đồng Vinh Quang cầm điện thoại trong tay, sửng sốt hồi lâu không có phản ứng. Trong lòng y chỉ còn lại duy nhất cảm giác kinh hãi. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên y mỉm cười đầy thâm ý. Một con đường ngắn ngủn 50 km. Chỉ có 50 triệu tài chính mà không ngờ lại kinh động quỷ thần khắp nơi. Xem ra phó chủ tịch huyện Hạ Tưởng này cũng không phải người bình thường. Những người ủng hộ và phản đối hắn đều không ai là người tầm thường cả. Ba phó chủ tịch tỉnh, trong đó có hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng đã đủ khiến y phê chuẩn việc này, huống chi phó chủ tịch tỉnh Mã còn là người được phân công quản lý mảng giao thông. Đồng Vinh Quang cầm lấy công văn phê duyệt xem kỹ vài lần rồi trịnh trọng ký tên. Cuối cùng còn dùng sức chấm một chấm tròn thật đậm. Đồng Vinh Quang ký tên có chấm tròn đậm nghĩa là việc này phải làm thật nhanh, không được kéo dài chút nào. Đương nhiên, nếu y ký tên mà cuối lại khoanh một vòng tròn nhỏ thì nghĩa là phê để đó thôi, không cần phải làm, mà làm cũng không được. Sau khi ký tên xong, Đồng Vinh Quang nhìn đồng hồ thì cũng vừa lúc hết giờ làm việc. Y đứng dậy, vươn vai đang định đi ra khỏi phòng thì chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên. Đồng Vinh Quang suýt nữa giật mình kinh hãi. Chỉ vì 50 km đường núi mà hôm nay đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của các nhân vật quan trọng. Hiện tại lại ai gọi điện thoại tới cho mình nữa đây? Theo bản năng, y không muốn nghe máy vì nghĩ sẽ còn rất nhiều vấn đề đau đầu, nhưng lại không thể không nghe nên đành nhấc máy lên. Giám đốc Sở Đồng, tôi là Trần Phong. Tôi đến tỉnh ủy làm việc, vừa lúc đi ngang qua Sở Giao thông các anh đúng lúc hết giờ làm. Thế nào?
có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay không? Trần Phong, Đồng Vinh Quang lập tức sửng sốt. Y và Trần Phong không giao tiếp nhiều lắm, cũng không có nhiều mối liên hệ, sao đột nhiên Trần Phong lại tìm mình vậy? Nhưng nghĩ lại Trần Phong giờ đã hơn hẳn trước kia, ông ta không còn là thị trưởng Trần nữa mà đã là bí thư thành ủy. Quan trọng hơn là ông ta còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là lãnh đạo tỉnh ủy. Lại là một nhân vật không thể đắc tội nổi. Đồng Vinh Quang cười khổ, đáp. Bí thư Trần nói thì đương nhiên là tôi có thời gian. Ngài cứ nói địa điểm, tôi lập tức tới ngay. Nói gì thì nói, ăn cơm với Trần Phong cũng chẳng có chỗ nào không tốt cả. Bởi vì Trần Phong cũng tới là vì con đường Sơn Thủy, Đồng Vinh Quang tự nhiên rất vui mừng tặng Trần Phong một ân tình mà không tốn chút công sức nào. Dù sao bí thư Trần cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cán bộ cấp phó tỉnh. Không ngờ có tận ba ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra mặt cho con đường Sơn Thủy dài có 50 km. Trong đời Đồng Vinh Quang thì đây là một đoạn đường nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa, ngoài ra tài chính cũng không nhiều, nhưng không ngờ lại kinh động tới nhiều ủy viên thường vụ, toàn là những nhân vật quan trọng như vậy. Đồng Vinh Quang vô cùng cảm thán. Hạ Tưởng không nghe được Đồng Vinh Quang cảm thán nhưng hắn nghe được tin tức Sở Giao thông tỉnh đã phê duyệt tài chính thì vui vẻ đi tìm Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, thảo luận một chút với hai người phải cố gắng hoàn thành con đường trước mùa đông. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm đều rất vui vẻ. Ba người mở một cuộc hội ý, quyết định do Khâu Tự Phong nắm giữ ấn soái, đảm nhiệm tổng chỉ huy, Mai Hiểu Lâm làm phó tổng chỉ huy, huyện ủy làm tổng phụ trách công trình, ngay hôm đó liền tổ chức đội ngũ thi công đi tới hiện trường. Đồng thời huyện cảnh cũng rầm rộ triển khai, bí thư huyện ủy là tổng chỉ huy, chủ tịch huyện là phó tổng chỉ huy, bộ chỉ huy mở một lần đại hội động viên. Sau đó không lâu, trong một ngày nắng đẹp, Hạ Tưởng và Giang Thiên mỗi người ở một đầu đường thuộc huyện An và huyện cảnh, hai người tay cầm điện thoại, đồng thời tuyên bố khởi công. Một tiếng nổ lớn vang lên chính thức động thổ khởi công con đường Sơn Thủy. Giai đoạn đầu đường Sơn Thủy khởi công, gần như Hạ Tưởng cả ngày cả đêm ở trên hiện trường thi công. Bởi vì toàn bộ đường Sơn Thủy nằm trên đường núi nên rất dễ gặp phải nguy hiểm, hắn liền làm gương tốt đích thân tới tuyến đầu giám sát thi công, ngay cả ăn ngủ cũng đều ở công trường. Liên tiếp chăm chú giám sát một tuần, cho đến khi nhân viên phụ trách công trình ý thức đầy đủ tầm quan trọng của an toàn, hắn mới không thể không quay lại huyện ủy thực hiện các công tác của huyện. Vừa đến huyện ủy thì lại nhận được mời họp hội nghị thường vụ khẩn cấp. Đề tài thảo luận là Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt liên hợp đề nghị xây dựng làng du lịch mới ở chân núi của khu du lịch Tam Thạch. Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt có một khí thế rất đắc chí, liệt kê hàng đống lý do, thuyết minh rằng làng du lịch mới sẽ hình thành cạnh tranh tốt đối với làng du lịch vốn có, cũng xúc tiến ngành bất động sản và ngành du lịch huyện An phát triển. Hơn nữa thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực đồng chí Đàm Long cũng rất chú ý tới làng du lịch mới, còn đưa ra mấy yêu cầu. Mặt khác còn có thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an đồng chí Trần Ngọc Long cũng thông qua con đường khác mà tỏ vẻ cực kỳ hứng thú đối với làng du lịch mới. Hai người đưa ra hai ủy viên thường vụ thành ủy, đơn giản là thể hiện áp lực đối với mọi người, muốn hội nghị thường vụ thuận lợi thông qua đề nghị của mình. Phùng Húc Quang cười ha hả một trận và nói. Chú tôi lần trước có gặp mặt, nói với tôi bằng giọng oán trách, quan hệ giữa tôi và cậu thì rất tốt nhưng với ông ấy thì lại không mấy thân thiết. Cũng không thể tin hoàn toàn lời của Mã Vạn Chính được, hắn ta cũng muốn thông qua Phùng Húc Quang biểu đạt một chút thiện ý, đưa ra một tín hiệu. Đương nhiên, thiện ý của Phó Chủ tịch tỉnh Mã hắn nghe thấy rồi, nhất định phải tỏ thái độ mới được. Hắn liền nói với Phùng Húc Quang mấy câu khách khí, tin rằng lời của hắn sẽ được thông qua miệng của Phùng Húc Quang truyền đạt tới tai Mã Vạn Chính. Hạ Tưởng cũng biết rõ giai đoạn hiện tại mọi việc khá rối loạn, hắn có thể tránh tiếp xúc nhiều với tỉnh thì cần cố gắng hết sức tránh. Để tránh làm cho mọi người có cái nhìn không tốt về hắn. Đặc biệt là hiện tại cách quản lý của Diệp Thạch Sinh còn chưa bộc lộ hoàn toàn, mà Phạm Duệ Hằng một mặt đã từ từ thể hiện ra mạng lưới mềm mỏng và chặt chẽ, thôi hướng thân làm phó bí thư tỉnh ủy, đã sửa tính cách khiêm tốn vốn có khi làm bí thư thành ủy thành phố Yến, ông ta bắt đầu nhúng tay vào tất cả hạng mục quản lý. Hạ Tưởng ít nhiều cũng đoán được tâm tư của Thôi Hướng. Hình tượng yếu đuối của Diệp Thạch Sinh trong thời đại Cao Thành Tùng đã đi sâu vào lòng người, hơn nữa ông ta tuổi tác cũng lớn rồi, không biết chừng sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Thôi Hướng bây giờ đã lộ rõ khả năng thao túng cục bộ của hắn ta, ít nhất là khi điều chỉnh lại bộ máy nhân sự trong tỉnh, hắn sẽ có thể tiến thêm bước nữa.
Lên làm chủ tịch tỉnh hẳn là ý tưởng thực tế nhất của hắn trong giai đoạn hiện nay. Tuổi của Diệp Thạch Sinh, vẫn có thể làm thêm 3 năm nữa. 3 năm nói dài cũng không phải là dài, ngắn cũng không phải là ngắn, tập trung chí hướng trong 3 năm, thu hút sự chú ý của các tầng cấp cao, ngoài ra cũng muốn xây dựng hình tượng một nhà lãnh đạo có năng lực. Khi Hạ Tưởng không muốn khi thôi hướng xây dựng hình ảnh của y, mình lại bị ông ta biến thành điển hình phản diện. Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt đang muốn ngăn cản Hạ Tưởng lấy được tài chính của Sở Giao thông tỉnh, không nghĩ tới sự việc lại kinh động đến Chủ tịch tỉnh. Ngay cả Chủ tịch tỉnh Phạm có ý ngăn lại nhưng Sở Giao thông tỉnh vẫn phê duyệt văn bản yêu cầu thực hiện. Điều này không khỏi làm cho hai người phải mở rộng tầm mắt. Sau khi Đàm Long và Đồng Vinh Quang trao đổi điện thoại cho nhau thì nửa ngày sau cũng không nói thêm gì, sau đó gọi lại điện thoại cho Phòng Ngọc Huy, nói với y là tạm thời không cần xung đột trực diện với Hạ Tưởng. Chỉ cần dồn sức để triển khai kế hoạch dự án làng du lịch mới là được, nếu lúc đó Hạ Tưởng tiếp tục phản đối thì sẽ nghĩ tới biện pháp để đối phó. Thật ra thì Hạ Tưởng rất muốn phản đối kế hoạch của Phòng Ngọc Huy, bởi vì hắn gần như đã có kết luận rằng một huyện An nho nhỏ như thế này thì không thể là nơi có tới hai làng du lịch được. Mà làng du lịch mới được xây dựng ở dưới chân núi chắc chắn sẽ không có triển vọng gì tốt đẹp. Trước kia... hắn cũng đã cẩn thận nghiên cứu các luận chứng về việc chọn vị trí làng du lịch ở chân núi hay ở giữa sườn núi, cuối cùng mới đưa ra được kết luận đóng ở sườn núi. Phòng Ngọc Huy cũng chỉ mới tham gia vào thị trường này, lại muốn cưỡng ép làm một dự án, đơn giản là coi trọng thế phát triển của huyện An, muốn mượn một cơ hội để mò thêm được chiến tích mà thôi. Đương nhiên, không thể phủ nhận việc trong đầu bất động sản Cát Thành cũng có ý tưởng kiếm thêm được lợi nhuận. Nếu thị trường đủ lớn thì Hạ Tưởng cũng sẽ không gây ra các cản trở đối với nguyện vọng muốn kiếm tiền và chiến tích của đối phương, nhưng vấn đề là sau khi làng du lịch mới được xây dựng xong thì chẳng những đây là ý tưởng tồi tệ mà còn có thể nhiễu loạn thị trường của làng du lịch, trên cơ bản có thể kết luận là lợi bất cập hại. Nhưng có lòng tốt thì chưa chắc đã được báo đáp lại. Hạ Tưởng biết rằng, chỉ cần hắn mở miệng phản đối thì chắc chắn đối phương sẽ cho rằng đây là Hạ Tưởng đang mượn cơ hội để trả thù. Không nghĩ tới chính là Hạ Tưởng còn chưa phát biểu ý kiến thì trưởng ban tuyên giáo Lạc Văn Tài, trưởng ban chỉ huy quân sự Khổng Kiếm, chánh văn phòng huyện ủy Thái Nghị, bí thư đảng ủy xã Tam Thạch Đoạn Đại Nhĩ đều tỏ vẻ ủng hộ, đều giơ cả hai tay lên để hoan nghênh với tất cả các nhà đầu tư nào tiến đến huyện An. Hạ Tưởng suy xét sâu xa thì thấy rằng đại bộ phận mọi người khi nhìn đến có dự án đầu tư đều vội vàng không ngừng tỏ thái độ ủng hộ, e sợ nhà đầu tư chạy đến nơi khác. Bọn họ cũng không suy xét xem việc đầu tư này có thể mang đến hiệu quả và lợi ích hay không. Dự án này có đúng là dự án tốt nhất để xúc tiến việc phát triển kinh tế của địa phương hay không? Kiếp trước, thành phố Yến từng có hơn 10 khu xây dựng dang dở, cũng gần như phải đến 8 năm sau mới tìm được nguồn tài chính để hoàn thiện tiếp, thậm chí có những chỗ cứ để dở dang như vậy ngay tại giữa hai con đường phồn hoa nhất, ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của thành phố Yến. Trên cơ bản đều là do kết quả của sự mù quáng thu hút đầu tư. Đáng tiếc chính là Hạ Tưởng còn chưa kịp phản đối thì Khâu Tự Phong đã gật đầu đồng ý. Nói cách khác, trên cơ bản đại bộ phận ủy viên thường vụ đều có thái độ tán thành. Cuối cùng, bao gồm cả Hạ Tưởng, những ủy viên thường vụ còn lại cũng đành phải thể hiện cho tốt, thuận nước đẩy thuyền, giơ tay tỏ vẻ ủng hộ. Thậm chí, Hạ Tưởng ngay một câu dư thừa cũng không nói. Chỉ có điều hắn nhìn thấy Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt đang cười đắc ý rào rạt thì phải lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Dù sao huyện An cũng không có tổn thất gì, cũng không phải là nhà đầu tư do hắn kéo đến, hắn cũng không thể ngăn cản giấc mộng tốt đẹp của người khác, đành phải vậy. Tuy nhiên, về phần bước tiếp theo đám người Phòng Ngọc Huy gây sức ép như thế nào thì hắn cũng không quan tâm, tạm thời cũng không để ý tới bởi vì đoàn khảo sát do tỉnh tổ chức đi tới nước Mỹ sẽ khởi hành vào ngày hôm sau. Hạ Tưởng nói rõ cho Tào Thù Lê, cô bé lý giải được công việc của hắn nên cũng không cần phải nhiều lời, mà cô bé cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở hắn công tác tốt, chú ý tới sức khỏe, lại lén lút nói tới việc hắn thay cô tới hỏi thăm Liên Nhược Hạm. Tất cả các yêu cầu trên đều được Hạ Tưởng hoàn toàn đáp ứng. Việc dẫn đoàn tới nước Mỹ khảo sát là do Phó Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu phụ trách, mục đích là để học tập kinh nghiệm và hình thức quản lý tiên tiến của nước Mỹ. Cuộc hành trình của đoàn bao gồm các bang San Francisco và Washington, vừa lúc Liên Nhược Hạm lại đang ở San Francisco. Bởi vì là hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức nên gần như Hạ Tưởng cũng không cần phải quan tâm tới vấn đề gì, chỉ cần để ý tới việc được sắp xếp như thế nào là lên ngồi lên máy bay, bay thẳng tới nước Mỹ.
Đoàn khảo sát là từ các cơ quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh hợp thành, Hạ Tưởng xem như là đối tượng đặc biệt, được Cao Tấn Chu an bài thành nhân vật trợ lý lâm thời của ông ta. Đoàn khảo sát đầu tiên tới Washington, toàn bộ quá trình khảo sát cũng khá sơ sài, trên cơ bản là không học tập được cái kinh nghiệm tiên tiến gì cả, mà Hạ Tưởng cũng không có tâm hồn đâu để học tập. Đợi sau khi tới San Francisco, không cần hắn phải mở miệng, Cao Tấn Chu liền đồng ý cho hắn tự đi một mình. Chương 370, gặp lại Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng đành phải dùng đến vốn ngoại ngữ đáng thương của hắn để tìm đường đi tới chỗ của công ty Liên Nhược Hạm. Bởi vì hắn không nói trước việc hắn đi Mỹ, chủ yếu là muốn để cho Liên Nhược Hạm phải giật mình. Công ty hệ thống phát triển phần mềm tìm kiếm trên mạng của Liên Nhược Hạm đặt ở ngoại thành của thành phố San Francisco, là một chỗ giống như công viên, cây cao bóng cả, sắc màu rực rỡ, tất cả lọt vào mắt Hạ Tưởng đều trở thành cảnh đẹp khiến cho Hạ Tưởng không thể không cảm thán, ít người đúng là tốt, ít nhất là môi trường sạch sẽ hơn rất nhiều. Diện tích của nước Mỹ thì chỉ nhỏ hơn chút ít so với Trung Quốc, tuy nhiên dân số thì chỉ bằng 1/6 dân số của Trung Quốc, không khí tự nhiên có vẻ trong sạch hơn rất nhiều. Còn với Australia, Canada, nếu dùng ánh mắt của người Trung Quốc mà bình phẩm thì không khỏi hình dung tới chỗ không có người, hơn nữa còn làm cho người ta khó có thể tin chính là diện tích của Canada so với Trung Quốc thì lại còn lớn hơn, nhưng số lượng nhân khẩu thì chỉ có 35 triệu người. Dân số của một quốc gia chỉ bằng dân số của một tỉnh trong nước. Có lẽ ở Canada, mỗi người đều là địa chủ, mỗi người đều có diện tích đất đai cực kỳ lớn với đầy đủ tiện nghi. Hạ Tưởng hoàn toàn cảm thán, khi đến trước trụ sở công ty thì hắn gặp một cô gái xinh xắn làm nhiệm vụ tiếp tân, nhìn thấy bộ dáng khéo léo đáng yêu của cô bé, hắn chợt nhiều thấy có nhiều điểm tương đồng với vệ tân. Đầu tiên là cô gái nói một tràng tiếng Anh với Hạ Tưởng chỉ cười cười nói. Cùng là người Trung Quốc, đề nghị cô nói tiếng Trung Quốc. Cô gái kêu lên một tiếng, à, rồi mỉm cười. Sao anh lại biết tôi là người Trung Quốc? Không đoán tôi là người Nhật Bản hoặc người Hàn Quốc. Phải nói lúc này, năm 2001 thì địa vị của người Trung Quốc ở trên thế giới cũng không cao, người xuất ngoại đa phần bị lầm lẫn cho rằng là người Nhật Bản hoặc người Hàn Quốc, thậm chí là người Đài Loan, rất ít người mở miệng ra đoán được đây là người Trung Quốc. Hạ Tưởng liền cười đầy kín đáo. Người Trung Quốc và người Nhật Bản, Hàn Quốc khác nhau rõ ràng. Tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Cô gái bắt đầu tò mò. Quên mất công tác của mình, liền hỏi. Thần kỳ như vậy sao? Mau nói cho tôi biết làm sao biết được. Lúc cô gái nở nụ cười thì má bên trái có một lúm đồng tiền, má bên phải lại không có, giống như là Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng liền ngây người sửng sốt, sau đó nói. Không thể nói cho cô biết, có một số việc chỉ có thể biết, không thể nói cho người khác được. Cô gái mất hứng nói một câu. Lừa đảo, chắc chắn là vừa rồi anh đoán mò. Không ngờ lại đoán chúng, chứ làm gì có bí quyết. Cô gái Nhật Bản thì biết nghe lời, cô gái Hàn Quốc thì nho nhã lễ độ, chỉ có cô gái Trung Quốc thì mới rất hiện đại, lại không có vẻ đẹp hiền thục. Tôi nói có đúng không vậy? Thanh âm của Liên Nhược Hạm ở phía sau Hạ Tưởng đột ngột vang lên. Hạ Tưởng thì không có việc gì nhưng cô gái lại hoảng sợ, vội vàng hơi cúi người, kích động nói. Tổng Giám đốc Liên. Hạ Tưởng quay đầu lại thì thấy Liên Nhược Hạm đứng ở phía sau. Trên người cô mặc bộ quần áo công sở, trên đầu vẫn một kiểu tóc ngày xưa, nhìn rất đoan trang mà không kém phần tri thức. Cô đang đứng ở cách hắn không xa, trên mặt cô có vẻ tươi cười lại như không có, trong ánh mắt cũng không che giấu được niềm vui bất ngờ, mặc dù cô cố gắng làm bộ bình tĩnh. Một năm không gặp mà gần như Liên Nhược Hạm không có gì thay đổi, không gầy không béo lên, chỉ có trong ánh mắt thì có thêm chút thành thục, giống như một đóa hoa đang e ấp, nửa đã nở ra nửa e ấp. Tuy rằng lúc này không phải là thời điểm hoàn toàn nở rộ, nhưng là thời khắc xinh đẹp nhất của một cô gái. Hạ Tưởng hơi có chút kích động, cố gắng bình ổn nội tâm lại, làm bộ kinh ngạc hỏi. Nên giải thích như thế nào theo lời nói vừa rồi của Tổng Giám đốc Liên đây? Rất đơn giản. Tuy rằng Liên Nhược Hạm đã hơn một năm không gặp Hạ Tưởng, đột nhiên lại thấy hắn xuất hiện làm cho cô vui sướng rất bất ngờ. Tuy nhiên, thấy Hạ Tưởng đang giả vờ giả vịt. Điều này lại càng làm cho nội tâm cô vui vẻ hơn, hào hứng phối hợp diễn trò cùng với hắn. Nhật Bản và Hàn Quốc thì vẫn chịu sự ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Trung Quốc, đối với các cô gái thì có rất nhiều yêu cầu trên nhiều phương diện, so sánh với Trung Quốc thì có phần nghiêm khắc, khắt khe hơn. Vì thế, các cô gái Nhật Bản và Hàn Quốc học tập việc đầu tiên là sự lễ phép,
lễ độ, tiếp theo khi ở trong nhà luôn phải duy trì lễ giáo, khuôn phép, vì thế, do luôn phải duy trì tác phong lễ giáo của mình nên khi đi ra ngoài kể cả tối thiểu cũng giữ đủ sự lễ phép. Các cô gái Trung Quốc cũng có rất nhiều lễ giáo truyền thống, tuy nhiên qua nhiều cuộc cải cách thì bây giờ gần như biến mất toàn bộ. Tôi đến nước Mỹ đã hơn một năm, cũng đã nghe được rất nhiều người Mỹ đánh giá về các cô gái châu Á, nói là các cô gái Trung Quốc cởi mở ra hơi quá. Đối với lời nói của Liên Nhược Hạm thì Hạ Tưởng rất tán thành. Hắn liên tưởng đến kiếp trước, trong đoạn thời gian về sau có khoảng thời gian điên cuồng theo xu hướng lấy chồng nước ngoài, nhất là các cô gái lấy chồng người Nhật Bản. Kết quả là sau này rồi mới nhận ra, hóa ra các cô gái khi ra đến nước ngoài thì toàn bộ sự nết na, khuôn giáo đều biến mất, có người lưu lạc trong đám nông dân, thậm chí có người trở thành công cụ sinh dục, khổ không nói hết. Không nghĩ tới vừa gặp lại Liên Nhược Hạm lại đối mặt với một vấn đề thảo luận sâu sắc thế của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng chợt giật mình bừng tỉnh, không kìm nổi nụ cười, vội nói. Tổng Giám đốc Liên, tôi được người ủy thác tới gặp cô, có chuyện trọng yếu muốn nói chuyện với cô. Khuôn mặt xinh xắn của Liên Nhược Hạm nghiêm túc lại nói. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đây luôn, không cần phải úp mở. Tôi và anh cũng không có việc riêng gì để bàn với nhau. Cô gái ở vị trí tiếp tân nghe thấy vậy, miệng luôn phải cười trộm. À, cố ý gây khó khăn đây. Hạ Tưởng quay đầu liếc mắt nhìn cô gái đang ở bàn tiếp tân một cái, cố ý lớn tiếng nói. Nếu Tổng Giám đốc Liên nói vậy thì tôi truyền lời luôn, là của người bạn trai của cô, anh ta nói về cái chuyện giữa hai người lúc đó. Liên Nhược Hạm cực kỳ xấu hổ, vội vàng chặn lời nói Hạ Tưởng lại. Đừng nói linh tinh, cẩn thận không tôi đuổi anh ra ngoài. Mau cùng tôi vào phòng. Hạ Tưởng đắc ý, nghênh nghênh đầu đi theo Liên Nhược Hạm lên tầng. Cô gái tiếp tân ở phía sau ngẩn người ra, giơ ngón tay cái lên nghĩ thầm về Hạ Tưởng, rất đẹp trai. Mình xem anh ta chính là bạn trai của Tổng Giám đốc Liên, cũng giả bộ khéo lắm. Hạ Tưởng đi theo Liên Nhược Hạm đi vào văn phòng của cô. Văn phòng của Liên Nhược Hạm bố trí rất được, diện tích khoảng chừng 50 m², đầy đủ các đồ dùng cần thiết. Có một cửa sổ thật lớn đến sát đất với một cái rèm rất đẹp, trong phòng có đầy đủ các thiết bị rất hiện đại. Hắn không ngừng hâm mộ nói. Đúng là người có tiền, người nghèo như tôi đúng là không có cách nào so sánh được với Tổng Giám đốc Liên. Lời còn chưa dứt một mùi hương thơm cùng cơ thể mềm mại lao thẳng vào lòng hắn, lại còn động lòng người hơn nữa khi cái miệng xinh xắn chủ động áp vào cái miệng của hắn, còn có giọng nói đứt quãng. Anh nói nhiều lời vô nghĩa làm gì, lúc nào cũng vậy. Đến gặp người ta còn có tâm tình nói linh tinh. Hạ Tưởng được Liên Nhược Hạm ôm chầm lấy, hắn liền tận hưởng đôi môi xinh xắn đầy nóng hổi cùng với thân thể rất nóng bỏng của cô. Lúc này đúng là các tâm tư trêu đùa biến mất sạch, hắn liền ôm chặt lấy cô, sau đó bắt đầu hôn một cách mãnh liệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ sợ đây là cái hôn dài nhất từ khi chào đời của hắn. Bỗng nhiên, lúc này trên cái môi của hắn truyền đến một sự đau nhức, giống như là đã bị chảy máu. Lúc này, Liên Nhược Hạm thoát ra khỏi vòng tay của hắn, vừa tức giận vừa cười cợt nói. Trừng phạt anh một chút, cho miệng anh đau một lần để anh nhớ kỹ. Lòng của phụ nữ như đáy biển, một giây trước còn dịu dàng như dòng nước thế mà ngay sau đó lại sắc lạnh như băng, như dao. Hạ Tưởng cũng chỉ biết rút lấy khăn tay ra, lau máu chảy trên miệng, lắc đầu nói. Nhớ kỹ cái gì, thời khắc nào em cũng nằm trong tim của anh, chưa bao giờ từng quên. Làm sao lại còn cần cái gì để nhớ lại? Vốn Liên Nhược Hạm đang có rất nhiều điều muốn nói, cô có rất nhiều sự oán giận và ủy khuất đang định tuôn trào ra, nghe thấy câu nói này thì dường như đã đánh trúng điểm yếu nhất, thiếu chút nữa phải bật khóc. Cô thì thào nói, anh đúng là khắc tinh của em, là oan gia đối đầu em. Vì sao rõ ràng là em đang rất hận anh, quả thực đang muốn đánh, mắng anh một chút. Nhưng khi nhìn thấy anh rồi, lại thấy trong lòng không nỡ. Bao nhiêu oán giận đều biến mất. Hạ Tưởng tiến lên ôm chặt lấy Liên Nhược Hạm. Bởi vì em là cô gái tốt nhất trên thế giới, là người con gái có tấm lòng bao dung nhất, có tình yêu lớn nhất, luôn luôn làm cho ý chí của người khác phải lưu luyến. Liên Nhược Hạm nghe được câu cuối cùng, khó hiểu hỏi. Anh nói bậy gì đó, cái gì gọi là luôn để cho người khác phải lưu luyến? Anh nói sai. Hạ Tưởng nghiêm trang nói. Em quên mất rằng anh thích nhất là nằm trên một chỗ cực kỳ mềm mại, không chịu đứng lên, vô cùng lưu luyến. Anh! Liên Nhược Hạm tỉnh ngộ lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức ửng đỏ. Cô nhéo cho Hạ Tưởng mấy cái và nói.
Đồ lưu manh, đồ háo sắc, đồ xấu xa. Hạ Tưởng cười ha hả không ngừng. Rất may là mấy người phụ nữ của hắn cũng đều không tệ lắm, đều có xuất thân rất gia giáo. Kể cả là Tiếu Giai cũng không bao giờ nói ra lời thô tục nào khó nghe, cho nên lúc mắng hắn thì cả ba cô gái gần như đều giống nhau, không ngoài ba câu trên. Cao Tấn Chu cho hắn hoạt động tự do trong vòng thời gian 3 ngày. Hạ Tưởng còn có một khoảng thời gian tươi đẹp 3 ngày bên cạnh Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm ở trong một khu nhà cao cấp của nước Mỹ, một biệt thự có 3 tầng, trước cửa là gara và thảm cỏ, phía sau còn có một vườn trồng rau, tổng diện tích đất chiếm giữ khoảng chừng 1.000 m². Hạ Tưởng hâm mộ đến chảy nước miếng ra, nói thẳng với Liên Nhược Hạm là cô hoàn toàn đã bị trào lưu tư tưởng của chủ nghĩa tư bản phương Tây làm cho sa đọa, hủ hóa. Liên Nhược Hạm liền phản bác. Anh đừng làm ra vẻ giả bộ không hiểu, em kiếm tiền của người Mỹ, ở trong nhà của nước Mỹ, thuê người Mỹ làm công cho mình. Như vậy, một người Trung Quốc như em có hưởng thụ thì cũng không có gì, trên thực tế là đang làm vẻ vang cho nước nhà, anh có biết điều đó không? Đã biết. Hạ Tưởng làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh, lãnh ngộ được tư tưởng lớn. Nếu trong thời gian anh xuất ngoại khảo sát thế này mà lừa gạt được mấy cô gái nước Mỹ ngây thơ thì cũng xem như vì nước nhà mà làm các điều vẻ vang, có phải không vậy? Liên Nhược Hạm mở to hai mắt ra nhìn, cái miệng của cô hơi mở ra, bộ dạng vừa cười vừa có ý tứ khiêu khích. Thiếu nữ ngây thơ, ha ha. Bỗng nhiên, cô cất tiếng cười to. Hạ Tưởng khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Anh nói điều gì sai à? Anh nói không sai, nước Mỹ cũng có các thiếu nữ ngây thơ, tuy nhiên trên cơ bản là anh phải đi tìm hiểu ở trong các nhà trẻ. Liên Nhược Hạm áp vào người Hạ Tưởng, ánh mắt của cô trở nên mê ly. Anh nói xem, em gia nhập quốc tịch nước Mỹ, sau đó làm bộ là thiếu nữ ngây thơ, bị anh lừa gạt đưa về nước. Anh xem thử như vậy thì anh có cảm giác thành tựu không? Hạ Tưởng luôn luôn tự nhận thấy mình cũng có sức phòng vệ đối với người đẹp. Thậm chí ở chung nhà với Tào Thù Lê đã hơn nửa năm mà cũng không bắt cô lại, vào dạng cũng là người có định lực lớn. Nhưng hắn cảm thấy rất khó hiểu, khi đối mặt với Liên Nhược Hạm giả giả thật thật thì hắn luôn không thể kháng cự, rất dễ dàng bị cô châm lên ngọn lửa trong lòng. Có lẽ, Liên Nhược Hạm luôn tồn tại vẻ đẹp mê người cả bên trong lẫn bên ngoài, làm cho trái tim người đàn ông luôn muốn chinh phục. Hạ Tưởng liền không nói nữa, ôm chầm lấy Liên Nhược Hạm. Hung hăng ném cô lên cái giường xa hoa, làm bộ nhe răng cười độc ác. Ha ha, trước khi nói tới việc xuất khẩu thiếu nữ ngây thơ thì phải kiểm tra xem rốt cuộc có bao nhiêu sự ngây thơ đây. Liên Nhược Hạm làm bộ kinh hoàng lúng túng, hô lên cứu mạng. Vừa kêu lên được 2 tiếng thì thanh âm liền đã thay đổi, nghe giống như là cầu xin tha thứ, sau đó thì thay đổi hẳn, trở thành chất giọng phức tạp, đầy sự rên rỉ. Không biết khi nào, bên ngoài trời mưa đã lách tách rơi. Gió nhẹ mưa phùn, các cành cây lay động, dường như cùng đang diễn xuất một bản tình ca bất hủ. Anh nói thành thật xem, vụng trộm với em ở đây có phải là có chút chột dạ không? Có phải là sợ em ở bên này có người nên cố tình đến bất ngờ để tập kích? Thanh âm của Liên Nhược Hạm có chút lười biếng, ẩn chứa sự cực kỳ vui sướng và thỏa mãn, xen lẫn trong tiếng mưa. Anh nói xem, có phải là anh đã tính toán trước rằng ngày hôm nay của em là ngày nguy hiểm không? Trong thời gian 1 năm qua anh như thế nào? Có đúng là thực lòng nghĩ tới em không? Còn nữa, anh và cô bé Lê đã có rồi phải không? Đã có bước đột phá mới chưa? Liên Nhược Hạm liên tục đặt ra câu hỏi, Hạ Tưởng đột nhiên phát hiện ra phụ nữ và đàn ông trước khi có chuyện ấy dường như tương phản nhau. Trước khi xảy ra chuyện ấy, phụ nữ thường rụt rè, tế nhị, có nhiều vấn đề không dám nói trực tiếp. Nhưng sau khi đàn ông sở hữu được rồi, thì tâm lý phụ nữ lại muốn chiếm bằng được người đàn ông. Hạ Tưởng đành phải trả lời từng câu một, đối với Liên Nhược Hạm thì hắn vẫn tồn tại cảm giác áy náy trong lòng nên cố gắng hết sức lực để chiếu cố cô. Trên thực tế, Liên Nhược Hạm cũng chưa từng bắt hắn phải làm gì, chỉ cần yêu cầu hắn đối xử với cô tốt là được. Mà một cô gái thông minh thì ngay trước mặt đàn ông, cô chỉ cần đối xử cho tốt, không cần người đàn ông phải báo đáp lại. Một ngày nào đó, người đàn ông sẽ bị tình cảm của cô làm cho lay động. Nói chung, đàn ông thường thích nghe lời phụ nữ, nhưng thường phải khi nào người đàn ông đó thích người phụ nữ rồi từ từ anh ta trở nên bắt đầu nghe theo lời nói của cô gái đó. Cứ như vậy, bên ngoài mưa phùn giả rích rơi, trong một buổi chiều ở nước Mỹ, bên trong khu nhà cao cấp của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm cùng say mê nồng nhiệt với nhau,
đắm chìm trong giấc mộng ở vùng đất San Francisco tuyệt vời này. Ngày hôm sau, Hạ Tường theo Liên Nhược Hãm đi thăm các thắng cảnh của San Francisco. Không còn các áp lực phức tạp như trong nước, lúc này Liên Nhược Hãm giống như một cô gái đang trong tình yêu cuồng nhiệt, thỉnh thoảng kéo Hạ Tường xuống hôn những nụ hôn nồng thắm. Cô cùng Hạ Tường chậm chậm bước đi trên đường, tiếng cười vui vẻ không ngừng vang lên, ánh sáng tràn ngập trên khuôn mặt xinh đẹp mê người, trên cơ thể cô phơi bày ra thần thái chưa bao giờ có. Hạ Tường liền nhớ tới câu, mưa làm đất thêm đầy sức sống. Hắn bỏ hết tất cả các tạp niệm, toàn tâm toàn ý du ngoạn cùng Liên Nhược Hãm. Dù sao cũng khó có được cơ hội hai người ở chung với nhau mà không cần phải kiêng dè ánh mắt của người khác. Hắn cũng bỏ qua thân phận phó chủ tịch huyện của hắn, tạm thời quên rằng mình là người trong chốn quan trường, ở nơi đất khách tha hương, một lần đi theo tiếng gọi của tình cảm chân thật. Xét về tuổi tác thì Hạ Tường đang vào thời kỳ xuân sắc nhất của đời người, hơn nữa Hạ Tường còn là người hồi sinh từ kiếp trước. Nếu một người đàn ông đang ở độ tuổi tràn trề sức xuân, tính cách và sự hiểu biết lại chín chắn và thành thục, chỉ với hai điều kiện này thì gần như tất cả các cô gái không còn sức kháng cự. Giờ khắc này, sức hấp dẫn của Hạ Tường bắt đầu tỏa sáng làm cho Liên Nhược Hãm như uống phải thuốc mê mà như say như dại. Tuy nhiên, trong lòng Hạ Tường cũng tự cho mình thả lỏng toàn bộ cơ thể trong đam mê, mặc dù Liên Nhược Hãm hoàn toàn đang chìm đắm trong hạnh phúc. Đương nhiên, đối với người phụ nữ mà mình yêu cũng yêu say đắm lại mình thì Hạ Tưởng cũng có chút đắc chí. Ai cũng đều hy vọng mình có số làm quan, có đường tình may mắn. Tuy rằng Hạ Tưởng không quá bác ái, nhưng cũng là người đàn ông, cũng có tư tâm về nữ sắc, theo bản năng tâm lý thì cũng muốn đòi hỏi trong cả đời của người đàn ông phải có ba người phụ nữ thì mới tính là đầy đủ. Trong cuộc đời người đàn ông, có những người phụ nữ chỉ để trân trọng và che chở, có người phụ nữ chỉ để cho sự quý trọng và thương hại. Có những phụ nữ lại để cùng sống với mình cả đời, mà có những phụ nữ chỉ dùng để cho sự hoài niệm và nhớ mong. Vào lúc ăn tối, Liên Nhược Hãm mới chính thức nói cho Hạ Tưởng biết cô đã gia nhập quốc tịch Mỹ. Hạ Tưởng đúng là không giật mình chút nào, hắn rất tán thành việc Liên Nhược Hãm gia nhập quốc tịch nước ngoài, mặc kệ là nước Mỹ hay bất cứ nước nào khác, miễn là có quốc tịch ở nước ngoài, có thân phận là Hoa Kiều là được. Với thân phận này, khi quay trở về nước sẽ được thêm sẽ có những đãi ngộ riêng và có các chính sách chiếu cố. Cho dù với thế lực của gia tộc Liên Nhược Hãm không cần phải có các chiếu cố đặc thù, nhưng việc Liên Nhược Hãm gia nhập quốc tịch Mỹ, theo tư tâm của riêng hắn thì điều này có lợi về mặt lâu dài cho tình cảm và quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hãm. Trên thực tế, hành động của Liên Nhược Hãm cũng xuất phát chủ yếu là từ ý tưởng này. Em đã nghĩ rồi, không thể không có danh phận với anh, nếu vậy thì rất tiện nghi cho anh. Làm cho anh đắc ý quá. Em muốn anh và em cử hành hôn lễ tại nước Mỹ, anh có đồng ý việc này không? Liên Nhược Hãm cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, giọng nói của cô khá điềm đạm, lúc nói có vẻ bình thản. Nhưng trên thực tế, vẻ khẩn trương trên khuôn mặt và ánh mắt lộ ra ở trên khuôn mặt đã bán đứng cô rất khẩn trương, lo lắng Hạ Tưởng không đồng ý.